Loa 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 loa. Mọi người ơi, mọi người ơi. Loa loa loa, madam. Ừ, kêu vậy thôi à. Loa loa loa. Loa loa loa. Lên với em thôi nè. Loa loa loa. Chồng có ly trà sữa đây nè. Nó có ai nhắn tin chốt đơn em chưa, hay gọi điện chốt đơn em chưa, chưa chốt là chưa, chưa đồ gọi điện không nhắn tin em là chốt đơn. 50 set rồi, 50 set con giờ tính hết rồi mà. Giờ lấy em rồi mà. Bà chị hồi bữa bà đặt trên like á, 50 set bây giờ thấy mà. Bữa nay chia sẻ like nha mấy chị nha, bắt đầu tặng quà tiếp nha mấy chị nha. Chia sẻ like đỡ được tặng quà nha mấy chị. Chia sẻ like đã được tặng quà nha mọi người ơi. Loa loa loa, lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Lên đơn nha mấy chị nha. Bây giờ bữa thấy rồi cho nên bây giờ lấy hàng rồi, bây giờ lấy đủ rồi. Đợi lấy thêm đi, không thiếu nữa. Đúng không? Xong, cái mật khẩu đi. Thấy em không mấy chị ơi, cho em xin chấm nha. Cho em xin chấm bữa nay chia sẻ like là được tặng quà. Tặng cái gì ta? Rồi, tặng mỗi chị một chai sữa tắm vitamin E đi. Nha mấy chị nha, sữa tắm vitamin E vừa thơm vừa mịn vừa giúp trắng da luôn. Vitamin E tại Thái Lan cho mấy chị. Tặng 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, tặng mỗi chị một chai sữa tắm vitamin E. Chồng ghi chú lại cho. Buổi sáng chồng. Chồng. Buổi sáng là tặng cho một người thôi. Buổi sáng tặng. Tặng cho cô lại một quý. Một quý. À, sáng là tặng đột quỵ, rồi buổi chiều này là tặng cặp dầu, buổi tối là tặng sữa vitamin E. Chồng ghi chú ra thì đừng giờ quên. Loa 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 luôn. Mọi người ơi, chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Em tặng 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, mỗi chị một cái chai sữa tắm vitamin E của Thái, vừa thơm vừa mịn vừa trắng da cho 5 chị luôn. Nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nha. Rồi em đi dẫn mấy chị đi vòng vòng nè. Đồ á nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị. Chia sẻ like giùm em ha. Nha mấy chị nha, nhớ nha mấy chị nha, chia sẻ like mọi người ơi, chia sẻ like giùm em ha. Chia sẻ nha mọi người ơi, chia sẻ nha mấy chị nha. Lên đơn và chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Đó. Nha mấy chị nha, lên đơn và chia sẻ giúp em nha. Lên đơn và chia sẻ giúp em nha mấy chị nha. Có serum dưỡng da, trời ơi serum dưỡng da là chị phải hỏi em. Serum dưỡng da là mấy chị phải hỏi em. Nè, Vi Tảo này. Em bán mấy chị 77.000, tiếp 2 tiếp trở lên cũng có 75.000 chứ nhiêu. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ơn lên giùm cho em ạ. Mấy chị ơi nhớ nha mấy chị, chia sẻ like giùm em ha. Mấy chị nha, chia sẻ like giúp em mấy chị. Dẫn mấy chị đi vòng vòng. Đi dạo. Mấy chị đi vòng vòng rồi đi dạo nha mấy chị nha. Rồi, rất là nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Đó. Nha mấy chị nha. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều hàng luôn. Nha mấy chị, rất là nhiều hàng luôn. Bóp ơi, bóp à, bóp ơi, bóp à. Cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp. Xin chào. Rồi. À mấy chị nha. À nha mấy chị, nhớ chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Nhớ chia sẻ like giúp em ha. À, nhiều lắm. Nói chung là em đây. Xin chào em đây. Xin chào em đây. Rồi nha mấy chị ơi, nhớ chia sẻ like giùm em ha. Hôm nay 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất, em sẽ tặng mỗi chị một cái chai sữa tắm vitamin E nha mấy chị nha. Vừa trắng da vừa mịn vừa thơm luôn. Nha mấy chị. Rồi lên đơn. Chui, trời ơi, bạc ngàn mấy chị. Bạc ngàn nha. Bạc ngàn mấy chị. Bạc ngàn ha. Rồi nha mấy chị nha, nhiều lắm. Đây, tôi cho mấy bà coi cái sữa rửa mặt gạo này.
Mấy bà thấy chưa? Này mấy bà thấy chưa? Cái này 100 bạc một lóc mà em bán với chị bao nhiêu, có 108 nè. Đó mấy bà thấy chưa? Mấy bà thấy sữa rửa mặt gạo trại Thái đi, coi giùm tôi một cái đi. Ở Việt Nam bán với bà mấy chục ngàn lóc, làm gì có tiền vận chuyển vận đồ tùm lum tà la hết nữa. Nhớ mấy chị nha. Đó, nhớ mấy chị nha, chia sẻ like giúp em nha mọi người ơi. Nhớ chia sẻ like giùm em ha. Nhớ mấy chị nha. Nhớ chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Rồi mấy chị. Vị kích thắng những sản phẩm của hãng Anta Putin. Những sản phẩm của hãng nha mấy chị nha. Rồi nhớ chia sẻ like giùm em nha. Đó, nhiều chưa? Trời ơi, đi vòng vòng mà em nói thiệt mấy chị luôn, bạc ngàn luôn mấy chị. Chưa kể nha, lên lầu nữa nha mọi người. Ở trên lầu nữa nha mấy chị, ở trên lầu nữa. Ở bên trong là phòng thuốc nha mấy chị nha. Ở bên trong này là thuốc này. Ở bên trong này là thế giới thuốc ở bên trong. Thuốc nhiều lắm. À nha mấy chị nha. Đó. Đó, rất là nhiều ha. Rồi còn ở trên lầu nữa nha mấy chị, ở trên lầu mà em lười lên đó. Lên lầu á là mấy hôm em lên trển em like á. Trời nhớ chút xíu em like cái mặt nạ này mấy chế mua xài nha, mặt nạ HDA của Thái này. Đã lắm mấy chứ, đắp tới đâu đã tới đó, đắp tới đâu da đẹp tới đó. Nhưng mấy chị nha, mặt nạ Alpha, mặt nạ collagen, hai cái dòng mặt nạ này là xài sướng sướng lắm nha mấy chị. Đó, còn lên lầu nữa cho mấy chị nha, lên lầu nữa. Lên lầu nữa nha mấy chị. Đây nha mấy chị. Đó. Rồi, nha mấy chị nha. Nhiều lắm mấy chị. Cây kỵ mắt nước có không thể có mà. Rồi, bây giờ em like nha mọi người ơi. Em like nha. Em like nha mọi người. Nhớ cho mấy chị chia sẻ, 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em sẽ tặng mỗi chị một chai sữa tắm vitamin E trắng da mịn da đẹp da cho mấy chị luôn. 5 chị nha, 5 chị chồng đưa cho giờ cái kia chị chồng. Chồng ơi, đưa cái điện thoại mà ấy cho giờ ơi. Đó. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em sẽ tặng mỗi chị một chai sữa tắm vitamin E nha. Vô chưa? Cũng bị hết pin nè. Này được dồn đơn mà chưa chốt đơn là được dồn hết. Hai hộp mặt nạ nhí. Chị Lê Hình ơi, chị lấy mặt nạ nào? Mặt nạ HDA hay là collagen chị? Có thuốc chị mụn chấm nhưng mà để em đăng bài nha chị. Nó ngồi tiệm thuốc mà em quên like rồi. Nha mấy chị nha. Chia sẻ like giúp em nha mọi người ơi. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em sẽ tặng mỗi chị một cái chai. Em sẽ tặng mỗi chị một cái chai sữa tắm vitamin E. Nha mấy chị nha. Bộ cọ trang điểm nó nằm trên lầu á mấy chị. Ô hôm nay bận không xin like em hả? Cái gì ông ủng hộ em nha, cái gì ông ủng hộ em ha. Bây giờ em lên đó mấy chị nhỉ, mọi thứ một hộp. Chị Quỳnh, chị Lê Huỳnh đó là ghi một hộp HA và một hộp collagen nha. Một hộp mặt nạ HA, một hộp mặt nạ collagen. Một hộp mặt nạ HA, một hộp mặt nạ collagen. Bình thường một hộp này 350, nó tại vì nó tới 10 miếng là 350. 35.000 một miếng, 10 miếng là 350. Nhưng mà nay em sale mới chế 119.000 luôn. Gom cho mới chế 119.000 luôn. Chế nào ơn collagen lấy collagen, chế nào ơn HA nên lấy HA. Tại vì hai cái dòng này là dòng dưỡng da tốt nhất luôn trong tất cả các loại mặt nạ. Nhưng mấy chị, nó giúp cho mấy chị là mờ nám trắng da rất là đẹp luôn. Hoặc là chị nào da bị sạm là đắp lên nó nhanh trắng da lắm mấy chị. Và đặc biệt nó nuôi dưỡng da lắm. Một hộp 10 miếng em gom với chị có 119.000. Nếu với chị mua lẻ là 35.000 một miếng nha. Chị nào lấy 10 miếng thì còn 119.000, là tính ra còn có 11.900 đồng một miếng thôi á. Nha mấy chị, mặt nạ của Thái xài ngon lắm nha mọi người. Rồi hôm nay 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em tặng mỗi chị một chai sữa tắm vitamin E của Thái Lan luôn. Nha mấy chị. Rồi ha. Bây giờ này mấy chị em vô mấy chị có mấy món nè. Món mới nha. Món mới em mới gom xong nha mấy chị. Đó là cái hộp mặt nạ giùm cho em. Có lột. Cái hộp này nè mấy chị, gì quên rồi. Khẩu trang. Nha mấy chị, hộp khẩu trang Thái. Nó đang hot lắm. Mấy chế nhìn đi, nó đang rất là hot luôn. Mấy chế đeo nếu như mà bị đau tay em cho trả hàng. Đeo mà không thoải mái em cho trả hàng. Đeo mà họ nó bị ngợp mấy chị em cho trả hàng. Đã lắm. Nha mấy chị, không phải như không mà nó đang hot mấy chị, nó có hai màu. Nha mấy chị nha, nó có hai màu. Nha mấy chị nha. Nó có hai màu, chế nào ưng màu hồng như em đeo thì mấy chế lấy màu hồng. Chế nào ưng hồng đậm, màu hồng đậm hồng lợt đi.
Màu này là màu hồng đậm, còn màu này là màu hồng lợt. Chế nó ưng hồng lợt, lấy cho em hồng lợt. Chế nó ưng hồng đậm, lấy cho em hồng đậm. Nhưng mấy chị nha, nó đang hết. Người ta đang gom với chị là 75.000 một hộp, đúng không? Ờ, 3 hộp. 3 hộp đó là hình như là 195 hay 199.000 gì 3 hộp. Nói chung là nó bán còn 3 hộp chứ nó không bán lấy một hộp, hai hộp. Em thấy là như 195.000 3 hộp hay sao á. Thì hôm nay chị nó ăn chích đi đã lắm mấy chú ơi, đeo nó sướng lắm. Nó không có bị đau lỗ tai. Nhưng mấy chị nhé, đeo thoải mái lắm. Nhưng mấy chị coi giùm em. Trời, cái màu đậm đẹp quá. Mấy chú ơi coi giùm em này. Bữa nay chị nào lấy em gom mấy chị một hộp 50 cái nha, một hộp 50 cái. Ân hồng đậm, ghi cho em khẩu trang hồng đậm hoặc khẩu trang hồng lợt giùm cho em. Bán lấy tương tác mới chế một chiến. Bán lấy tương tác. Bán lấy tương tác một cắt cũng không lời luôn. 39.000 một hộp quất liền cho em. Người ta bán với chị 75.000 một hộp. Có phải gần sắp đôi của em không? Em bán mới chế luôn 39.000 một hộp. Chế nào ưng khẩu trang. Mà cái dòng của Thái này mấy chị xài nó cực kỳ đã hai cái lỗ tai. Có nhiều chị đeo khẩu trang nó rất là bị đau hai cái lỗ tai đúng không? Nhưng mấy chị đeo cả ngay là nó đau lỗ tai rất là khó chịu. Mà bây giờ này mấy chị, bây giờ đi ra đường mà không ai mà không đeo khẩu trang, mấy chị nó kỳ lắm. Cho nên mấy chị khẩu trang cũng là một cái thành phần coi như là nó không thể thiếu với cuộc sống hàng ngày của mình rồi. Bây giờ thay vì mấy chế lấy lô khác, hôm nay chiến này em chơi luôn. Em định không lấy đâu mấy chị, em định không lấy đâu. Mà cứ lấy thì em định bán 50 của mấy chị hoặc là 49.000. Nhưng mà bây giờ này mấy chị do không có tính tiền vận chuyển luôn, cho nên là đúng một đợt cho em. Nhưng mấy chị đợt sau có thể em bán lên mấy chị là 49.000 một hộp. Tệ nó mọi người nha. Bây giờ đợt này em gom mới chế là 39.000 một hộp khẩu trang 50 cái. Mấy bà ơi, 50 cái mình xài nó nhiều và nó lợi lắm. Ân hồng đậm lấy hồng đậm, ân hồng lợt lấy hồng lợt. Nó đang hot rần rần mấy chị. Ai mà à, không mấy chị ơi, nó có hai hộp mấy chị. Do em tách nó ra hai màu á. Chứ còn hộp mấy chị nào cứ việc lấy thì tiêu dụng như ân hộp hồng đậm, hộp hồng lợt, hộp hai đậm hai lợt lên cho em. Nhưng mấy chị nha, cái màu nó đẹp. Em thực sự mấy chị coi cái quai của nó này, nó rất là dễ chịu luôn. Nó không có bị đau cái lỗ tai của mình. Nhưng mấy chị nha, nó không có bị đau lỗ tai. Cái thứ hai này mấy chị, mình vừa đeo khẩu trang mình vừa nói chuyện nó không có bị ngộp. Nhưng mấy chị nha, không có màu xanh chứ ơi. Và nó còn được hai màu à. Nhưng mấy chị nha, nó còn được hai màu. Không có hàng luôn mấy chị, nó cháy. Đụng vô nó cháy hàng, đụng vô cháy hàng trong. Nói chung là em gom trong vòng tối nay tới ngày mai là em ngưng lại nha mấy chị nha. Do nó cháy hàng mấy chị. Nếu như họ là chuyến sau thì không biết, nhưng mà chuyến này nó còn được cả hai màu mấy chị ơi. Em định không gom đâu mấy chị, mà em thấy họ đeo nó sướng cái lỗ tai quá cho nên thôi. Chứ lại có nhiều chị cứ hỏi khẩu trang thái thôi, bữa nay em gom luôn 39.000 một hộp 50 cái ân quốc liền. 39.000 một hộp 50 cái ân quốc liền cho em nha. Rồi mấy chị, ân hồng lợt lấy hồng lợt, ân hồng đậm lấy hồng đậm nha mấy chị. Lấy đủ ba màu, đâu có đủ ba màu. Nó chị có, nó có màu đen nữa, các bạn nào ân màu đen không? Mà em không có đem nha màu đen, tại vì do em không thích màu đen. Có chị nào ân màu đen thì gửi cho em màu đen, màu hồng lợt, màu hồng đậm, ân thì em quốc cho. Màu đen, màu đậm, hồng đậm, hồng lợt, ân màu nào nữa em, màu đỏ đó có màu đen nữa. Màu đen như vậy nè. Nè, có chị nào ân màu đen thì nói em, Thủy lấy cho chị màu đen, em lấy cho mấy chị màu đen. Ân hồng đậm lấy hồng đậm, ân hồng lợt lấy hồng lợt, đáng lý cũng không cho được chọn màu đâu đúng không? Nhưng mà thôi kệ đi, cho chọn màu luôn. Nha mấy chị ơi ghi cho em cái màu. Chị Kim Thoa Nguyễn lên cho em cái màu đi chị. Mấy chị nào mà order hàng Thái là mấy chị biết những chỗ mà xách tay gì mấy chị biết. 199.000 ba hộp khẩu trang. Em gom mấy chị bữa nay 39.000 lấy tương tác nha mấy chị nha. Tiền lời cũng không có một cắt đâu mấy chị, còn ba qua còn bù thêm cái tiền vận chuyển nữa. Để em lấy tương tác với mấy chị nha. Ai có thương yêu em cho em xin một nút chia sẻ like nha mấy chị. Em cảm ơn rất nhiều nha. Rồi mấy chị nha, hồng lợt hồng đậm. Mấy chị ơi lên cái màu đi cho em dễ lấy nha mấy chị nha, lên cái màu cho em dễ lấy. Hồng lợt hồng đậm nha mấy chị nha, khẩu trang hồng lợt ok mấy chị. Ân hồng lợt lấy hồng lợt, ân hồng đậm lấy hồng đậm, ân đen quốc đen, em có thêm màu đen nữa. Nè cái màu đen như vậy nè, ân đen lấy đen, hồng lợt hồng đậm nhìn cho em. Nha mấy chị nha, đen hồng lợt hồng đậm rồi ok luôn. Đen thì cháu mấy ổng xài, mình xài mà không nữ mình đeo màu đen cũng được mà. Nhưng mà em khoái hai cái màu này hơn do màu đen. Màu đen nó có rồi, em lấy màu đen không? Em lấy hồng, không lấy màu đen. Em lấy hai màu này. Nha mấy chị, mà nó ân thì cứ lấy nha. 39.000 một hộp, quá sức rẻ luôn. Nha mấy chị, 50 cái, chị nó ân lên giùm em nha mấy chị nha, 50 cái. Mà đeo cực kỳ nó khỏe hai cái lỗ tai, không có sợ bị vướng, không có sợ bị đau hay là không có sợ bị siết cái lỗ tai nha mấy chị nha. Rồi, nha mấy chị nào lấy ghi cho em khẩu trang nha mấy chị. 39.000 một hộp, mọi người ơi, quẹo lửa. Khẩu trang ba màu hả chị? Rồi mấy chị nha, dạ ok mấy chị. Rồi chị nào lấy khẩu trang lên cho em khẩu trang. Chị nó ân khẩu trang lên cho em khẩu trang, hồng đậm, hồng lợt, màu đen rồi quất.
nha mấy chị nha. Đó, đã mấy chị. Rồi, cái này một hộp nó như thế này nha mấy chị nha, 50 cái, chị nào lấy gửi cho em hộp khẩu trang. Và bên Thái nó đang hot lắm. Mấy chị nào mà hay order hàng Thái là mấy chị sẽ biết liền cái dòng nè. Nha mấy chị, Nguyễn Lê Lan Anh lên cho em số điện thoại. 4 hộp đủ màu. Chị ơi, nó có 3 màu rồi chị, chứ nó không có 4 màu nha. 3 màu thôi, ví dụ như chị lấy 2 hồng lợt đi, hoặc là 2 hồng đậm, một đen, một hồng đậm gì đấy. Chị ơi, một màu nó lặp lại nha chị, chứ còn mà 4 hộp 4 màu là không có hàng nha chị. Chồng lấy nước đi cho ăn vợ uống với chồng. Lấy nước đi chị, chồng lấy nước màu đỏ đi. Lấy nước màu đỏ cho vợ đi. Hả? Không, chồng lấy cho giờ cái chai như hôm bữa cho giờ uống á. Hộp khẩu trang hồng đậm, dạ ok chị. Hả? À, con trâu á. Rồi cho mấy chị nha, chị nó ân lên giùm chị á. 3 hộp 3 màu vậy ok mấy chị. Hồng đậm, hồng lợt, màu hồng đậm, hồng lợt, màu gì nữa ta? Hồng đậm, hồng lợt. Với lại màu cái quần què gì quên mẹ nó rồi. Màu đen nha mấy chị, hồng đậm, hồng lợt và màu đen, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Rồi cho mấy chị nha, hai đậm, hai nhạt với chị ok em. Có nhiều chị hỏi em Thủy ơi, có cái kẹp nào mà chị kẹp một ít tóc ở trên chớp không? Kẹp nhỏ nhỏ để chị kẹp một ít tóc không Thủy? Bữa nay gom, tôi nghĩ lắm mấy bà ơi, thì cho tôi bán thôi. Éo cái này tôi là ít quá hả? Nó không có bù được tiền vận chuyển á mấy chị. Nha mấy chị nha. Rồi lên cho em. Well. Kẹp một ít chùm tóc ở trên thôi. Kẹp một ít tóc trên này thôi, kẹp một ít thôi. Cái này mấy chị gửi cho em cái kẹp nhỏ nha. Nó cùng giả màng luôn của Thái này. Mấy chế coi cái của Thái nó đẳng cấp khác là cái hàng giả của Việt Nam mình lên nha. Hồng đậm lợt, ế mặt có màu đen không có chị, 180.000 hàng phi size như chị nha. Well. Mình nay ân quất nha, ân quất. Ân màu đen lấy màu đen, ân màu trắng lấy màu trắng. Ân màu gì chị? Ân màu nâu lấy màu nâu. Hôm nay nè mấy chị, cây này nè mấy chị nha, bữa nay mấy chị lấy, bình thường bán mấy chị là 25.000 một cây này. Hôm nay chị nào thôi lấy tương tác nha mấy chị nha, lấy tương tác. Nha mấy chị nha, lấy tương tác ạ. Nha mấy chị nha, lấy tương tác. Lấy tương tác. Lấy tương tác nha mấy chị nha, lấy tương tác bao nhiêu kìa? 482. Rồi mấy chị lấy tương tác. Không rẻ không lấy tiền. Không rẻ không lấy tiền. 9.000 một cây luôn, ai chơi lại cho em. Ai chơi lại em chuẩn Thái sắp tay gì nha mấy chị nha. Chị Trần Diễm Ngọc ơi, đợt khác chứ 3-4 đợt này là cháy hàng, nó không còn cái màu nào hết. Trần Diễm Ngọc đã đợt sau nha, đợt sau đi, có tầm ngày 12 em đặt nó rồi, có tầm ngày 12 là ở lộn, có tầm ngày 10 em qua Thái là có tầm ngày 12 nó có hàng, hoặc là ngày 10 nó có hàng là em bán cho đợt sau nha chị. Ngày 10 em quay Thái lại nữa không chị, bữa nay là ngày 4 hả? Bữa nay ngày 4 hả mấy chị, là ngày 10 em qua Thái lần nữa rồi mấy chị. Ngày 7 em chia là ngày 10 em qua Thái lần nữa rồi. Nguyên không chị, nguyên một vỉ này là nguyên một vỉ này là 12 cây á chị. 12 nhân 9 là nhiêu? 12 nhân 9 là nhiêu chị? 12 nhân 9 là nhiêu ta? 12 nhân 9 bằng có 108 à. Lấy chị một vỉ 12 chiếc bao nhiêu? 108. Nha mấy chị nha, 108. Này mấy chị, thôi bây giờ đây, lấy nguyên vỉ đúng không? Gửi cho em một vỉ kẹp nhỏ, em lấy cho mấy chị lấy tương tác đi 99 nha. Khỏi lời cũng được. Rồi, nha mấy chị, hai hộp, hai hồng, hai nhạt, hai đậm. Ok mấy chị. Đây, mấy chị gửi cho em kẹp nhỏ 9.000 một cái. Chị nào lấy 12 cái là 3 màu, một vỉ kẹp. Mấy chị gửi cho em một vỉ kẹp là còn 99.000, tính ra em coi thử 99 chia 12 bằng chỉ còn cái 8.200 đồng à, 225 đồng. Nha mấy chị nha. Đó, nha mấy chị nào lấy thì lên đơn giùm chị em. Nha mấy chị nha. Đây, kẹp nhỏ này cưng chưa? 9.000 một cây. Hả? 9.000 một cây, chị nào lấy lên giùm em. Em nghĩ lắm em lấy tương tác đó mấy chị. Cho bữa vô họ em không có bán đâu mọi người ơi. Coi này mấy chị, kẹp cưng lắm nha. Không bao giờ tuột và không bao giờ nó bị lỏng tóc hết trơn á. Nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Đợi em xíu chị ơi, đợi em xíu. Nha mấy chị coi giùm em nè. Mấy chị coi giùm em nè. Kẹp này cưng chưa? Lấy một vỉ kẹp 12 cái 99.000. Hà nhớ ghi gì nè Hà. Một vỉ kẹp nhỏ 12 cái 99k, ghi rõ ra cho đỡ tụi nó chốt nhầm nha. Này mấy chị gửi cho em, kẹp nhỏ 9k lấy bao nhiêu cây lên? Kẹp nhỏ 9k lấy bao nhiêu cây lên? Chị nào lấy riêng một vỉ thì gửi cho em là một lóc kẹp nhỏ. Hà ghi một lóc đi Hà. Một lóc kẹp nhỏ 99k 12 cây nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Đây này mấy chị, 99.000 là lấy nguyên một bọc 12 cây. Còn không đó thì mấy chị cứ lấy, mấy chị mới lấy lẻ này, 9.000 cây. Của Thái xài ngon lắm. Cái này hồi bích trước bán lẻ mấy chị là 25.000 một cây á. Giờ nay em gom mấy chị giá sale 9.000 một cây. Chị nào ân gửi cho em là kẹp nhỏ 9.000 nha mọi người ơi. Coi này,
đã lắm mấy chị, 9.000 một cây thôi. Hàng chuẩn của Thái nó khác một trời một vực với là hàng giả nha mấy chị nha. Hàng nhỏ của Thái nha mấy chị nha. Mấy chị em lấy cứ một cây một màu, hai cây hai màu, ba cây ba màu, thông cảm giùm em không cho chọn màu, miễn em lấy đều màu cho mấy chị là được. Cứ một cây một màu, hai cây hai màu, ba cây ba màu, tại vì ba màu nó đều đẹp nha mấy chị, coi nè, thấy chưa, đẹp lắm. Ba màu, màu nào cũng đẹp hết. Một cây một màu, hai cây hai màu, ba cây ba màu, bốn cây thì em sẽ lọc lại một màu nha mấy chị nha. Bốn cây thì em sẽ lấy là lọc lại một màu. Chị nào ưng ghi dùm cho em nè, kẹp nhỏ kẹp nhỏ kẹp nhỏ lên cho em 9.000 một cây, bán lấy tương tác nha mấy chị. Có kẹp lớn luôn, kẹp lớn là 15.000 nha chị. Kẹp nhỏ 9.000 một cây lên đơn, kẹp nhỏ 9.000 một cây lên đơn, kẹp nhỏ 9.000 một cây lên đơn, kẹp nhỏ 9.000 một cây lên đơn nha mấy chị. Kẹp nhỏ 19.000, ố lộn, 9.000 một cây lên đơn nha mấy chị nha. Đã lắm, một cây một màu, hai cây hai màu, ba cây em chốt cho mấy chế ba màu nha mấy chị nha. Đó, theo mấy chị cưng dễ thương không, dễ thương lắm mấy chị ơi, đừng có tiếc ha. Em gom em lấy tương tác đó mấy chị. Một lóc kẹp nhỏ 12 cái, một lóc kẹp nhỏ 12 cái là 99.000 nha chị nha. Rồi mấy chị nha, rồi mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên em ạ, kẹp nhỏ nha mấy chị nha, kẹp nhỏ, kẹp nhỏ rồi, ok mấy chị, lấy kẹp nhỏ. Khẩu trang đây mấy chị, khẩu trang là nó có được 3 màu, nhưng mà mới nãy là son dưỡng đào không, vì màu nó, ủa vậy hả, son dưỡng đào hả, không nhớ nổi cái màu luôn chị, nhiều quá trời luôn. Rồi mấy chị nha, đây ạ, Thủy ơi sao chị chốt đơn mà không nghe nhân viên điện thoại chốt đơn. Thủy ơi, sao chị chốt đơn, chị ơi, chị coi thử trong phần tin nhắn, có nhắn tin cho chị không? Cái thứ nhất mà nó không nhắn tin như chị là chị coi thử là nó chưa, nghĩa là nó chưa gọi điện, nó nhắn tin hoặc là nó gọi điện đó chị. Ha, từ từ nha chị nhé. Nè khẩu trang này mấy chị, khẩu trang em có hồng lợt và hồng đậm. Mấy chị cứ nhắn qua tin nhắn giùm em đi nha mọi người. Nè mấy chị có khẩu trang em có hồng lợt và hồng đậm nè. Nè mấy chị, em gom mới chế 39.000 một hộp 50 cái, lấy tương tác. Hồng đậm nè. Hồng đậm, hồng lợt nha mấy chị nha. Và màu đen, cái màu đen đó là màu như thế này. Chị nào ưng màu đen lấy màu đen, chị nào ưng hồng đậm lấy hồng đậm, chị nào ưng hồng lợt lấy hồng lợt giùm chị em. 39.000 một hộp khẩu trang 50 cái. 39.000 một hộp khẩu trang 50 cái, gom lấy tương tác, chế nào ưng lên đơn giùm chị em. Nhưng mấy chị, chế nào ưng lên đơn giùm chị em, ghi chị em khẩu trang hồng đậm, hồng lợt, màu đen lên đơn. Hồng đậm, hồng lợt, màu đen lên đơn. Nhưng mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm chị em ạ. Khẩu trang, nhưng mấy chị nha, ghi giùm em, ghi chị em là hộp khẩu trang, hai hộp khẩu trang hồng lợt, hai hộp khẩu trang hồng đậm, một hộp màu đen hay năm hộp màu đen gì đó tùy mấy chị ha. 39.000 một hộp. Rồi chị nào lấy khẩu trang lên cho em khẩu trang, lấy khẩu trang lên cho em khẩu trang nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Trời ơi rẻ quá trời luôn á, có 39.000 rồi mấy chị. Em gom lấy tương tác mọi người ơi. Em gom lấy tương tác cho mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, cho ok chị Thúy, Thúy Anh Ngô này. Rồi nha mấy chị nha, còn cái này nè. Nè mấy chị kẹp nhỏ nha mấy chị. Xịt mọc tóc, ủ môi. Thôi thôi, bây giờ mình có em có hết chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Đây. Đây 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 đó nha mấy chị nha. Kẹo nhỏ, kẹo ngầm hoa có luôn em, kẹo ngầm hoa bữa nay chị đang sale còn có 17.000 em. Lên cho em kẹo nhỏ 19.000 ở lộn, kẹo nhỏ 9.000 cây, kẹo nhỏ 9.000 cây. Chị nào lấy kẹo nhỏ lên cho em kẹo nhỏ nha. Hồng đậm hồng lợt, ok mấy chị. Khẩu trang hồng đậm hồng lợt lên đơn giùm chị em. Khẩu trang hồng đậm hồng lợt lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Khẩu trang hồng đậm hồng lợt lên đơn giùm chị em. Đó, kẹp ngon lắm nha mấy chị nha, quá trời dễ thương luôn rồi. Rồi mấy chị khẩu trang, mấy chị ơi khẩu trang mấy chị ưng loại nào em nhắn số điện thoại qua tin nhắn rồi nha. I love you em rồi nha. Trong tăng giờ cái chai nước đi, tăng giờ chai nước đi. Khẩu trang hai hộp rồi, ok mấy chị. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Ưng hồng đậm lấy hồng đậm, ưng hồng nhạt lấy hồng nhạt giùm chị em. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị giá sale tiếp nhiều nha mấy chị nha. Hàng này mấy chị, viên dưỡng tóc mấy chị là chưa biết em đang sale chưa. 19.000 10 viên, bình thường 35.000 10 viên. Bây giờ em gom với chị 19.000 10 viên viên dưỡng tóc siêu mướt, mượt và đặc biệt rất là thơm tóc, phục tóc, phục hồi tóc hư tổn luôn. Chị nào ưng gửi cho em 19.000 10 viên dưỡng tóc, chị nào ưng lên đơn. 19.000 10 viên dưỡng tóc, chị nào ưng lên đơn. 19.000 10 viên dưỡng tóc, chị nào ưng lên đơn. Nha mấy chị. Phương Lê lên số điện thoại nha chị ơi. Phương Lê lên số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. Phương Lê lên số điện thoại nha. Rồi chị nào ưng gửi cho em viên dưỡng tóc lên cho em viên dưỡng tóc nha mấy chị nha. Viên dưỡng tóc lên đơn giùm chị em ha. Nha mấy chị. Ủa, cái sọt đâu? Đưa hàng lại đây chồng. Đưa cái sọt lại đây. Rồi mấy chị, ba hộp khẩu trang tiên học đây nè, đây nè chồng. Rồi mấy chị nha. Rồi rồi rồi, ba hộp khẩu trang một đen, à, trang đen và một hồng, ba hộp khẩu trang đen và một hồng. Dạ ok chị, 20 viên dưỡng tóc ok mấy chị luôn. Rồi mấy chị nha. Lên 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 mấy chị ơi. Mới ai hỏi em chống nắng đúng không? Chống nắng, không lực chân giờ chống nắng nano. Nè chị có chống nắng rồi. Có chống nắng nano nè.
Rồi nha mấy chị nha, đây là cái hộp kem chống nắng này chị, best seller tại Thái nha mấy chị nha, best seller luôn, hàng siêu chạy tại Thái Lan luôn. Mấy chị ơi nhớ nha, hôm nay á mấy chị nhớ chia sẻ like giùm em, năm chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em sẽ tặng mỗi chị một cái chai sữa tắm vitamin E ha. À, rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. À, khẩu trang này, đây khẩu trang Thái này, một hộp 50 cái. Ân hồng đậm, lấy hồng đậm, ân hồng lợt, lấy hồng lợt, bán giá sale tương tác 39.000. Chết đi trầu ơ, 39.000 một hộp nghe muốn bật ngửa luôn. Nha mấy chị nha, đúng chuẩn không một cắt từng lời cũng có luôn, mà trong khi đó phải bù thêm tiền vận chuyển. Mấy chị nhớ ủng hộ em thêm hàng nha. Tại nó thôi thiện thiện nó bán rẻ quá. Ủng hộ nó thêm, nó dài món nữa đi hàng nha mấy chị. Ủng hộ nó thêm nha mấy chị nha, chứ rẻ quá trời luôn. Mấy chị không tin mấy chị đi coi những cái dòng mà người ta đi order gì cho mấy chị đó. Em nói thiệt có người cũng phải có người bèo nhất 55.000. Nói thẳng ra cũng có người cũng rẻ chứ phải không? Bèo nhất 55.000. Nha mấy chị, bèo nhất 55.000 mà em bán mấy chị bao nhiêu? 39.000. Đó, em lấy tương tác nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nào có ưng thì ủng hộ em ha. Ủng hộ em nha mấy chị nha. Cứ chị em là hộp khẩu trang hồng hoặc là hồng đậm hoặc hồng lợt nha. Hồng đậm hay hồng lợt nha. Hồng đậm hay hồng lợt. Đậm thì lấy đậm mà ưng lợt thì lấy lợt. Một hộp 50 cái nha mấy chị. Nha mấy chị nha, hồng đậm thì lấy đậm, hồng lợt thì lấy lợt giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha. Rồi còn cái này nè mấy chị. Cái này á là cái hộp chống nắng nano best seller tại Thái Lan luôn. Mấy chị coi giùm em nè. Chống nắng nano best seller tại Thái luôn. Thứ nhất nè, mấy chị hỏi em Thủy ơi có dòng kem chống nắng nào ok không? Có dòng kem chống nắng nào tốt không? Nhưng mấy chị, 5 cục sáp rửa mặt, dạ 6 cục em thấy rồi chứ ơi. Này mấy chị coi giùm em. Này mấy chị coi giúp em này. Dòng kem chống nắng nano best seller tại Thái. Một cái hũ kem như thế này chống nắng này mấy chị, nó có tới 5 công dụng lận. Thứ nhất nó dưỡng trắng da ban ngày cho mình. Cái thứ hai nó chống nắng SPF 50 BA cộng cộng. Cái thứ ba nó mềm da, nó mịn da, nó mướt da. Cái thứ tư này mấy chị, nó giúp cho mấy chị mắt ướp da. Nào mấy chị coi giùm em nè. Mấy chị coi giúp em nè, nó mất úp da nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Chị nào chị nào mà muốn dưỡng nè, dưỡng trắng da ban ngày thì mấy chị sử dụng. Hai nó tới 5 công dụng lần mấy chị. Thứ nhất nó dưỡng trắng da ban ngày cho mình. Cái thứ hai, trời ơi coi nè mấy chị. Nó chống nắng SPF 50 BA cộng cộng. Cái thứ ba, nó mềm, nó mịn và nó mướt cái da cho mình luôn. Cái thứ tư này mấy chị là nó giúp cho mấy chị là mắt úp da, có nghĩa là nó che đi những cái khuyết điểm còn xấu trên da cho mình. Và đặc biệt không lộ con kem nha, không lộ con kem, đẹp tự nhiên á. Và cái thứ năm là cái quan trọng nhất, đó là nó bổ sung collagen. Không phải dòng nào nó cũng bổ sung collagen cao như cái thằng chống nắng nano đâu. Cho nên nó mới có cái tên gọi là chống nắng nano collagen. Chống nắng nano collagen mọi người ơi, coi giùm em nè. Nhưng mấy chị, mấy chế không xài thôi, em bảo đảm xài thử một lần đi. Mấy chế ghiền luôn. Có nhiều chị kêu em hơi lớn tuổi chút xíu nha. Thấy sao chị xài nano càng xài càng trắng. Đó là bởi vì nó cung cấp được cái hàm lượng collagen. Mà cái thời gian ban ngày của mấy chị nó sẽ dài hơn so với thời gian ban đêm. Cho nên mấy khi mấy chị sử dụng á, là cái da của mấy chị á, là nó bổ sung collagen này. Nó giúp cho mấy chị trắng mềm mịn mà nó đẹp da tự nhiên cho mình. Nhưng mấy chị cho nên ok lắm, mọi người thôi kệ đi đừng có tiếc. Đường nào mình cũng xài kem chống nắng đúng không? Mấy chị thử mua cái thằng nano này về xài đi. Một hộp như thế này em gom cho mấy chị chỉ có giá bao nhiêu trời? Em gom mấy chị chỉ có giá bao nhiêu? Từ 120 còn 69.000. Nhưng mấy chị, từ 120 em gom mấy chị còn 69.000. Chị nào ơn gửi cho em chống nắng nano 69.000. Chống nắng nano 69.000. Chống nắng nano 69.000. Trầu vơ sướng chưa? Mấy chị coi giúp em này, đã lắm. Nhưng mấy chị nha, chống nắng nano 69.000. Đó, mấy chị coi giúp em này, sướng chưa? 69.000 thôi, đừng có tiếc mấy chị. Một hũ mà nó có tới 5 công dụng. Dưỡng trắng da ban ngày, chống nắng SPF 50 BA cộng cộng, mềm da, mịn da, mướt da. Coi này mấy chị, đó. Và cái thứ tư này mấy chị, đó là nó giúp mắt ướp da. Và cái thứ năm đó là nó bổ sung collagen. Cho nên mấy chị không có lý do gì mình phải tiếp nó hết trơn á. Có 69.000 thôi. Em lấy tặng gốc tại Thái Lan này, mang về tới Việt Nam trả đơn cho mấy chị. Một hũ như thế này 69.000, chị nào lấy ghi cho em chống nắng nano 69.000. Chống nắng nano 69.000 nha mấy chị nha. Đã lắm, đừng có tiếp. Nha mấy chị nha, xài càng sướng, càng xài càng đẹp da. Chị dùng rất nhiều loại chống nắng nhưng dùng nano chị rất ưng vì da rất mềm mịn và có một cái lớp mắt ướp nhẹ, chị đi làm tiện à em. Chính xác, trời ơi I love you chị. Tại vì mấy chị biết vì sao không? Do nó có một cái lớp trang điểm nhẹ. Cho nên đó là khi mấy chị sử dụng á, là nó che đi những cái khuyết điểm nó còn xấu trên da của mình. Ví dụ đâu phải da ai cũng đẹp hết đâu mấy chị. Đâu có phải da ai cũng căng, cũng mặt trắng, cũng tròn, cũng mịn màng hết đâu. Cũng có người da sạm, cũng có người da đen, cũng có người da không đều màu, cũng có người da nám, cũng có người da tàn nhang, cũng có người da vết thâm da mụn để lại nữa. Rất là nhiều. Mấy chị xài lên là nó che đi những cái khuyết điểm nó, mà nó còn bổ sung vitamin E, bổ sung collagen nữa.
nha mấy chị nha, cho nó rất là đẹp. Lên giùm em chống nắng nano 69.000, chống nắng nano 69.000, lên đơn nha mấy chị nha. Chống nắng nano 69.000, chống nắng nano 69.000, chị nào lấy luôn em ạ. Dầu ông già nước trắng chai nhỏ còn nha Thanh Nguyễn ơi. Bao tử thì chị vẫn còn ha. Dầu ông già chai nhỏ chị vẫn còn luôn. À, bao tử MK thì 89.000 em. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Chị có 69.000 thôi nha mấy chị nha, 69.000, 69.000 à. Mà xài nó đẹp da lắm nha mấy chị. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Chị nào lấy lên đơn nha mấy chị nha. Ủa, thằng chồng lấy con vợ cho chị một bắt con. Rồi nha mấy chị nha, chống nắng nano, rồi ok mấy chị. Rồi mấy chị nha, rồi nha mấy chị nha. Chị ơi, nhiều mà phải nhiều nữa, em giảm thêm được 2.000, 3.000 nữa chị, không giảm thêm nữa. Tại em bán rẻ nhất rồi chị. Nếu mà nhiều nữa mấy chị có tâm là, ví dụ như 10, 12 hộp ấy, thì em mới giảm thêm được 2, 3.000 nữa. Cái này nói thẳng luôn, nha mấy chị nói thẳng luôn. Chứ không có giảm thêm nhiều được nữa nha mấy chị nha. Nói thiệt có mấy chị, em nếu mấy chị lấy cờ tâm mà, ví dụ như thị chị lấy chục hộp đi, chị lấy chục hộp đi, thì em có thể giảm mấy chị thêm 2-3 ngàn nữa là hết đát rồi chị. Không giảm thêm được nữa. Do em bán rẻ rồi, chị thông cảm giùm em ha. Rẻ lắm rồi mọi người ơi, thay vì mấy chị mua chỗ khác, ví dụ như người ta bán mấy chị 95 ngàn đi, thì khi mà mấy chị mua 10 hộp đi, nó giảm mấy chị còn 75 ngàn, mấy chị cảm thấy là nó ok. Nhưng mà giờ em bán giá sale mấy chị à, tầng gốc rồi ấy, có 69 ngàn à. Rồi cái mấy chị mua nhiều nữa thì em cũng giảm thêm 1-2 ngàn, 3 ngàn nữa thôi là mấy chị là hết cỡ. Là họ là còn có giá là 10, là ở lộn là còn 6 mấy ngàn vậy mấy chị ha. Ship toàn quốc 29 ngàn cho kiểm tra hàng trước khi nhận nha mấy chị nha. Chị mới nhận đồ thùng hàng hồi chiều, ơn lắm Thủy, cảm ơn chị, I love you. Bây giờ gặp tớ phì đóng cửa nó tính tiền càng lắm nhưng không được. Trời ơi, gì có nghĩa là ông lấy lại đang uống đi chút nữa trả tiền. Lấy lại uống đi chút nữa trả tiền. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Một kem đen, như một kẹp đen. Một kẹp đen, một chống nắng nano. Kẹp đen á là kẹp to hả chị? Kẹp đen là kẹp to hả chị? Gì ta, dưỡng da đúng không? Dưỡng da đây. Dưỡng da này chị, em lấy em nè nha. Dưỡng da đây, nhiều quá. Chị muốn dưỡng da mà da chị có bị gì không? Ví dụ Thủy ơi, da chị có bị sạm, da chị bị nám nhẹ, da chị bị tồi mồi, hay là da chị trắng rồi, đẹp rồi mà chị muốn dưỡng thêm? Nha mấy chị nha, chị nào da trắng rồi đẹp rồi muốn dưỡng thêm thì mấy chị dùng 4K đen nha mấy chị. Còn da chị nào mà Thủy ơi, da chị bị nám nhẹ, không đều màu da nên xài 4K trái cây và kèm theo cái serum HA nha mấy chị nha, kèm theo serum HA nha mấy chị nha, thì mấy chị sử dụng kem. Bị nám nhẹ hoặc là bị không đều màu da thì mấy chị sử dụng rất là tốt. Một hộp như thế này á là chỉ có giá 119.000, còn serum HA có chế nào chưa biết không? Trần Thị Ly ơi, thấy nãy giờ rồi chị ơi. Mấy chị, đây này mấy chị, đây này. Có chị nào chưa biết em đang sale món này chưa? Có chị nào biết em đang sale món này chưa mọi người? Em đang sale món này rồi nha mấy chị nha. Em đang sale này mọi người ơi, rẻ lắm. Một serum HA thần của Thái Lan từ 125.000 còn 85.000 à. 85.000 thôi mấy chị, 85.000 thôi. 85.000 rồi mấy chị. Nha mấy chị nha, đây là serum HA thần thánh của Thái Lan. Cái này mà mấy chị dưỡng chung bất kỳ một cái dòng kem nào cũng đều đẹp hết. Cái công dụng của nó này, serum HA này, nó vừa dưỡng trắng, nó vừa xe khít lỗ chân lông, nó vừa căng da, mềm da, mịn da, mướt da. Nó giúp nuôi dưỡng sâu từ lớp tế bào da cho mấy chị luôn. Và nó hỗ trợ điều trị nám sạm và không đều màu rất nhanh hết. Cho nên mấy chị nên mua xài. Một cái serum HA bữa nay em gom mấy chị giá sale chỉ có 85.000. Chị nào lấy ghi dùm cho em serum HA 85.000. Bữa nay em đang sale nha. Serum HA 85.000 lên đơn. Serum HA 85.000 lên đơn. Nhưng mấy chị nha, combo dưỡng rất là tốt. Còn chị nào hở Thủy ơi, da chị không đều màu, chị nên xài cái này. Thì mấy chị nên xài cái này dùm cho em. Nhưng mấy chị nha. Serum HA 85.000, 4K trái cây 119.000. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy lên dùm em ạ. Nhưng mấy chị nào lấy lên đơn dùm cho em ha. Ok lắm nha mọi người ơi. Còn chị nào kêu là Thủy ơi, Thủy ơi à, Thủy ơi chị muốn đặt trị nám thì mấy chị nên mua cái tiếp đặt trị nám giùm chị. Nhưng mấy chị nha, đây mấy chị nào đang bị nám, nhưng mấy chị nha không có chai lớn. Bây giờ mà chị mua trúng cái chai lớn là hàng giả đó chị. Chai lớn nó không có hàng đâu. Nhưng mấy chị nha, chai lớn nó không có hàng đâu chị, nó chỉ có chai nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nó serum này mấy chị, một giọt là tinh chất đậm đặc một giọt. Mấy bà đừng có xem thường nó, tại vì nó nhỏ thôi nhưng mà nó đặc lắm mấy chị. Và mình dưỡng nó trắng lắm, nó trắng sâu từ cái lớp tế bào da cho mấy chị luôn, nó nuôi dưỡng sâu từ cái lớp tế bào da. Cho nên khi mấy chị sử dụng á là nó vừa cấp nước, cấp ẩm, nó vừa dưỡng trắng, nó vừa
giúp cho mấy chị mềm mịn da, nó vừa hỗ trợ điều trị nám sạm không đều màu da rất là tốt nha mấy chị nha. Cho nên là không có cần phải tiết đâu mấy chị nha. Một hộp của nó là 6 chai thì em giảm còn cả 82.000 một chai nha chị Nga Phạm ơi. Rồi còn cái này là tiếp nám dùm cho em, dành cho những ai đang bị nám. Chị nào bị nám nhẹ xài nhiều loại không hết xài cho em. Chị nào bị nám vừa xài nhiều loại không hết xài cho em. Chị nào bị nám mãn xài nhiều loại xài không hết. Mấy chị nha, chị mua 6 chai mà xài nhanh. Thôi kệ chứ ơi, được một cái là nó rất ok đúng không chị? Nó nhỏ thiệt nhưng mà được một cái Thủy ơi xài rất tốt đúng không? Cái cảm giác mấy chị xài mấy chị đã cái nư, có nghĩa là nó đáng cái đồng tiền của mình. Mình xài mình cảm nhận Thủy ơi công nhận serum nó ok. Mình dưỡng nó trắng, nó phục hồi da cho mình thấy liền luôn. Đúng không mấy chị? Cái đó là cái điểm hay của cái thằng HIA này mà những cái dòng serum khác nó không có được. Nhưng mấy chị nào đang bị nám, Thủy ơi chị đang bị nám vừa nha, Thủy mà chị xài nhiều loại không hết làm ơn xài cho em. Nhỏ một giọt serum này, một giọt serum này mấy chị thoa đều lên hết, vỗ nhẹ serum thấm vô da. 5 phút sau thoa tiếp nám lên cho em. Tiếp nám chỉ có 55.000, serum HIA chỉ có 85.000, combo rất là ít như thế này. Nhưng mà chất lượng là trên cả tuyệt vời nha mấy chị, chất lượng lắm. Đang bị nám xài, nám nhẹ xài, nám vừa xài, nám mãn xài, nhớ xài cái combo này dùng cho em. Hoặc là chị nào bị đồi mồi nhẹ, hoặc là mấy chị nào bị tàn nhang nhẹ, mấy chị nên xài. Thoa một giọt serum này, một giọt serum này, thoa đều, vỗ nhẹ thấm hết cho da. Bôi tiếp nám lên, chỉ có 55.000 thôi, đừng có tiếp. Nhưng mấy chị nha, có bao nhiêu tiền đâu mà mình tiếp mấy chị. Có 55.000 thôi, đừng có tiếp. Nhưng mấy chị nha, nên xài đi mấy chị. Một tiếp nám, quên tiếp nám 55.000 serum HTA, chỉ có 85.000. Rồi chị nào lấy combo này lên cho em combo ha. Không mà mấy chị cứ ghi cho em là một serum HTA, một tiếp nám. Nhưng mấy chị, một serum HTA và một tiếp nám. Mấy bà ơi, mấy bà có bị gì mấy bà cứ nghe tôi tư vấn đi. Ừ xong thích hỏi gì đó, ừ hỏi xong im cứ đó mặt lên hỏi Thủy ơi nám xài gì. Ừ xong hỏi xong bắt đầu thấy mặt em nói hàng, ủa Thủy ơi giờ nám xài gì, nó ủa chi vậy trời, ủa làm sao phải như vậy mấy chị, ủa làm sao cô Thủy nó tư vấn như vậy. Cái kiểu như là 50 tin 50 không tin, ừ mình nghi ngờ thì thôi mình khỏi mua, mình khỏi hỏi Thủy nữa. Ừ cứ việc ló mặt lên Thủy tiếp nào ném, quên ném, ném chị nè, quên có cái gì chị ném hay không Thủy. Ừ cứ hỏi hoài luôn, cứ hỏi hoài luôn. Ờ mua mà sợ, ờ mua mà này kia mấy chị. Ừ thì mình sợ thì mình cứ theo dõi đi, mình khỏi xài, hoặc là mình theo dõi thời gian đi mình mua cũng được. Nhưng mấy chị nha, không có ai ép mình mua trơn á. Nhưng mấy chị nha, bây giờ sợ cái gì cũng sợ, cái gì cũng sợ, cái gì cũng sợ. Rồi cuối cùng cái nám của mình nó vẫn còn ở chỗ đó và nó chỉ càng ngày càng đậm hơn thôi. Chứ nó không có bớt hơn được đâu mấy chị. À có 55.000 à, mấy bà dưỡng đi. Nếu bà vừa đặt trị nám, chỗ nào nám hơi dày mấy bà hơi đậm đậm chút xíu, còn lại mấy chị thoa nguyên mặt cho em để cho nó dưỡng cái vùng da mà không bị nám luôn. Ví dụ như cái chỗ này nó hơi bị sạm chút xíu mấy bà chạy đi là nó cũng hết, cái chỗ nó hết nhanh lắm mấy chị. Có nghĩa là không phải là một ngày một bữa nó hết, có tầm 15-20 ngày trở lên là bắt đầu mấy chị thấy da mấy chị cải thiện, chứ không phải hôm nay xài ngày mai hết nha. Ừ có nhiều người mới có 3 ngày nó Thủy ơi sao chị xài 3-4 ngày rồi chị chưa thấy gì. Nó ủa trời ơi phải cho nó cái thời gian. Nhưng mấy chị, mới có 5 ngày Thủy ơi sao chị xài mấy ngày rồi chưa hết nám. Trời ơi, thiệt luôn, hỏi mà biết câm nín luôn. Em chỉ biết câm nín luôn mấy chị. Rồi, nhưng mấy chị nha, 55.000 thôi, kệ, ăn phát hết, thử đi. Không tin em thử trước một combo, ok mấy chị mua thêm. Không có lo gì hết, đi Thái hàng ngày. Không phải hàng ngày, 7 ngày ở Thái Lan, 3 ngày ở Việt Nam. Cứ 10 ngày là như vậy đó. À không có với chị ơi, Nguyễn Hành ơi. Dạ mấy chị nha. Dạ chị ơi em không có xịt son chị à, em không có xịt son. Đây bà gái ơi, tao nói thiệt, nó hói mà tôi muốn xúc quần nó luôn á. Khẩu trang, tôi nói tôi được, tôi lời 2.000-3.000 đi cho tôi đỡ cái ghiền của tôi. Lên cho em khẩu trang này mấy chị, một hộp 50 cái, đeo nó rất là khỏe cái lỗ tai. Nó không có bị đau hai cái lỗ tai của mình. Và nó đang hot, nha mấy chị nha, nó đang hot. Một hộp khẩu trang màu hồng 39.000, 50 cái, hồng lợt, hồng đậm 50.000, gì 30.000, có gì 39.000, 50 cái nha mấy chị. Đây mấy bà muốn coi nè, mấy bà coi giùm em cái phép bắt của Nghĩa Lâm nè. Xài combo đó rồi gì nữa, hiệu quả lắm mọi người ơi. Nghĩa Lâm đúng không, xài combo đó hiệu quả lắm mọi người ơi. Coi giùm em đi mấy chị, người ta xài trước rồi đó mọi người, người ta xài trước rồi đó mấy chị, người ta xài trước rồi đó mấy chị. Này mấy chị, shop Thủy Lê tư vấn giờ ủ xịt nghe. Rồi cảm ơn. Rồi cho mấy chị nha. Tiếp nám mấy chị, serum HA mấy chị lên giùm em đi mấy chị. Da đây. Da chị bị nám. Nè, da chị bị nám mà xài combo em tư vấn, thấy da chị càng ngày càng đẹp á em. 3 set combo rồi á em. Người ta xài 3 set rồi.
nha mấy chị nha. Đó, mấy chị thấy chưa? Coi giùm em đi mọi người. Thì nha mấy chị nha, nhiều khi comment nè, combo chị làm cho mình. À rồi rồi rồi, không, đặt hàng. Nha mấy chị, nhiều khi comment nó lướt nhanh quá. Này mấy chị, đây, serum HGA bên chị em mua đỡ. Em mua mà để dành xài luôn ý, da cải thiện thấy rõ. Mấy chị coi giúp em nha. Nha mấy chị nha, coi giùm em này. Trời ơi, ok lắm mấy chị. Nói chung comment nó lướt nhanh quá, nhiều khi em đọc không có kịp nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em. À còn hộp khẩu trang này. Mấy bà ơn hộp khẩu trang màu nào lên cho em màu đó. Cái này là hồng lợt. 39.000. 50 cái. Một hộp 50 cái. Hồng đậm. 39.000 một hộp 50 cái. Màu đen nha mấy chị nha, màu đen. 39.000 một hộp 50 cái, ưng màu nào lấy màu đó. Tại mấy chị nó nãy là nó còn 3 màu. Nhưng mà em thích hai cái màu này thôi. Còn cái màu đen á thì thật sự em không có thích, tại vì em không thích màu đen. Nhưng mà ở nhiều khi cho nam hoặc là có nhiều chị thích màu đen á thì mấy chị nói đi em gom cho. Có 39.000 một hộp. We will put in 5 minutes. We will put in 39.000. 39.000. 39.000 một hộp. Đó, bây giờ người ta nó đuổi ra đó mấy chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy là em mà siêu thị cho người ta đuổi ra. Rồi, thấy chưa? Hồng lợt hồng đậm lên đơn. Hồng lợt hồng đậm có 39.000 à mấy bà ơi, 50.000. Ở lộn 50 cái. Rồi lên đơn. Nha mấy chị, gom để lấy tương tác lên gom cho mấy bà nhảy comment cho tôi vui vậy đó. Nha mấy bà, gom cho nó nhảy comment rồi sẵn có đơn hàng đi tôi lượm về rồi tôi trả đơn cho mấy bà một lượt luôn nha. Sẵn tôi về rồi tôi trả đơn cho mấy bà một lượt luôn. Rồi mấy chị nha. Rồi, dầu ông già nước trắng nước chồng mấy chứ giờ dầu ông già nước trắng nước vàng nữa chồng. Dầu độc quỷ họ có hết rồi nha. Kệ nó không bao nhiêu tiền đâu. Mấy chị mua về xài thử, xài nguyên combo này thử đi. Người ta xài rồi, người ta biết rồi. Mấy chị người ta feedback giúp giùm em. Mấy chị xài thử đi. Nó thực sự nó rất là ok. Nha mấy chị nha, thực sự nó rất là ok. Ghi cho em serum HGA 85.000, tiếp nám 55.000. Nha mấy chị, tiếp nám thì chuyến này em cũng gom 55.000. Nhưng mà riêng HGA là chuyến này em gom 85. Nhưng mấy chị chuyến sau không sale 85 nữa. Nha mấy chị, chuyến sau không cơm sale. Mấy chị giá 85.000 nữa nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, hồng đậm đồ ok mấy chị. Rồi dầu ông già. Này mấy chị, dầu ông già em có nước trắng và nước vàng. Này mấy chị, dầu ông già em có nước trắng nước vàng. Cứ 19.000 chai, lấy bao nhiêu chai cũng giá đó. 50 chai, 1 vạn chai cũng bán giá 19.000 một chai. Không giảm giá bất kỳ trường hợp nào. Nha mấy chị, hồi trước bán 25.000, bây giờ còn có 19.000 à. Dầu thì không có lấy lời cái này, cho nên là mọi người thông cảm giùm em. Phải coi chỗ nào nó lấy hàng chỗ nào nữa, hàng ở trong siêu thị hay là hàng ở nhà tiệm thuốc tây nữa. Cho nên là mấy chị lưu ý giúp em nha, hoàn hàng ở ngoài chợ nữa, hàng của Campuchia nữa, hàng giả nữa đầy luôn. Cho nên mọi người lưu ý giúp em nha mấy chị nha. Gửi cho em dầu ông già, ưng nước trắng lấy nước trắng, ưng nước vàng lấy nước vàng, cứ 19.000 một chai. Chị ơi lên cho em cái tên đó chị, nước trắng hay nước vàng chị, nước trắng hay nước vàng nha, nước trắng hay nước vàng nha chị ơi. 19.000 một chai nha chị, 19.000 một chai. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Serum HGA Lander. Nhưng mấy chị nha, serum HGA Lander. Chồng lấy cho con vợ sát HGA nữa chồng. Rồi nhưng mấy chị cha, chị kem trị nám xịn 4K dưỡng ban đêm. Chị ơi, em có tiếp nám combo như thế này. Nè, nám 55.000, serum HGA 85.000, 4K trái cây 119.000. Ừ, chị lấy cái sao chị nói em nha, có nhiêu đó thôi. Nhưng mấy chị thêm hai hộp màu đen khẩu trang hả chị, khẩu trang hai hộp màu đen hả, lóc dầu ông già nước vàng ok chị. Đâu đưa trang giỏ ủ tóc xanh, sẵn bữa nay tôi gom cho mấy bà ủ tóc xanh luôn đó. Mấy bà thấy cái ủ tóc xanh nó nằm phía trên không? Ủa nó gom hết rồi chồng, còn hộp à. Hôm bữa thấy em ăn túi gấu còn không, còn chị cái đó là size 23 nha mấy chị nha, 23 cm nha, cái đó là size 23 mấy chị. Có nhiều chị hỏi em thử ơi túi gấu size bao nhiêu, em mới nhắn cho người ta em hỏi size bao nhiêu, người ta nói là size 23. Cỡ tâm là mai không lấy kịp không, nếu mà mai không kịp thì mốt em lấy cho mấy chị nha, ngày mai em sợ em kín lịch nữa. Nếu như mà mai không có là ngày mốt em lấy nha mấy chị nha, còn không á là tối mai gì đấy em đi gom. Nói chung là để cho em đi mấy chị, em lấy rồi em like cho mấy chị sau. 23 size 23 nha. Có nhiều chị hỏi em thử ơi nó size bao nhiêu, size 23 nha mấy chị, size 23 ha. Hai dầu ông già nước vàng ok mấy chị, serum HGA ok chị, combo nám một hộp khẩu trang hồng lợt ok mấy chị. Hàng Thái người Thái có tâm lắm, sản xuất giá rẻ nữa nên mọi người an tâm dùng. Dạ chính xác một câu, thiệt sự luôn. Nhưng mấy chị với lại em thấy một điều như thế này nè, em không biết về cái khác nhưng mà riêng về cái khoản là ví dụ như người ta tính toán với mình ấy, em nói ví dụ nha, số lượng ấy người ta không có ăn gian mình, người ta không có ăn gian mình mấy chị. Nó lộn, đôi khi nó tính lộn, nó bị lộn, đó là cái chuyện như là ai cũng bị lộn thôi. Nhưng mà nó không có ăn gian. Ví dụ như mình
như mấy chị mua ít ít thì mấy chị kiểm số lượng được, như tụi em mua số lượng cũng như vậy, làm sao kiểm hàng số lượng được quý chị, một lần họ mấy chục thùng hàng làm sao mà ngồi đó mà banh ra kiểm từng cái được, cho nên nó mấy chị như mấy chị hôm bữa hồi trưa em chiều đó em vô mấy chị mấy sắp hóa đơn mà người ta xuất ra cho em đấy, giờ mà ngồi mà kiểm hết một đống hóa đơn đó rồi biết chừng nào mới về tới nhà, cho nên là cứ tin tưởng nó rồi nó đóng vô, mà em vừa tới Việt Nam em kiểm lại cái nào bị thiếu cái nào không có em nhắn qua cho nó, cái nó bù lại cho em vậy đó mấy chị, nó check kho lại là nó bù lại cho em à. Nhưng mấy chị đó, còn có nhiều trường hợp á thì có dụ như nhiều khi mình không có cơ sở mình nói được á thì mình chịu thôi, chứ còn mà nếu như mà như ở đây thì em không biết nha, ở đây thì em bị mấy đợt rồi, ở đây á họ nó tính tiền em xong mà nó không có gửi hàng cho em là nó bị quên á, cái em nói qua cái nó tính tiền hồi đợt dịch đó mấy chị, hồi đợt dịch đó. À, được đồ sạc được nè, nhưng mà em không biết là nó đi đâu rồi. Cái dây này nó nằm ở đâu ấy. À, sạc pin giùm phải không? À, đưa đây cũng sạc kim chắc, cũng sạc kim chắc. Đó. À, chị có đó đó nó vậy chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ba hộp khẩu trang 2 đen 1 hàng ok chị. À, tiếp nát ok mấy chị luôn địa chỉ. Rồi ok ạ, à, cứ nhắn với tin nhắn giùm em nha. Dạ. Dạ. Rồi nha mấy chị nha. Rồi, đây là cái ủ tóc xanh của Thái Lan. Siêu thơm mướt mượt tóc, phục hồi tóc hư tổn dùm cho em. Chuyến này gom cái này cho mấy bà, nó nặng lắm nha mấy chị, cho nên lười gom nha mấy chị nha, nặng lắm mấy chị, lười gom nha mấy chị nha. Đây là cái ủ tóc xanh của Thái Lan, tóc khô sơ thô rối do uống duỗi giặt nhuộm nhiều mấy chế nên xài cái này, khô sơ thô rối do uống duỗi giặt nhuộm nhiều mấy chế xài cái này, khô lắm, sơ sát luôn, tóc mỗi lần chải là rối cục thỉ ơi, xài cái này đi phục hồi tóc hư tổn cho mấy chị rất tốt. Một hũ nửa ký 180 sale mới chế 97.000, không thơm không mướt không mượt không phục hồi tóc hư tổn cho trả hàng, ok không mấy chị, không thơm không mướt không mượt không phục hồi tóc hư tổn cho trả hàng, 97.000 thôi nửa ký nha mấy chị, 97.000 thôi. Ủ tóc spa của Thái này mấy chị thơm lắm. Nhưng mấy chị cái này là nói chung là hàng của Thái mấy cái dòng này mấy chị nó nói chung là quơ cái nào nó cũng ok cái đó mấy chị. Quơ cái nào nó cũng tốt cái đó. Nhưng mấy chị ghi giùm cho em nè mấy chị, ghi giùm cho em nè, ủ tóc xanh 97.000 lên đơn. Ủ tóc xanh 97.000 lên đơn. Nha mấy chị nha. Rồi à, chị Phương Nguyễn là chào chống đột quỵ hả chị? Ta chồng đưa cho vợ chào chống đột quỵ quá. Chào chống đột quỵ đó. Rồi nha mấy chị nha. À, mấy chị đặt hàng lên đơn giùm em chống nắng nano 69 chị ơi, chứ đâu phải 65 chị. Chống nắng nano 69 với chị nha, chứ không phải 65 nha chị nha. Một lóc da ổng da vàng 19.000 đúng không Ngọc Bảo? Cái loại 19.000 ha. Ủ tóc xanh rồi ok mấy chị. Rồi đây nè mấy chị, đây nè. Ủ tóc mướt lắm luôn con gái chị. Chị khô vậy mà mướt tóc xài ok. Cảm ơn I love you nè, hết bắt này mọi người. Hết bắt này. Thấy thương chưa, mấy bà xài cái loại này tốt là mấy bà hãy feedback giùm cho em lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Có thuốc giảm cân luôn, đợi em xíu. Có thuốc giảm cân luôn, đợi em xíu. Cái này nè mọi người, cái này là dầu cù là chống đột quỵ nha mấy chị nha. Dầu cù là chống đột quỵ. Thanh Phan Thị Ngọc lên số điện thoại giùm em. Nè mấy chị. Người ta đã được kêu ra rồi. Nói chứ cũng tự hào chứ mấy chị. Cũng tự hào chứ. Bây giờ người ta đi hết cùng mình ở lại. Người ta canh cho em like. Tại vì em là khách VIP. Từ lúc em bán hàng cho mấy chị là toàn bộ em lấy sản phẩm ở trong này. Mà muốn được khách VIP thì mình làm cái gì? Mình mua hàng người ta nhiều là mình được khách VIP. Đúng không mấy chị? Mình mua hàng nhiều mình mới được khách VIP. Nó tiếng Việt Nam luôn đó mấy chị. Là sợ không hiểu á. Nhờ người Việt Nam nói luôn. Nó còn tự hào chứ. Giờ ai cũng đi hết mình được ở lại mấy chị thấy chưa? Nhớ mấy chị nha. Rồi nhớ mấy chị nha. Đó là do cái kiểu như là em là khách VIP lâu năm ở đây. Cho nên người ta canh cho người trực ở lại đây và canh cho em like. Rồi chừng nào em lên xong em order hàng xong rồi em đi về. Đó mấy chị, khẩu trang hồng đầu đó ok mấy chị. Đó là mấy chị tự hiểu ha. Đó là mình hiểu liền. Ừ con thấy nó bán hàng chất lượng nè. Nó lấy hàng ở trong siêu thị không nè. Đó em mấy chị nha. Đó tự hào chứ mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị hủ cái hủ cái quần què gì quá mà. Trong chống đột quỵ, dầu thoa chống đột quỵ giùm cho em nha mấy chị. Dầu thoa chống đột quỵ như mấy chị nha. Dầu thoa chống đột quỵ như mấy chị. Chị nào nè mấy chị, cái công dụng của nó này mấy chị coi giúp em là cái gan bàn chân này mấy chị, nó có nhiều huyệt lắm, nó rất là nhiều huyệt nha, nó rất là nhiều huyệt đó mấy chị. Rửa hai cái lòng bàn chân mình thiệt sạch, cái chân hơi dơ chứ không dám dơ mấy chế này, mấy chế xoa vô
mới chế dịch miếng dầu ra, mới chế xoa vô, xoa bóp cả gan bàn chân và cả mô bàn chân luôn, xoa hết cho em cái gót chân, cái lòng bàn chân và cái ngón chân và tất cả những cái lòng bàn chân của mình này mấy chị, là mấy chị xoa vô, xoa tới đâu xoa bóp tới đó, thoa tới đâu xoa bóp tới đó, mỗi ngày trước khi đi ngủ giùm cho em, dành cho em từ 3 tới 5 phút thôi, không mất nhiều thời gian của mấy chị đâu, nhưng đổi lại sức khỏe mấy chị rất là tốt. Nhưng đổi lại sức khỏe của mấy chị rất là tốt luôn nha mấy chị nha. Một hũ dầu đột quỵ như thế này nó có công dụng này: thứ nhất ngăn ngừa đột quỵ, thứ hai lưu thông máu huyết, tản máu tản mang, thứ ba là để giúp cho mấy chị là ngủ được ngon nhất, cái thứ tư sáng ngủ dậy cực kỳ khỏe người, và cái thứ năm này mấy chị là nó giúp cho mấy chị đỡ cái phần là tê tay tê chân, nhức tay nhức chân cho mấy chị luôn. Mà họ có nhiều tiền đâu, một hũ như thế này em gom cho mấy chị chỉ có giá là 47.000, chị nào lấy lên đơn dùm cho em hũ dầu chống đột quỵ 47.000 nha mấy chị, hũ dầu chống đột quỵ 47.000 lên đơn, hũ dầu chống đột quỵ 47.000 lên đơn, chị nào lấy lên dùm cho em dầu chống đột quỵ 47.000, dầu chống đột quỵ 47.000 lên đơn nha mấy chị, rẻ lắm, không bao nhiêu tiền đâu. Ví dụ như mình có ba này, có mẹ này, có chồng, có con gì đấy, có bạn thân mình cũng vậy, hay làm nhiều hay mệt mỏi nhiều, tối ngủ là cái thời gian để mấy chị xả xịt, quên mấy chị mình nghỉ ngơi để mình lấy lại sức, thì mấy chị dùng cái dầu này nó khỏe lắm. Người ta nói là bị đột quỵ là do cái tắc nghẽn mạch máu, thì mấy chị dùng cái dầu này mấy chị xoa bóp đi, nó giúp cho mấy chị lưu thông máu huyết. Ở bên Thái người ta có cái kiểu gọi là massage chân, thì cái này nè mấy chị, là cái dầu này người ta hay dùng để dùng cho massage chân cho khách du lịch đồ đó mấy chị. Mình đi nhiều làm nhiều là mấy chị xoa cái này cho em mỗi tối trước khi đi ngủ giùm em ha, chỉ có 47.000 thôi. Ghi cho em là dầu chống đột quỵ 47.000, dầu chống đột quỵ 47.000 lên đơn nha mấy chị, có 47.000 thôi, rẻ lắm mấy chị, lấy lên giùm em ạ nha mấy chị nha. Ấm lòng bằng chân dễ ngủ đúng không, cực kỳ dễ ngủ luôn nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Đây này chị ơi, từ từ á chị. Rồi nha mấy chị nha, cái này là cái này là giảm cân bách chi của Thái. Dòng giảm cân an toàn nhất và giảm cân xuống ký ok nhất. Cháy hàng sau 4 tháng may ra là có hàng lại. Một hộp giảm cân như thế này mấy chị uống nó giảm tầm 2 kg tới 5 kg tùy cơ địa, có chị 6 kg tới chị 7 kg. Những chị giảm cái nhiều như vậy đó là do đột xuất rồi. Có nghĩa là do cái chị đó cơ địa ok rồi thì mấy chị mới ok như vậy, còn không thì có tầm 2 cho tới 5 kg. Tùy cơ địa từng chị. Nhưng mà đặc biệt nè, không bị tác dụng phụ, không bị mệt, không gây cho mấy chị là cái kiểu như là nó bị choáng váng hay này kia mấy chị. Nói chung là nó ok lắm. Một hộp giảm bách chi cam như thế này, giá của nó là 145.000 một hộp. Hai hộp trở lên còn 139.000 một hộp. Chị nào lấy lên đơn giùm em, giảm cân bách chi, giảm cân bách chi, giảm cân bách chi giùm cho em nha mấy chị. Giảm cân bách chi đi mấy chị, giảm cân bách chi, một hộp 145.000, hai hộp trở lên còn 139.000 một hộp. Một hộp 2 tới 5 kg. Nói chung cái giảm cân này tốt nhất rồi. Nếu ưng thì mấy chị lấy, còn không ưng thì thôi nữa, chứ giờ em cũng không biết loại nào nữa nha. Nó xuống ký ok lắm, xuống ký rất là tốt, bởi vì cái dòng này là nó xuống ký là mạnh nhất luôn á mấy chị, mà không gây mệt mấy chị. Nhưng mà mấy chị, em chỉ mấy chị một cái cách để mấy chị xuống ký ok này. Mấy chị uống nhiều nước vô, uống nhiều nước vô là nó sẽ đào thải và nó sẽ thanh lọc cơ thể mấy chị, đào thải mỡ mấy chị nhanh nhất có thể luôn. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy ghi cho em là giảm cân bách chi, giảm cân bách chi lên đơn giùm chị em ạ. À, nhưng mấy chị nha, 145.000 hai hộp trở lên còn 139.000 một hộp. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Trời đất ơi. Rồi. Mấy chị nha, ghi giùm chị em ạ. Mấy chị thấy hơi tối không mấy chị? Dầu chống đột quỵ lên đơn, dầu chống đột quỵ lên đơn giùm chị em. 47.000 nha mấy chị nha, 47.000. Nhưng mấy chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha, 47.000 mấy chị, 47.000. Rồi nha mấy chị nha, chị nào em. Rồi còn cái hũ này là cái hũ dầu cù là đen nè. Giảm cân bách chi em dùng một hộp xuống được 5 kg. Dễ uống không bị mệt là chị, đúng rồi, thì bỏ viên thuốc cho em uống thôi, cho nên là nó không có gây khó chịu cho mình. Rồi cho mấy chị nha. Còn cái này nè mấy chị, cái đây là hũ dầu cù là đen. Hũ dầu cù là đen của Thái Lan này, nó chuyên dùng cho mấy chị này xoa bóp. Ví dụ mấy chị nào bị đau nhức mỏi cổ, đau nhức mỏi vai, đau nhức mỏi lưng, đau nhức mỏi bắp tay, bắp chân, đầu gối, khớp gối, đau nhức mỏi cơ. Mấy chị sử dụng cái hũ dầu cù là đen của Thái đi, mấy chị sử dụng đi tốt lắm. Một hũ dầu cù là đen của Thái giá của nó này, em gom cho mấy chị 67.000 à. Chị nào lấy ghi cho em là dầu cù là đen 67.000. Dầu cù là đen 67.000 lên đơn. Dầu cù là đen 67.000 lên đơn. Nhớ mấy chị nha. Ê nó hơi tối ta. Dầu cù là đen 67.000. Nhớ mấy chị, trông thấy hơi tối không? Đây đây đây. Đây nhớ mấy chị nha, chị nào ân ghi giùm cho em ạ. Dầu cù là đen 67.000. Nhớ mấy chị. Dầu cù là đen 67.000, chị nào lấy lên đơn giùm chị. Nhớ mấy chị nha. Ok lắm mấy chị, cái dầu này là chuyên dùng để xoa bóp nha mọi người. Từ chồng đây đây. Rồi mấy chị, dùng cái dầu này nó chuyên dùng để xoa bóp ha. Chị nào ưng ghi cho em là dầu cù là đen nha mấy chị nha, 67.000. Nha mấy chị, 67.000 à. Rồi chị nào lấy giùm em ạ. Dầu cù là đen 67.000, dầu cù là đen 67.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị. Không, để đó.
Rồi mấy chị nha, dầu cù là em xài công nhận thoa tới đâu cơ thể sản khói tới đó. I love you Văn Đặng. Mấy chế coi em nó phết bắt này. Công nhận dầu này xoa tới đâu là phê tới đó luôn, sản khói tới đó luôn. Có 6-7 ngàn thôi nha mấy chị nha, có 6-7 ngàn thôi. Chị nào lấy giùm em ạ. Xích xích xíu cho ông vợ quay cái bàn lại đây. Ông chồng quay cái bàn lại đây. Hoặc là cái bàn này chỗ đằng kia người ta ngưng chưa? Người ta ngưng chưa, mượn cái bàn ở đằng kia. Từ từ ở người ta ngưng ở mới mượn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Với chị em chồng của là đen 6-7 ngàn, chồng của là đen 6-7 ngàn. Áo em mặc nó có màu trắng với màu đen á chị, hai hũ dầu trộn đùi, hai ba chi, hai một hộp ba chi, ok chị, dầu cù là đen 6-7 ngàn nha mấy chị nha. Xoa bóp cổ, xoa bóp vai, xoa bóp lưng, xoa bóp cơ, bữa nay vận động nhiều cơ đau lắm Thủy ơi, xoa vô cho em. Đầu gối chị nhức quá Thủy ơi, xoa vô cho em. Bắp chân của chị nhức quá Thủy ơi, xoa vô cho em. Lưng mấy chị nhức quá xoa vô cho em, chị cần mấy chị xoa vô là nó giúp cho mấy chị là trị đau nhất nha mấy chị nha, trị đau nhất cho mấy chị luôn. Một hộp em gom mấy chị chỉ có 67 ngàn à. Chị nào lấy ghi chị em là dầu xoa bóp 67 ngàn nha mấy chị. Áo em mặc á là từ 68kg cho tới 75kg vừa. Mà dưới số ký đó là ưng mặc rộng như em á, thì dưới 68kg là mặc rộng như áo giấu quần như em đang mặc ha. Dưới 68kg là phải mặc rộng như áo giấu quần nha chị. Rồi ha, chị nào lấy ghi giùm chị em nha mấy chị nha. Chậm chậm, để bàn xuống lên thôi. Rồi mấy chị, dầu cù là đen, dầu cù là đen. Cái này đỡ lên nó hơi cao, phức hết rồi. Nha mấy chị nào ưng lên giùm chị em ạ. Nha mấy chị nào ưng lên giùm chị em ha. Đây mấy chị nha. Đó, nha mấy chị. Rồi gửi chị em hũ dầu cù là đen 67 ngàn, hũ dầu cù là đen 67 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, cái hũ này là chuyên về đặc trị trồng, để cái này vậy không? Nó đổ hết. Rồi nha mấy chị nha, dầu cù là đen 67 ngàn, dầu cù là đen 67 ngàn. Rồi bây giờ là cái hũ đặc trị thâm nách và hơi nách giùm chị em này. Chị nào đang bị thâm làm tối mệt về thôi ngủ tới sáng dậy khỏe người lắm đúng không? Rất là ok luôn á. Rồi mấy chị, áo em mặc là 180 nha mấy chị, áo đang mặc là 180. Rồi đây là mấy chị là cái hũ chuyên về đặc trị thâm nách và hơi nách giùm chị em. Không có nha Khoa Dương ơi, không có nha em. Rồi mấy chị, cái hũ này là chuyên đặc trị thâm nách và hơi nách. Chị nào bị thâm, Mai Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha Mai Nguyễn ơi. Ở Mai Huỳnh hay Mai Nguyễn? Mai Nguyễn hả? Nè mấy chị, cái hũ này á là cái hũ chuyên về đặc trị thâm nách và hơi nách giùm chị em ạ. Bây giờ đợt này chị gom được 200 mấy thôi nha mấy chị, hết hàng rồi, 200 mấy thôi nha mọi người ơi. Chị nào bị thâm mà thâm từ thời con gái để xong mấy lứa còn thâm, mấy chị xài cái hũ này chị em đi là sẽ hết thâm nách. Cái thứ hai là chị em nào bị hôi nách, già hôi nách, trẻ hôi nách, đàn ông hôi nách, đàn bà hôi nách, chị em phụ nữ mình hôi nách, cứ việc liên quan cứ thâm nách hôi nách mới chế xài chị em đi, mà xài là sẽ hết. Nó hay á, cái này mà đứng số 2 không ai dám đứng số 1 đâu mấy chị, em nói thiệt tình á. Nó xài từ đâu hết thì đó, xài từ đâu hết thì đó. Mà đặc trị hay lắm mấy chị, hiệu quả lắm. Một hũ như thế này em gom mấy chị từ 160 còn giá 87 ngàn. Đó là lý do vì sao mà nhanh hết hàng như vậy mấy chị à. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nó ơn ghi dùm cho em đặc trị thâm nách 87 ngàn. Đặc trị thâm nách 87 ngàn. Chị cần liên quan tới thâm và hôi mới chế xài. Mà đã xài là sẽ hết dùm cho em. Có 87 ngàn không bao nhiêu tiền đâu mới chế được người tiếp à. Ghi dùm em đặc trị thâm nách 87 ngàn. Đặc trị thâm nách 87 ngàn. Lên đơn nha mấy chị nha, hay lắm. Chỉ có 87 ngàn thôi nhưng mà sử dụng rất là tốt. Chị nào lấy lên đơn giùm em. Đặc trị thâm nách 87 ngàn lên đơn. Đặc trị thâm nách 87 ngàn lên đơn. Cực kỳ hiệu quả luôn. 87 ngàn thôi. Nhưng mà em bao mới chế bất chấp thâm và hôi. Thủy ơi, chị sau sinh á, chị đẻ vậy chị hôi nách lắm thì cái kiểu như đó là do mấy chị người ta hay còn gọi là hôi bà đẻ đó. Cái thứ hai là mấy chị con mấy chị mới lớn lên tuổi dậy thì Thủy ơi, con chị mới lớn lên nó thay đổi nội tiết tố, nó hôi nách quá Thủy ơi. Xài cái này chị em nha. Rồi mấy chị xài cái này chị em luôn. Em mấy chị thì mấy chị xài cái này chị em luôn. Rồi, thêm nữa. Thủy ơi, gì? Thủy ơi, chồng chị bị hôi nách, chồng chị bị con chị bị hôi nách. Con gái chị bị thâm nách, con gái chị bị hôi nách, mấy chị xài cho em. Mà thường thường nó hay combo ha, vừa thâm vừa hôi đó mấy chị. Xài cái này cho em nha. Nói chung là nó rất là hiệu quả, chị có 87 ngàn à. Chị nào lấy ghi giùm cho em nha mấy chị, đặc trị ạ. Nhổ lông nách miết bị thâm mà lỗ chân lông to, chị thoa cái này hai hũ thấy nách trắng hơn mà xe khít lỗ chân lông. I love you chị Phạm Thanh, cảm ơn chị nhiều. Này mấy chị comment nè, nhổ lông nách miết bị thâm chỗ chân lông to, thoa lên hai hũ mà nách trắng lên mà còn xe khít lỗ chân lông nữa, trộm vía chưa mấy chị. Trời ơi, cảm ơn chị nhiều. Mấy chị, cái này nè, những chị em nào mà bị thoa, mấy chị thoa cái này giùm em nè. Nhổ lông nách cho em thật sạch. Thoa cho em một ngày hai lần, sáng tối, sáng thoa lần, tối thoa lần cho em. Tối thoa trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy thoa cho em tiếp một lần nữa. Để làm gì? Để nó giúp xe khít lại cái lỗ chân lông và nó làm mịn và làm trắng cái vùng da nách cho mấy chị luôn. Nha mấy chị nha, mấy chị nên nhổ lông nách đi rồi mấy chị hãy
mấy chị nên nhổ lông nách đi rồi mấy chị hãy 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 thoa kem lên nha, và nó làm chậm lông quá trình mọc lông nách lắm. Nói chung là nó ok lắm mọi người. Rồi chị nào lấy lên giùm em. Rồi các bà chế nó ưng cái núm vú không? Người ta gom mấy chị bao nhiêu? 120.000 cặp. 120.000 một cặp. Em gom mấy chị 59.000 cặp núm vú. Một cặp núm vú này gom cho mấy chị dán núm vú này, dán hai cái núm vú này. Nha mấy chị nha, mà em công nhận này mấy chị, để vô hít, để vô hít, để vô hít, dán hai cái núm vú lại không cần keo. Mấy chị cần dán, ví dụ mấy chị mà mặc áo á, mấy chị mặc áo mà mấy chị kiểu như là mấy chị không thích mặc áo ngực ấy, dán hai này để vô hai cái núm vú của mấy bà nó hít vô, coi như là không thấy cái núm vú luôn. Cái kiểu như là mấy chị đang mặc áo ngực vậy á, thoải mái cực kỳ luôn. Một cái dán núm vú như thế này gom mấy chị 59, chị nào ơn gửi cho em dán núm vú 59.000. Chị Mỹ Xuân chưa lên số điện thoại. Chị Mỹ Xuân lên số điện thoại đi chị ơi nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy gửi giùm cho em ạ. Chị nào lấy gửi đơn giùm cho em nha mấy chị nha. Gửi cho em là dán núm vú. Mấy chị lấy gửi đơn cho em là dán núm vú. Nha mấy chị, dán núm vú bao nhiêu? Dán núm vú bao nhiêu? 59.000. Chị nào lấy gửi cho em là dán núm vú 59.000. Dán núm vú 59.000 lên đơn. Nha mấy chị nha, có 59.000 thôi nha mọi người. 59.000 thôi, chị nào lấy lên đơn cho em dán núm vú, nén núm vú nha mấy chị nha. 59.000. Xài ngon lắm nha mấy chị nha. 59.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Nha mấy chị, dán núm vú 59.000. Nha mấy chị, kim tan mở để em đăng bài nha chị, để em đăng bài ha. Dán núm vú 59.000, dán núm vú 59.000. Túi đựng mỹ phẩm siêu tiện lợi, siêu đã, siêu sướng, siêu thích, siêu ok, siêu tốt, siêu bền luôn. Một cái túi đựng mỹ phẩm của cái Gucci này nè mấy chị, em gom mấy chị 49.000. Nha mấy chị nha, mua lẻ là 100 bạc gái nha mấy chị. Em gom mấy chị 49.000. Gửi cho em là túi đựng mỹ phẩm 49k, túi đựng mỹ phẩm 49.000, túi đựng mỹ phẩm 49.000 lên đơn, túi đựng đựng cả thế giới luôn. Em nói thiệt mấy chế nha, đựng thùn cái gì nó cũng vô hết trong cái này. Nha mấy chị nha, thùn cái gì nó cũng vô hết trong cái này luôn ha. Này mấy chị, thùn cái gì vô nó cũng vô hết trong cái này giùm chị. Nha mấy chị nha, thùn nó vô được nhiều lắm, nhiều cực kỳ luôn. Nha mấy chị nha, mà chị có giá 49.000 à. Chị nó ân ghi cho em túi đựng mỹ phẩm 49.000. Nha mấy chị, túi đựng mỹ phẩm 49.000. Rồi chị nào lấy lên đơn. Nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. 49.000 thôi nha mấy chị, 49.000 à. Một lóc kẹp nhỏ. Ok chị. À quên nữa, mới nãy ai hỏi em cái kẹp lớn á. Cái kẹp lớn đâu ta? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Một hộp khẩu trang đen, hai hũ dầu đột quỵ, một dầu cù là đen. Rồi ok chị. Rồi, mấy chị gửi cho em kẹp lớn đi. Ha, mấy bà gửi cho em kẹp lớn đi. Kẹp lớn 15.000. Màu ưng màu đen lấy màu đen, ưng màu nâu lấy màu nâu giùm cho em. Gửi cho em kẹp lớn 15.000, kẹp lớn 15.000, kẹp lớn 15.000. Kẹp lớn 15.000, kẹp lớn 15.000. Những chị ưng đen lấy đen, ưng nâu lấy nâu, 15.000. Rồi, những mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào ưng kẹp lớn lên cho em kẹp lớn nha mấy chị nha, 15.000, 15.000. Rồi những mấy chị nào ưng lên giùm em ha. Những mấy chị nha, xài ngon lắm mọi người ơi. Cái lóc kẹp nhỏ này nhỏ nha, có 9.000 cây à, rẻ về, rẻ thú ưng luôn. Mua đi để dành về xài. Mình kẹp một ít tóc á mấy chị, mình kẹp một ít tóc á nha. Rồi những mấy chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, em gom tiếp cho mấy chị nè. Xách kem đánh răng ông già. Xách kem đánh răng ông già, chị nào lấy nhớ lên đơn. Em gom mấy chị rất là rẻ luôn. Này mấy chị, xách kem đánh răng ông già. Một set 2 tip chuyên đặc trị trắng răng, đặc trị vàng răng, đặc trị ố răng, đặc trị cao răng, đặc trị vô răng, đặc biệt là bị hôi miệng. Nha mấy chị nha. Chị Mỹ Xuân chưa có lên số điện thoại đúng không? Chị Mỹ Xuân ơi, đơn hàng chị không có số điện thoại. À chị lên rồi, chị lên rồi. Chị lên rồi đó hàng. Rồi mấy chị nha, một kẹp lớn nâu ok mấy chị, kẹp lớn 2 cái, kẹp nhỏ 2 cái, ok luôn. Hà, kẹp lớn mày ghi 15k, kẹp nhỏ ghi 9k vô nha hà. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em không cho chọn áo lộn. Kẹp lớn cho chọn màu nhưng kẹp nhỏ không cho chọn màu nha mấy chị, kẹp nhỏ 9.000 cây không cho chọn màu nha. Xét kem đánh răng ông già này mấy chị. Một set 2 tiếp giá của nó 145 gom sale mới chế 85.000. Chị nó ân gửi cho em 85.000 nha mấy chị nha, 85.000. Chị nó ân lên giùm cho em ạ. Kem đánh răng ông già 85k, kem đánh răng ông già 85k. Chuyên đặc trị vàng răng, đặc trị ố răng, đặc trị cao răng, đặc trị vô răng, đặc biệt là ai bị hôi miệng mới chế xài cho em đi, nó trị hôi miệng hay lắm. Nó trị vàng răng, ố răng, cao răng, vô răng cho mấy chị rất hiệu quả luôn. 85.000 set 2 tiếp. Nha mấy chị nào lấy gửi cho em là set kem đánh răng ông già 85.000 một set 2 tiếp bự chảng. Một tiếp tới 150g lực với chị rất là nhiều ha. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Ghi rõ giúp em xách kem đánh răng già, xách kem đánh răng già, xách kem đánh răng già. Nha mấy chị nha. 85.000 một set 2 tiếp. Rồi chị nào lấy lên đây. Nha mấy chị nha. Rồi em gom cho mấy chị cái hũ đặc trị trắng răng này. Nha mấy chị, em gom cho mấy chị cái hũ đặc trị trắng răng này. Cái này là tụi tao à. Hũ tóc bạc hay không? Cái hũ nhuộm nâu hay là nhuộm đen, nó có hai loại, ưng nhuộm nâu lấy nhuộm nâu, ưng nhuộm đen lấy nhuộm đen. Một set kem đánh răng ông già dạ ok chị. Rồi nha mấy chị nha. Đây là cái hũ trắng răng luôn. Cái này là set kem đánh răng hàng ngày, còn cái này là hũ chuyên về đặc trị. Mấy chị xài chung với nó tốt lắm mà nó không bao nhiêu tiền hết đó mấy chị.
em cho mấy chị coi hàng cao cấp này, nó có cái mộc ASEAN, hàng cao cấp nó tới 8-10 thảo dược lần. Nhưng mấy chị, cái hàng cao cấp nó tới 8-10 thảo dược lần, nhưng mà hàng thường nó chỉ có một vị thôi. Cho nên là cái sự khác biệt giữa hàng thường và hàng cao cấp nha. Cái hũ này mấy chị, nó chuyên lạc tị này. Chị nào bị vàng răng, bị ố răng, bị cao răng, bị vôi răng, bị hôi miệng, hút thuốc nhiều, bị vàng ố chân răng. Bị vàng ố chân răng do đồ ăn, do mạng bám, do mấy chị uống cà phê nhiều, mấy chị bị vàng ố chân răng, mấy chị sử dụng cho em. Cái thứ hai là những ai mà bị hôi miệng thì mấy chị sử dụng giùm em ha. Này mấy chị coi giùm em nè. Nó bị vàng ố chân răng, mấy chị thấy chưa? Vàng chân răng mấy chị xài cái này xịn cái này. Nó đam. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Một hũ như thế này. Hàng thường mấy chị mua 49.000 rồi đúng không? Hàng cao cấp em gom cho mấy chị luôn. Từ 75.000 còn 49.000 bằng giá hàng thường để cho mấy chị sử dụng luôn. Nha mấy chị nào lấy ghi cho em hũ trắng răng 49.000, hũ trắng răng 49.000 lên đơn nha mấy chị. Có kẹo dẻo sầu riêng lấy chị 8 bịch, dạ ok chị Liên Trần. Kẹo dẻo sầu riêng là 75.000 một bịch, chị lấy 8 bịch đúng không? Ghi dùm cho em nha mấy chị nha, coi dùm em này, thấy chưa? Hũ trắng răng em gom với chị chỉ có giá là 49.000 hàng cao cấp dùm cho em. Hàng thường đã bán với chị 49.000 rồi. Bây giờ hàng cao cấp em chốt với chị luôn 49.000 để lấy tương tác luôn. Nó đắt hơn tới mấy bạc đó mấy chị, mà em bán bằng giá với hàng thường cho mấy chị sử dụng luôn. À, cho nên ok lắm nha mọi người. Rồi chị nào lấy ghi dùm cho em nha mấy chị, hũ trắng răng dùm cho em. Một cái sáp rửa mặt HPA đâu chồng? Cái sáp rửa mặt nó đâu rồi? Hũ trắng răng 49.000 mà mấy chị đừng thấy cái trong đây này cũng giờ tháo ra rồi. Đây, nè mấy chị mới nãy hỏi em là Thủy ơi sáp rửa mặt HEA còn không? Nha mấy chị nha. Thủy ơi cái sáp rửa mặt HEA còn không? Đây còn nè mấy chị. Đây nè mấy chị coi giùm em nè. Sáp rửa mặt HEA, thơm ghê. Sáp rửa mặt HEA. Mấy chị ghiền cái serum đó rồi. Thủy ơi cái serum của nó xài tốt quá Thủy ơi. Cái serum của nó xài ngon quá Thủy ơi. Cái serum của nó xài ghiền luôn quá Thủy ơi. Xài cái này chị em nhé. Xài cái này chị em. Nè mấy chị coi giùm em nè. Ở đây nè mấy chị nó có tinh chất vàng. Mấy chị dùng cái này mấy chị rửa chị. Mấy chị rửa cho em nha, rửa giùm chị em đó, rửa cho em. Nó giúp cho mấy chị sạch da, trắng da, mịn da, đẹp da cho mấy chị. Một cục sáp HEA của Thái Lan như thế này, giá của nó là 75.000 một cục. Hôm nay chốt sale giá tại Thái 39.000 cục lên đơn. Gửi cho em sáp HEA 39.000, vừa trắng da, vừa sạch da, vừa mịn da, vừa đẹp da, vừa giúp cho mấy chị xe khích lỗ chân lông luôn. 39.000 thôi, bởi vì nó có tinh chất vàng. Cái tinh chất vàng mấy chị rửa từ đâu nó thẩm thấu hết cho da nha. Cho nên là mấy chị cái loại này nó mới tốt như vậy đó. Em chốt giá này tại Thái Lan, không chốt giá này khi em vừa tới Việt Nam nha mấy chị. Cho nên là lưu ý giúp em nha. Chỉ chốt giá này tại Thái Lan, không chốt giá này tại Việt Nam. Em vừa tới Việt Nam em không chốt giá sale này nữa nha mọi người ơi, lưu ý giúp em ha. Gửi cho em sáp HEA 39.000. Sáp HEA 39.000, thơm mịn trắng da dùm cho em. Thơm mịn trắng da lên đơn. Thơm mịn trắng da lên đơn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn dùm cho em ha. Có 9.000 rồi mấy chị, rẻ lắm. Đưa chân giờ hộp ủ tóc VO cho. Gửi cho em sáp HEA 9K. Sáp HEA 9K đây này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em sáp rửa mặt HEA 9.000. Rồi nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Cái gói ủ tóc bio là gọi là gói ủ tóc lụa của Thái này. Người ta đang bán mấy chị 19.000, 25.000, 35.000 gói đúng không? Em gom mấy chị lấy tương tác luôn, 9.000 giá chốt tại Thái, không chốt giá tại Việt Nam. Nha mấy chị nha, gửi cho em ủ tóc bio 9.000. Cái này là gọi là ủ tóc lụa. Một lần một gói như thế này mấy chị có thể ủ được 2 lần. Nha mấy chị nha, một gói như này mấy chị có thể ủ được 2 lần lần. Chị nào lấy gửi cho em là ủ tóc bio 9.000. Mấy chị em bán lần 5 gói trở lên thì mấy chị, tại vì rẻ quá rồi. Nha mấy chị nha, cho dễ gom cả thùng thì mấy chị cho gom ít đó thì nếu mà em lấy nguyên một thùng thì nó giảm em được hình như là 2 bạc 3 bạc gì một gói á. Cho nên nó là mới bán được giá 9.000 nha mấy chị, mua ít á không bán được giá 9.000 đâu. Hồi trước em bán mấy chị 19.000 không á, mấy chị lấy 10 gói là còn 15.000 một gói. Mà bây giờ họ mấy chị lấy 5 gói trở lên là được 9.000 rồi. Nha mấy chị. Rồi chị nó ân gửi cho em ủ tóc bio hay còn gọi là ủ tóc lụa. Bao thơm, bao mượt, bao phục hồi tóc luôn. Cái này nó thơm mướt như lụa luôn mấy chị, cho nên là ở bên Thái gọi là ủ tóc lụa. Nha mấy chị, ghi giùm cho em là ủ tóc BA 9.000 nha mấy chị. Ủ tóc BA 9.000 vậy ta. Mấy chị nha, chị nào lấy lên đâu vậy em? Hả? Nhất. Ngồi đông quá. Đây nha mấy chị nha. Đây mấy chị, chồng muốn đi đâu? Đi tiểu à? Đây mấy chị nha, gửi cho em ủ tóc BA, ủ tóc BO 9.000, ủ tóc BO 9.000 thơm lắm. Nha mấy chị nha, nên xài đi mấy chị, có 9.000 một gói thôi. Mấy chị thấy người ta đang order chị cho mấy chị bao nhiêu? 25.000 thôi. Còn bèo nhất mấy chị lấy 10 gói, 20 gói gì đó thì mới còn 19.000 hoặc 15.000. Bây giờ em gom thẳng mấy chị luôn, 9.000 một gói luôn, lấy tương tác. Nha mấy chị nha, gửi cho em ủ tóc BO nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha. Không chị, em có cái gói có nhuộm mà chị ơi, chị em có gói gội nha.
em có gói nhuộm thôi chứ em có gói rồi. Rồi gửi chị em ủ tóc bio bán cái nhất từ 5 gói trở lên nha mấy chị nha. Các bạn chốt đại 5-30 gói. 10 gói cái 90.000 thôi. 10 gói cái 90.000 thôi nha mấy chị, nó quá rẻ luôn. Rồi nha mấy chị nha, đây ạ. À. Là cái nhuộm này mấy chị, đây là nhuộm nâu và cái này là nhuộm đen. Nhưng mấy chị, nhuộm nâu là dành cho những ai, nhuộm nâu là dành cho những ai mà tóc mà bạc đồ mấy chị. Mấy chị tóc bạc mà chị muốn nhuộm á thì mấy chị dùng cái nhuộm nâu. Còn hoặc là mấy chị nhuộm đen giùm cho em. Nhuộm nâu và nhuộm đen, nhuộm nâu và nhuộm đen, nhuộm nâu và nhuộm đen, nhuộm nha. Cái này là nó thành phần của nó là tinh chất bơ. Tinh chất bơ và vitamin. Cho nên khi mấy chị nhuộm á là nó sẽ mướt tóc và nó thơm nữa. Cho nên ok lắm. Ân nhuộm đen thì lấy nhuộm đen, ân nhuộm nâu thì lấy nhuộm nâu. Em gom mới chế 65.000 thôi. Ân nhuộm đen lấy nhuộm đen, ân nhuộm nâu lấy nhuộm nâu nha mấy chị nha. Không, một bịch này á là như em như em ủ là một bịch như này là em ủ 2 lần. Một bịch này là phải ủ 2 lần chứ tóc đâu có nhiều đâu mà ủ tới một gói. Tóc chị nào mà nhiều lắm á thì cũng không hết gói. Nha mấy chị, nhiều lắm thì cũng không hết gói, cỡ tầm là hơn nửa gói chút xíu nếu mà nhiều quá. Rồi mấy chị để dành đó rồi hôm sau mấy chị lại xài tiếp nha mấy chị nha, chứ không có hết một lần một gói nha mấy chị, nhiều lắm. Một gói nó nhiều lắm nha mấy chị. Một gói nó tới 30ml lận mà. Nó tới 30ml lận, một gói nó tới 30ml lận mấy chị, nhiều lắm luôn ấy. Một gói nhiều lắm mấy chị, một gói 30ml lận. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân ghi giùm cho em, ân nhuộm nâu lấy nhuộm nâu, ân nhuộm đen lấy nhuộm đen nha mấy chị nha. Dầu gội xin siêu chồng lấy cho vợ dùng gội xin siêu cam đi chồng. Lò cam đi, lò cam bao thơm luôn. Chồng coi thử nó có đang siêu không chồng. Dầu gội cam á, dầu gội xin siêu cam á. Cam đó, đúng rồi, đúng rồi. Dầu gội xin siêu vàng đó, đó đúng rồi, coi thử nó có giảm giá. Nó có đang siêu. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm cho em ạ. Chị nào lấy lên giùm em nha. Ghi cho em là nhuộm tóc. Mẹ chị dầu gội xin siêu vàng này, vừa mướt vừa mượt mà lại phục hồi tóc nữa, 125.000 chai. Ha, được rồi. Không, 125.000. Rồi chị nào lấy gửi chị em dầu gội xin siêu ca vàng 125.000. Dùm dụng dầu gội xin siêu vàng 125.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Nha mấy chị nha. Một lần cho mấy lần mấy ông. Một gói này chỉ có một lần thôi, một lần nhuộm thôi. Ân nhuộm đen lấy nhuộm đen, mà ân nhuộm nâu lấy nhuộm nâu dùm chị em có 65.000 một hộp à. Rất là rẻ luôn nha mấy chị nha. Rất là rẻ luôn. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. Rồi nha mấy chị nha. Trời ơi nó tắt điện hết trơn rồi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em mà ân nhuộm nâu lấy nhuộm nâu, mà ân nhuộm đen lấy cho em nhuộm đen. Nha mấy chị, sữa tắm vitamin E sale cho mấy chế 79.000 chai thơm miệng cắn da của Thái. Chị nào ân sữa tắm vitamin E lên cho em sữa tắm vitamin E nha. Sữa tắm vitamin E thơm miệng cắn da giùm cho em. Nha mấy chị. Kẹp này chị, kẹp nhỏ này. Mấy chị nãy giờ lấy lóc luôn. Thì mấy chị nào em cứ bán giá sale mấy chị 9.000 cây. Cái này là kẹp nhỏ này là mấy chị kẹp một ít tóc con, một ít tóc ở trên này mấy chị nha. Này mấy chị cột cả chùm trên này cũng được đó. Một nửa tóc của mấy chị thì mấy chị dùng cái kẹp này 9.000. Em có 3 màu nhưng không có cho chọn màu nha mọi người, có 3 màu nhưng không cho chọn màu nha. Có 3 màu nhưng không cho chọn màu nha mấy chị nha. 3 màu không cho chọn màu, chị nó ân ghi dùm cho em là ghi dùm cho em này mấy chị nha. Ghi cho em là kẹp nhỏ, không cho chọn màu, một cây một màu, hai cây hai màu, ba cây ba màu, có 9.000 cây thôi. Chị nó ân ghi dùm cho em là kẹp nhỏ 9k. Nhưng mấy chị một cây một màu, hai cây hai màu, ba cây ba màu. Còn chị nào mà lấy nguyên một lóc 12 cây thì còn 99.000 một lóc, có nghĩa là còn 8.000 phẩy 25 đồng là một cây. Nhưng mấy chị nha, là một cây nếu mà mấy chị nào mà lấy nguyên một lóc ha, một lóc là 9 cây đó mấy chị. Rồi mấy chị nha, để chuyển khoản tiền thì nhớ nhân kiểm tra. Hà chụp cái bill của chị vô bên kêu tụi nó kiểm tra liền, nhắn tin về cho chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Ghi giùm cho em là ghi giùm cho em là kẹp nhỏ nha mấy chị, kẹp nhỏ giùm cho em ha. Ghi cho em kẹp nhỏ nha mấy chị. Rồi em gom cho mấy chị nè. Này mấy chị, em gom cho mấy chị nè. Kẹp lớn thì cho chọn màu nhưng kẹp nhỏ không cho chọn màu nha mấy chị nha. Kẹp nhỏ không cho chọn màu. Nha mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị là cái lóc set son. Em gom cho mấy chị cái set son này mọi người. Em gom cho mấy chị cái set son này. Này mấy chị coi giùm em nè. Set son nè, set son lì của Thái xài ngon giả man luôn. Set son lì của Thái nha mấy chị nha, đã lắm. Mấy chị coi giúp giùm em nè, thấy chưa? Set son lì của Thái này, một set 3 cây, cái màu đẹp bá cháy bồ chét luôn. Cái màu đẹp bá cháy bồ chét luôn. Nhưng mấy chị nha, cái màu đẹp bá cháy luôn. Một set son 3 cây mọi người ơi. Em gom mới chế 87.000. Trầu vơ mất hồn chưa. Chị nào ân ghi cho em set son lì 87.000 3 cây quá đẹp, xuất sắc bà bảy luôn. Nhưng mấy chị, 87.000 một set. Nhưng mấy chị nha. Ủa sao nó cứ tắt, nó mở tắt mở hoài. Set son lì 87.000 một set 3 cây, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Nha mấy chị, set son lì 87.000 một set 3 cây, chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Nè.
Đã chưa mọi người ơi, coi cái màu này quá tuyệt vời luôn á mấy chị, coi giùm em này. Thấy chưa? Một set son lì 3 cây quá đẹp, 87.000. Chị nào ơn gửi cho em set son lì 87.000. Son giật giật cái trời. Coi giùm mấy chị nha, gửi cho em set son lì 87.000, son lên màu đẹp lắm luôn chị. I love you nè. Mấy chị coi phép bắt nè, thấy chưa? Set son lì không làm mấy bà thất vọng đâu. 87.000 một set 3 màu quá đẹp luôn. 87.000 một set son màu quá đẹp luôn. 87.000 chị nó ưng ghi cho em set son lì quá ưng cái bụng luôn. Quá ưng cái bụng luôn, set son lì 87k, set son lì 87k, ưng cái bụng dã man. Lên đơn cho em set son lì 87.000 quá đẹp. Nha mấy chị nha, mua mấy chị có 87.000 à. Nha mấy chị nha, có 87.000 một set thôi. Chị nào lấy lên giùm cho em set son lì ha. Set son lì giùm em nha mấy chị nha, 87.000, 87.000. À cái chai xịt mọc tóc này mấy chị, kẹo dẻo sau đi ok chị, chai xịt mọc tóc này. Mấy chị vẽ cái đường chân tóc ra rồi mấy chị xịt xịt cho em, mấy chị xịt lên đây này. Nó xịt kích mọc chân tóc cho mấy chị ok lắm. Cái này là nó nổi tiếng của Thái lắm mấy chị. Em gom mấy chị 97 nha. Chị nó ân ghi cho em nha mấy chị nha, chị nó ân ghi giùm em ạ. Nha mấy chị nha, chị nó ân lên giùm cho em nha mấy chị nha. Ghi giùm cho em nha mấy chị không. À, lên giùm cho em nha mấy chị nha, lên giùm cho em này mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, ghi giùm cho em này mấy chị. À, bao nhiêu ta? Bao nhiêu em quên mẹ nó rồi. 97.000 à, xịt mọc tóc 97.000, xịt mọc tóc 97.000, xịt mọc tóc 97.000, lên đơn. Xịt mọc tóc 97.000, xịt mọc tóc 97.000, rồi lên đơn. Nha mấy chị nha, chỉ có 97.000 thôi. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ạ. 97.000 thôi nha mấy chị, 97.000. Rồi, em có cái chai nước tẩy trang và cái bịch bông tẩy trang đâu chồng. Cái chai nước tẩy trang siêu to bự khổng lồ. Cái chai này bình thường là 280.000, bữa nay gom sale 195.000 tới 400ml. 400ml. Nha mấy chị, 400ml là nó nhiều vô cùng luôn á. Cho nên là mấy chị xài cái này nó vừa an toàn nè, nó vừa giúp cho mấy chị sạch sâu từ lỗ chân lông luôn. Mấy chị trang điểm mắt, mặt môi nha, mascara mặt môi hoặc là kẻ chân mày rồi gì đó, mấy chị tẩy là nó ra hết, đã lắm. 195.000, chị nó ân ghi cho em nước tẩy trang 195.000, nước tẩy trang 195.000, lên đơn. Nha mấy chị, nước tẩy trang 195.000, lên đơn. Nha mấy chị nha, coi này xài ngon lắm nha mấy chị. Rồi còn cái bịch bông tẩy trang của Thái này, em gom cho mấy chế một bịch này 45.000 luôn. Bông tẩy trang của Thái xài bao ghiền nha, không ghiền là không lấy tiền luôn á. Em gom cho mấy chị 45.000, chị nó ân ghi cho em bịch bông tẩy trang. Nha mấy chị nha, bịch bông tẩy trang nè, nó tẩy trang nè mấy chị. Bịch bông tẩy trang em gom mấy chị 45.000, nước tẩy trang em gom mấy chị là 195. Nha mấy chị nha, cái này mấy chị phải xài phải mấy tháng. Xài nó nhiều lắm mấy chị, nếu như mà một mình mấy chị xài á là ít nhất cũng phải là 3 tới 4 tháng. Nó nhiều lắm, tại vì mấy chị biết sao? À, hồi mấy bữa em bán mấy chị á là nhiêu ta, 75ml là 95.000. 75ml là 95.000. Mà hai chai là 150ml là đã hơn 180.000 chưa? Mà cái này nó tới 400ml thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều lần. Nha mấy chị nha, chị nào lấy ghi giùm cho em là nước tẩy trang, nước tẩy trang, nước tẩy trang. Nha mấy chị, còn bông tẩy trang, chị nào ưng lên giùm cho em bông tẩy trang chỉ có 45.000 thôi. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Nha mấy chị, chấm bài tương tác giùm em với mọi người ơi, chấm bài tương tác giúp em nha mấy chị nha. Cho nó lên cái comment, nó khỏi bị ẩn comment nha mấy chị. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Nè serum HA mấy chị. Đó, chị nào ưng lấy cả hộp thì nói em là một hộp serum HA luôn ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Rồi còn cái chai này, cái chai xịt đuổi mũi nè mấy chị. Chai xịt đuổi mũi của Thái ok lắm. Ví dụ như ở dưới cái gầm giường có mũi xịt, ở trong phòng ngủ mình có mũi xịt, xung quanh nhà mình có mũi xịt, ở trong toilet có mũi xịt. Nói chung chỗ nào mà mấy chị, chỗ mình ở mà có mũi xịt cho em. Ví dụ mấy chị đang ngồi mà cái mũi nó bu vô nhiều quá, xịt. Em bảo đảm mấy chị xung quanh nó không có một con mũi luôn á. Nha mấy chị nha, em lên cho mấy chị chai xịt đuổi mũi của Thái Lan. Tinh dầu mấy chị nha, nó xả và cam cho nó mấy chị xài tốt lắm. Bình thường là 125.000, bữa nay gom sale mấy chị 97.000. Ghi giùm cho em xịt đuổi mũi 97.000. Xịt đuổi mũi 97.000, rồi lên đơn nha mấy chị nha. Xịt đuổi mũi 97.000, lên đơn. Xịt đuổi mũi 97.000, lên đơn. Nha mấy chị nha, chỉ có 97.000 thôi mà xài tốt lắm nha mấy chị. 97.000, 97.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha. 97.000, 97.000, lên đơn. 97.000 thôi nha mấy chị nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị là cái gói dán đầu nhất này mấy chị. Gói dán đầu nhất cho mấy chị nha. Nước tẩy trang rồi ok mấy chị. 97.000 à. 97.000. Ô lộn, đúng rồi, 97.000 một cái chai xịt đuổi mũi nha mấy chị, 97.000 ha. Rồi còn cái này là cái gói dán đầu nhất của Thái này. Đặc biệt là nhức đầu nha mấy bà, đã cái nư cực kỳ luôn, đang nhức giật tưng 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 cái đầu gì á. Nó là cắt làm hai ra, đắp hai bên cho em, một lúc đỡ liền mà cái mùi của nó thơm ghê. Cái này là cái gói dán đầu nhất nét bum của Thái Lan. Nha mấy chị nha. Ví dụ mấy chị đau đầu dán, đau cổ dán, đau vai dán, đau lưng dán, đau bắp tay dán, đau bắp chân dán, đau cơ dán cho em. Em gom mới chế bao nhiêu? 17.000 một gói. Nha mấy chị nha, quá rẻ, một gói tới 10 miếng.
mà đặc biệt mấy bà dành mấy bà chất sức đau đầu cho tôi. Ví dụ như đau đầu hả, tưng khó chịu, dán cho em một miếng đi, đỡ liền à. Ví dụ như đau cổ, đau vai, dán chút xíu đi, đỡ liền luôn. Có bao nhiêu tiền đó mấy chị? 17 ngàn một gói. Chị nào ưng ghi cho em là gói dán đau nhất 17k. Có 17 ngàn thôi, nhưng mà dán tốt lắm mấy chị. Đặc biệt là đau đầu nha. Tại vì cái đau đầu mình rất là khó chịu. Đau lưng, mấy chị đắp miếng. Đau cổ, mấy chị đắp miếng. Đau hai bả vai, mấy chị đắp hai miếng hai bên cho em. Nó rẻ mà, có 17 ngàn tới 10 miếng luôn. Nhưng mấy chị nha, rất là rẻ luôn. Cho nên mấy chị sử dụng đi, để dành sử dụng ha. Mua về để dành sử dụng giùm em. Ghi giùm cho em là gói dán đau nhất 17k. Gói dán đau nhất 17k nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên cho em là gói dán đau nhất nha mấy chị nha, 17 ngàn. Xài ngon lắm mấy chị. Em thì hay bị đau đầu, cho nên nó là em hay dùng mấy cái dòng này lắm mấy chị. Em hay dùng mấy cái dòng này lắm. Để cho nó đặc trị mấy chị, để cho nó đặc trị tốt lắm mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, em lên tiếp cho mấy chị là cái vị đặc trà xanh của Thái. Chị nào bị viêm nhiễm nấm ngứa phụ khoa, bị nấm mà nấm vốn cục luôn, nấm nó đẩy ra cái cục mà trắng trắng mà nó tanh tanh hôi hôi mà nó ngứa điên cuồng ấy mấy chị. Cái cảm giác mà ngứa ôi là ngứa đấy, ngứa phải nó ngứa tụ kháng luôn mấy chị đó, ngứa rất là khó chịu, khó chịu lắm. Đặt vô cho em một liên sau vô âm đạo, đặt liền vô cho em một viên sau vô âm đạo đi mấy chị, đặt ngày hôm nay qua ngày hôm sau mấy chị đỡ liền luôn, hay lắm. Cái thuốc này rất hiệu quả dành cho chị em phụ nữ mình bị viêm nhiễm nấm ngứa phụ khoa. Thủy ơi, viêm rất là nặng luôn, nấm ngứa rất là nặng luôn. Xài cái này chị hết đó thị. Nắng mà em nói thiệt mấy chị, không nói xạo mấy chị, ngứa quá, ngứa cào mấy chị. Nó ra cái cục như vậy này, thiệt rất là khó chịu. Ngứa cái cảm giác mấy chị muốn gãi như này này. Đó, nhưng mấy chị nha, nhưng mà mấy chị đặt đi, đặt vô ngày hôm nay qua ngày hôm sau mấy chị đỡ. Một vỉ đặc trà xanh của Thái như thế này, giá của nó này mấy chị, em gom mấy chị nè. Giá của nó này mấy chị, em gom mấy chị nè. 25.000 vỉ, bán ít nhất từ 2 vỉ trở lên, tại bình thường em chốt cái này là 50.000 một vỉ. Nhưng mà bây giờ em gom mấy chị 25.000 vỉ, chốt ít nhất từ 2 vỉ trở lên nha. Một vỉ em không chốt, nhưng mấy chị, một vỉ em không chốt. Chị nào lấy cái cho em vỉ đặc trà xanh lên đơn, vỉ đặc trà xanh 25.000 vỉ, chốt ít nhất từ 2 vỉ trở lên. Nhưng mấy chị nha, ok lắm mấy chị, đừng tiếc. Đặt vô là hết, đặt vô là hết, đặt vô là hết. Đặt liên tục cho em trong vòng 5 đêm là nó sẽ hết một vỉ. Nhớ mấy chị nha, đặt trong vòng 5 đêm. Nhớ mấy chị nha, mấy chị là lấy lên giùm em à. Không chị ơi, hồi trưa chị có lên đó, chị giờ chị lên đi rồi em lấy cho chứ giờ không có chị, em đem hàng về khách sạn rồi, không có ở đây rồi. Em đem hàng về khách sạn rồi chị à. Nhớ mấy chị nha. Rồi nhớ mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em à. Nhớ mấy chị nào lấy lên giùm chị em nha. Ghi rõ giùm em nha mấy chị nha, ghi rõ giùm em là thuốc đặc trà xanh nha mấy chị nha. Thuốc đặc trà xanh hay lắm, đừng có tiếc, không bao nhiêu tiền đâu mà nó hiệu quả lắm mấy chị. Đặt hết một liệu trình cho em đi là 5 viên. Ví dụ như em nói ví dụ mà hết một liệu trình mấy chị mà nó chưa có dứt hẳn, mấy chị đặt tiếp một liệu trình nữa. Tại vì mấy chị biết sao không, một liệu trình của nó là từ 1 cho tới 2 vỉ nha mấy chị nha, 1-2 vỉ nha mấy chị nha. Bị ngứa vậy mà đặt một vỉ hết hẳn luôn thì đúng rồi, nhẹ một vỉ, nặng 2 vỉ cho chị em, dứt điểm. Nè, nhẹ một vỉ, nặng hai vỉ cho em, dứt điểm. Nhưng mà nhớ phải đặt hết một liệu trình nha. Nhưng mấy chị nha, chứ mới đặt thôi, ồ Thủy ơi, ngày hôm nay chị đặt cái ngang, ngày hôm sau của chị đỡ lắm. Chị hết tới 50-60% rồi, cái xong cái lùi không đặt nữa là không được. Tại vì cái mầm nóng đó, cái mầm nóng, nấm ngứa trong âm đạo mấy chị vẫn còn. Cho nên mấy chị phải đặt để cho nó triệt cái nấm đó cho mấy chị luôn. Nhưng mấy chị nha, chứ mà còn mấy chị mà đặt bữa nay xong mấy bà nghỉ xong rồi, ồ Thủy ơi sao chị thấy hết rồi, chị nghĩ là không được. Nhưng mấy chị nha, phải đặt thêm giùm cho em nha, để cho nó dứt điểm nha mấy chị, để cho nó dứt điểm. À quên, cái bịch này có chị nào lấy nữa không, nói em sớm nha mấy chị. Bữa nay em gom nữa mà nó chỉ có 90 bịch như thế này thôi, không còn nhiều đâu. Người ta bán với chị là 100.000 ba bịch thun cục tóc bé. Chị nào mà xuyên order hàng Thái là mấy chị sẽ thấy ngay bịch này. Em gom với chị 17.000 bịch thun cục tóc bé. 17.000 à, 17.000 một bịch thun cục tóc bé. Chị nào lấy lên đơn giùm em, gửi chị em bịch thun cục tóc bé 17k, hơn 100 sợi giùm chị em nha mấy chị. Hơn 100 sợi, chị nào lấy lên cho em là gì ta, chị nào lấy lên cho em là bịch thun cục tóc bé 17k, nó đang hot mấy chị, đang hot. Bên Thái nó rần rần cái này mấy chị. Mà họ mấy chị biết sao không, nhiều người sẽ tay giờ cao lắm, 30.000 ba gói. Ở lộn, 100.000 ba gói, em gom với chị 17.000 gói. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em, ghi giùm cho em là thun cục tóc bé 17k, thun cục tóc bé 17k lên đơn nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha, 17.000 thôi nha mấy chị, 17.000. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha, 17.000 thôi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ạ, 17.000 thôi nha mấy chị. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ạ, 17.000 thôi nha mấy chị nha, 17.000 ạ. Chị nào lại lên giùm em nha mọi người nha, mọi người ơi. Rồi em lên tiếp cho mấy chị này. Nha mấy chị nha. Trời ơi, quất một cái sớ tôi nói dài 8 thước luôn á. Thí Lan Lê ơi, cái sớ gì mà trời ơi, tôi nói dài thoảng luôn tới 17 món ở ghê vậy.
chết đi là một cái sớ mà thấy mất hồn luôn hết trơn. À sao nhớ dai thiệt luôn á, thiệt phải công nhận nhớ rất là dai luôn. Rồi nhưng mấy chị nha, bịch thun cục tóc bé 17k, 17.000 mấy chị. Nhưng mấy chị nha, số điện thoại của chị, số điện thoại cho chị số điện thoại của Thủy ạ. Số điện thoại của Thủy ạ. Chị add Facebook riêng của em đi chị, chị add Facebook riêng của em đi. Cái số điện thoại của em á, em ở Việt Nam có hơn tháng có 3 ngày à. Chị không chị add Zalo á chị. Chứ còn mà phải số điện thoại của em mà cũng làm được mẹ gì hết, đi Thái miết mà đâu có sử dụng cái số đâu. Chị add Facebook riêng của em đi ha. Chị nào mà muốn ân mà mấy chị nói chuyện với em á qua Facebook riêng á thì mấy chị nhắn tin riêng cho em nha. Đây là Facebook riêng của em nè, Thủy Lê Hàng Thái sệt, cái này là ra em. Thủy Lê Hàng Thái sệt phát là ra em là nó đó mấy chị. Thủy Lê Hàng Thái là Facebook riêng của em á, mấy chị nào có ân thì nhắn qua em hoặc là gửi lời các bạn giúp em nha mấy chị nha. Cái này Facebook riêng mà em thường mấy chị đặt hàng thì vẫn nên đặt qua bên Thanh Bay mấy chị đặt của em á, em quên em không có chốt đơn mấy chị nhiều lắm. Rồi nhưng mấy chị nha, cánh mì bé không có nha chị ơi, không có size 31 rồi. Rồi, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ, chị nào lấy lên đơn giùm chị em. Rồi, cái này nhớ mấy chị nha, là tiếp sữa rửa mặt vàng chuyên đặc trị nám. Chế nào đang bị nám, đang bị sạm, đang bị không điều màu da. Thủy ơi, chị đang bị tàn nhang. Thủy ơi, chị đang bị đồi mồi. Nhớ mấy chị nha, cũng hỏi lên, dạ. Rồi, nhớ mấy chị nha, lên dùm cho em tiếp sữa rửa mặt vàng chuyên đặc trị nám. bị nám xài hay lắm nha, bị nám xài lên cho em đi, rất hiệu quả. 135 ngàn một tiếp cũng 135, 100 tiếp cũng 135 ngàn. Rồi nhưng mấy chị do sát giá rồi không giảm nữa, hồi trước có hỏi thì có sao nói vậy, 195 nhưng mà bán giá sale còn 175 ngàn, còn bây giờ có 135 ngàn là hết sale nữa nha mấy chị nha, hiệu quả lắm. Bị nám xài cho em đi rất tốt, bị sạm da xài cho em đi, nó nhanh hồi phục da lắm, hoặc là bị tàn nhang đồ đó mấy chị xài cho em nha mấy chị nha. Lên cho em là cái gì ta sữa rửa mặt vàng lên đơn, sữa rửa mặt vàng lên đơn nha mấy chị nha, có 135 ngàn. Nhưng mấy chị 135 ngàn lên đơn, xài hay lắm mọi người, xài hay lắm. Nói chung là không có bao nhiêu tiền hết á, mà được một cái là mấy chị sử dụng rất là tốt nha mọi người, sử dụng rất là tốt luôn. Sữa rửa mặt vàng 135 ngàn, sữa rửa mặt vàng 135 ngàn nha chị em ha. Nhưng mấy chị sữa rửa mặt vàng 135 ngàn mấy chị nha. Rồi chồng đưa cho ông vợ cái quên nữa nè mấy chị, nước hoa ngựa chị nào có ân nữa không lên đơn giùm chị em ha. Này mấy chị, cái này là nước hoa ngựa của Thái Lan nè. Nhưng mấy chị nha, nước hoa ngựa của Thái này mấy chị. Nè đó, mấy chị coi em chấm xung quanh này mấy chị. Một cái chai nước hoa ngựa gom mấy chị giá sale 39.000. Chị nào ân nước hoa ngựa lên 39.000. Chị nào ân nước hoa ngựa lên cho em 39.000. Nước hoa ngựa 39.000. Chứ đi thơm ghê á. Chứ đi thơm ghê luôn. Nước hoa ngựa 39.000, nước hoa ngựa 39.000, nước hoa ngựa 39.000 lên đơn. Nha mấy chị nha. Chị Thúy Lan Lê ơi, cho em xin số điện thoại để nó lưu vô trong hệ thống nha chị Thúy Lan Lê. Chị cho em xin số điện thoại một lần để cho nó lưu vô trong hệ thống nha. Chị Tuyết Đen lên số điện thoại giùm em để nó lưu vô trong hệ thống nha mấy chị. Lên cho em nước hoa ngựa 39.000, vừa thơm, vừa mịn, vừa thơm, thơm lâu, thơm dai, nam được, nữ được. Tươi mát lắm mấy chị, gửi cho em nước hoa ngựa 39.000 lên đơn. Chồng lấy cho anh vợ sữa tắm, đây sữa tắm cái trắng cả luôn. Gửi cho em nước hoa ngựa 39.000 lên đơn, nước hoa ngựa 39.000 lên đơn, nước hoa ngựa 39.000 lên đơn. Nhưng mấy chị có 39.000 thôi, rẻ nhưng mà mấy chị xài tốt lắm. Chị nào ân lên cho em nước hoa ngựa 39.000 thôi. Nhưng mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Gì Facebook Thủy Lê chuyên hàng Thái Lan là của chị không vậy? Chị có mấy Facebook á? Facebook đúng rồi, fanpage đúng rồi, shop Thủy Lê chuyên hàng Thái Lan đúng luôn. Rồi Facebook là Thủy Lê hàng Thái Lan sách tay cũng là của em luôn. Còn không mấy chị cứ theo dõi cái fanpage nè, fanpage em đang like là fanpage chính của em luôn á. Fanpage chính đã có từ lâu đời của em rồi là fanpage em đang like nè. Là fanpage chính của em nha mấy chị nha, là fanpage chính của em đó. Tuyết Nguyễn lên số điện thoại luôn. Nhưng mấy chị đặt hàng lên số điện thoại giùm cho em. Nước hoa ngựa 39.000 à. Nha mấy chị. Mấy chị ơi, cái Facebook em đang like là của em luôn nè mấy chị nha. Facebook em đang like nè, Facebook chính á. Mấy chị add cái Facebook này vô rồi có gì mấy chị nhắn qua Facebook này nó sẽ dễ hơn nha mấy chị nha. Fanpage chính của em nha mọi người, fanpage chính của em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha mấy chị. Mấy chị ơi, đặt hàng lên số điện thoại giùm em để nó lưu trong hệ thống nha mấy chị. Bữa sau nó không cần phải xin mấy chị lại nữa. Mấy chị đặt hàng lên cái số điện thoại giùm em để nó lưu vô trong hệ thống, nó không cần phải xin lại số điện thoại nha mấy chị. Không cần phải xin lại số điện thoại nha mấy chị nha. Chứ để bữa sau cái là nó phải xin số điện thoại của mấy chị lại nữa ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Nhớ chị nha, cho em chục con hả? Chục con nhiều quá vậy? Chục con là bao nhiêu ký? Ví dụ như mình
ba con hả? Sáu con, nói chung là mình gom mấy con thôi, mình gom cho người ba con hay hai con. Nếu như mà con to ấy, nếu mà hai con một ký ấy, thì mình lấy ba con à? Chị thì nói lấy chị là nói chị lấy thì em ba ký đi, sáu con à? Sáu con à? Nó bữa nay chị xúc chuồng cái nó, quên, đây, vĩ xây xe, ok mấy chị, cái chị nào chưa gom cây này chưa? Các chị nào chưa gom cây này chưa, trầu vô chưa gom là thiếu sót lắm nha, thiếu sót quá, thiếu sót. Cây này là cây mascara đỏ thần thánh của Thái Lan này mấy chị. Wow, vuốt tới đâu nó dài tới đó, mấy chị coi giúp em nè. Càng vuốt càng dài, càng vuốt càng dài, càng vuốt càng dài dùm cho em. Nhưng mấy chị nha, coi giùm em nè. Ô là trời, mấy chị thấy chưa? Nhưng mấy chị nhé, đó, đã chưa? Nè mấy chị coi giùm em nè. Nè mấy chị, bữa nay mình ra không? Bữa nay mình ra vậy chơi không? Nhưng mấy chị nha, coi giùm em nè. Mọi người ơi, coi giùm em nè, bữa nay mình ra hả chồng? Nhưng mà chừng nào chị bà xuất cái lứa đó. Nè mấy chị coi giùm chị em nè, mấy chị coi giùm chị em nè. Ô, đã chưa? Càng vuốt càng dài, càng vuốt càng dày mi, càng vuốt càng đẹp mi luôn. Mấy chị coi giúp em nè, thấy không? Nó tua cộng lông mi, nó không có bị vón cục mọi người ơi, nó không có bị vón cục. Mấy chị coi giúp em nè, thấy chưa? Một cái cây mascara đỏ như thế này, em gom mấy chế 79.000. Em gom mới chế 79.000 lên đơn. Mascara đỏ 79.000 lên đơn. Mascara đỏ 79.000 lên đơn. Coi giùm em nè mấy chị, coi giùm em nè. Đó, nhưng mấy chị nha, coi giùm em nè. Mascara đỏ 79.000 lên đơn. Mascara đỏ 79.000 lên đơn, coi giùm em nè. Nó dày kinh khủng chưa? Có 79.000 à. Rẻ lắm nha mấy chị nha. Chị nào lấy gửi chị em mascara đỏ 79.000 coi nè. Coi cái lông mi này cần gì nói với bà, mà nó dài mà nó cong lắm nha. Nè mấy chị coi em nè, mấy chị vuốt từ đâu nó dài nó dày từ đó, vuốt từ đâu nó dài nó dày từ đó, không bị vón cục và không có bị nặng cái lông mi của mình nha. Mà mình vuốt từ đâu nó cong tới đó cho mấy chị luôn, mà nó dài, thấy không? Thấy đã chưa? 79.000, rẻ quá trời. Nhưng mấy chị rẻ quá trời luôn. Rồi chị nào lấy ghi chị em mascara đỏ 79.000, mascara đỏ 79.000 lên đơn. Mascara đỏ 79.000 lên đơn. Nhưng mấy chị nha, đã quá trời luôn mấy chị. Đó, đã chưa? 79.000, càng vuốt càng dài, càng vuốt càng dài dùm cho em. Ghi chị em mascara đỏ 79.000, mascara đỏ 79.000. Nhưng mấy chị nha, đã lắm mấy chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn dùm cho em. Mascara đỏ 79.000, mascara đỏ 79.000 lên đơn. Nhưng mấy chị nha, có 79.000 thôi nha mọi người ơi. Chị nào lấy lên dùm cho em nha mấy chị nha, mascara đỏ. Ủa chồng, cái ống hút mũi xanh cũng giờ đâu mất rồi. Cái ống hút mũi xanh cũng giờ đâu rồi chồng. Rồi nha mấy chị nha, rồi em lên cho mấy chế cái hút mũi xanh này. Nha mấy chị, em lên cho mấy chế cái hút mũi xanh này. Nha mấy chị nha, cái hút mũi xanh này mấy chị, đây. Nha mấy chị nha, cái hút mũi xanh này. Ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh, hoặc là đặc biệt trời ơi buồn lôi ra hít là phải cái lỗ mũi lắm mấy chị. Đang mệt mỏi, đang quạo, đang cái kiểu như là mình đang stress lắm, đừng có đụng vô, hít một phát đi rồi đụng vô bình thường nha. Nói chứ cái này nữa mấy chị, nó giúp mình xả stress lắm. Một hít mũi xanh gom mới chế 37.000, đặc biệt những ai mà có đi bị say tàu xe hoặc hay thường xuyên bị đau đầu, hít cái này cho em. Một hít mũi xanh gom cho mấy chị chỉ có giá 37.000 lên đơn. Hít mũi xanh 37k, hít mũi xanh 37.000, hít mũi xanh 37.000 lên đơn, thơm lắm. Thơm lắm mấy chị, thơm cực kỳ luôn, mà đặc biệt nha mấy chị nha, nó giúp mình xả stress lắm. Đau đầu hít cho em đi, lúc đỡ đầu. Nha mấy chị nha, nghẹt mũi hít cho em đi, nó thông cái lỗ mũi cho mấy chị. Say tàu xe hít cái này đi, đỡ nó giảm cái tình trạng say tàu xe. Ví dụ say 10 phần mấy chị hít cái này hả? Nó chỉ say mấy chị 1-2 phần thôi, nó sần sần thôi, chứ nó không có bị làm cho mình say xe như là những cái khác. Cái tại vì hít mũi này là chủ yếu là để chị say xe. Nha mấy chị nha, ghi cho em là hít mũi xanh 37.000, phê luôn mấy chị, phê chị ê kéo dài nha mấy chị nha. Ghi cho em là hít mũi xanh 37.000. Rồi, chị nào lấy ghi cho em là hít mũi xanh 37.000 lên đơn. Hít mũi xanh 37.000 lên đơn. Hít mũi xanh 37.000 lên đơn giùm cho em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em à. Cái này nha mấy chị nha là cái chai dung dịch vệ sinh phụ nữ nè. Nha mấy chị nha, em cho mấy chị coi nè, cái chai này á, nó có chai nhỏ và nó có chai lớn. Nhưng mà mấy chị ơi, mình mua chai lớn đi, chai lớn đang siêu rẻ, chồng đưa chân vợ chai lớn đấy. Chai lớn này mấy chị, giá của nó này. Nha mấy chị nha, chai nọ đó không thấy. Rồi nha mấy chị nha. Son sao về chị, son hả? 87.000 một hộp, set son lì 3 cây. 87.000 một set hộp son lì 3 cây, chồng đưa chân vợ cái hộp nguyên. Chồng đưa chân vợ hộp nguyên, đây hộp nguyên này. 87.000 một set son lì 3 cây. Nè. 87.000 một set 3 cây nha. Rồi nha mấy chị nha, lên giùm cho em cái này là cái chai dung dịch vệ sinh phụ nữ này mấy chị. Bữa nay đang sale cho nên mấy chế ân gom ha. Cái chai nhỏ em gom cho mấy chế
55.000, 65 mà gom cho mấy chị còn 52.000. Chai to chét của nó là 125, em gom cho mấy chế 75.000 một chai. Bao thơm luôn, sạch cô bé cực kỳ, dành được cho em bé từ 7 tuổi trở lên. Đặc biệt nha mấy chị nha, muốn xài được mấy chị coi giùm em, ở cái này nó có chữ thập. Không phải sản phẩm nào nó cũng tốt, không phải sản phẩm nào nó cũng có chữ thập đâu. Mà cái sản phẩm nó thực sự tốt và nó có chữ thập ở đây thì mấy chị mới sử dụng được cho em bé. Cái thứ hai, những chị em nào mà bị gì ta, bị mùi hôi cô bé này, bị dịch dơ này, hay mấy chị hay bị viêm nhiễm này, mấy chị làm ơn xài cho em đi. Và thêm nữa, cho chồng xài chung giùm cho em, cho ổng xài chung mấy chị, ổng sạch sẽ bản thân mình cũng sẽ sạch sẽ, không có dễ bị mùi hôi nha. Một cái chai dung dịch vệ sinh 200ml em gom mới chế 75.000, ân lên đơn. Còn cái chai này 100ml mà nó không có vòi, nhưng mà 200ml là nó có vòi nha. 200ml này em gom cho mới chế 75.000, còn 100ml em gom cho mới chế 52.000, tùy mấy chị à. 52 thì hai chai nó mới được 200ml, thì hai chai nó mới bằng một chai này, mà hai chai là 104.000. Thì cái này mấy chị 75.000 tính ra mấy chị là gần 30.000 chưa. Cho nên là mấy chị nên mua cái chai to đi, 75.000 mà nó có cái vòi cho mấy chị sử dụng luôn. Rồi ghi cho em dung dịch vệ sinh phụ nữ 75k, dung dịch vệ sinh nữ 75k lên đơn nha mấy chị. Rồi còn set son lì em gom cho mấy chị là set son lì nha mấy chị, em gom cho mấy chị là xét son lì, gửi chị em là dung dịch vệ sinh lớn nha mọi người. Dung dịch vệ sinh lớn 75.000, dung dịch vệ sinh lớn 75.000, dung dịch vệ sinh lớn nha mấy chị nha. Đừng có ghi dung dịch vệ sinh không, nhiều khi nó chốt nhầm mấy chị chai nhỏ á. Mấy chị gửi chị em chai lớn 75.000, dung dịch vệ sinh lớn 75.000, dung dịch vệ sinh lớn 75.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha, 75.000 thôi nha mấy chị nha, 75.000. Rồi chị nào lấy lên giùm em 75.000. Thơm lắm. Em cam kết mới chế một điều, nếu mới chế gì mới chế mở cái nắp ra mới chế xài. Thủy ơi không thơm cho trả hàng. Thủy ơi nó không có mềm mại gì hết trơn á Thủy, cho trả hàng. Ok không? Không thơm không mềm mại mấy chị, cái kiểu như không có đã cái nư của mấy chị sử dụng á, em cho mấy chị trả hàng. Mấy chị xài nó như mấy chị đang vọc sữa vậy á. Cái cảm giác của mình đang thọc cái tay vô mình vọc sữa sao là nó như vậy mấy chị. Nó mềm mại mà nó thơm mà nó nhẹ nhàng mấy chị, nó thích lắm nha mọi người. Chị ơi em có đăng bài á chị, bữa nay đi ra nhà thuốc tây mà quên lấy rồi. Ở nhà thuốc tây có chứ, ở trong siêu thị này là hết hàng rồi chị. Mà bữa nay đi xuất tiệm thuốc tây quên lấy rồi, quên like. Gửi chị em dung dịch vệ sinh phụ nữ 75.000 á chị ơi, thì chị cứ lên đơn giùm em nha. Em có đăng bài á, 75.000 ở tiệm thuốc tây mấy chị quên like, nhưng mà em có đặt hàng rồi. Em đặt được 500 bịch rồi chị. Chị cứ lên đơn là có. Chén nào em cũng gom cho sĩ em hết mà. Mấy chị cứ lên đơn là có ha. Này mấy chị, cái này là dòng sữa rửa mặt gạo nè. Nó bổ sung vitamin E và collagen. Rẻ tiền thiệt nhưng mà rất là chất lượng nha. Rẻ tiền thiệt nhưng mà cực kỳ chất lượng, 49.000 một chai. Sạch da, mịn da, trắng da. Đây là ba ưu điểm chính của cái dòng sữa rửa mặt gạo. Nó giúp mấy chị massage da, đàn hồi da cho mấy chị tốt lắm. Gửi cho em sữa rửa mặt gạo 49.000. Sữa rửa mặt gạo 49.000 lên đơn. Sữa rửa mặt gạo 49.000 lên đơn, 49.000 thôi nhưng mà sạch da lắm. Sạch, mịn, trắng da. Sạch, mịn, thơm, trắng da. Sạch, mịn, thơm, trắng da, 49.000. Rồi lên đơn, chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha, 49.000. Chị nào lấy sữa rửa mặt gạo lên đơn. Trời ơi, rồi mấy chị nha. Đây này chị ơi, hộp khẩu trang đây chị. Khẩu trang chị lấy, chị nói sớm em. Trời ơi, tôi nói không kịp luôn. Nè chị, em gom nè. Khẩu trang này chị coi nè. Khẩu trang mấy bà hối miết luôn á, lấy quá trời luôn. Nè mấy chị, đợt này em gom không lấy lời cho mấy chị 39.000 một hộp. Chị nào ưng thì nói em nha, 39.000 một hộp khẩu trang thôi. Ưng màu hồng, quất màu hồng cho em một hộp 39.000, 50 cái. Rồi, ân màu hồng, quất màu hồng. Mấy chị đeo vô mà nó bị ngợp em cho trả hàng. Mấy chị đeo vô không thoải mái cho trả hàng. Mấy chị đeo vô đau hai cái lỗ tai mấy chị em cho trả hàng. Có nhiều cái mấy chị đeo nó bị đau lỗ tai lắm đúng không? Nó đeo nó vô hai cái lỗ tai, nó siết hai cái lỗ tai mấy chị đeo cả ngày là nó rất là khó chịu. Mỗi lần đeo cái khẩu trang là mấy chị rất là không thích. Nhưng mà riêng cái này nha, nó nhẹ tên luôn. Nha mấy chị, mình đeo vô nó thoải mái cực kỳ luôn. Và đặc biệt nhá, là cái này nè, nó không có bị đau lỗ tai của mình. Nhưng mấy chị, ân màu hồng nhạt, lấy cho em màu hồng nhạt đang hot đó, cái khẩu trang của Thái hot đó. Rồi mấy chị ân cái màu cam lên cho em, cái màu cam. Ân màu cam, lấy màu, quên lộn, ân khẩu trang màu hồng đậm, lấy hồng đậm. Ân hồng lợt, lấy hồng lợt. 39.000 một hộp 50 cái, gom lấy tương tác, chị nào ân lên giùm em. Còn hộp còn loại màu đen nữa, cái này là màu đen nữa nè. Chị nào ân màu đen, lấy cho em màu đen. Cứ 39.000 rồi chị, ân ấy thì chị lên nha. Có 39.000 một hộp 50 cái rồi chị, 39.000 một hộp 50 cái. Chị có lấy chị lên đơn sớm giùm em để em gom nha chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân gửi chị em là hộp khẩu trang 39.000 50 cái, 39.000 50 cái khẩu trang. Trời ơi rẻ ơi, rẻ luôn á mấy bà.
rẻ ơi là rẻ luôn. Nhưng mấy chị nha, kết thúc đơn em gái. Thôi cái gì xem like với em, xem like với em ha, coi thử được cái gì ủng hộ em sau nha. Nhưng mà cứ xem like với em đi cho vui. Trời ơi, cái gì mà bao nhiêu món, 30 mấy món, 19, 20 có 24 món rồi kết thúc đơn hả. Chị ơi coi ủng hộ em nha, coi like không cũng được nữa, coi like không cũng được nữa nha mấy chị. Ồ, đặt lần mấy chục món nha. Rồi lên cho em khẩu trang, em gom mấy chị có 39.000 một hộp, 50 cái, rẻ không? Rẻ ơi là rẻ chứ còn gì nữa mọi người nha. Ân màu hồng đậm lấy hồng đậm, ân màu hồng lợt lấy hồng lợt, 39.000 một hộp 50, 39.000 một hộp 50 cái nha mấy chị. Ân loại nào lên cho em loại đó nha mấy chị nha. Ân loại nào lên cho em loại đó. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị nha. Gửi cho em hộp khẩu trang, gửi cho em hộp khẩu trang lên đơn, gửi cho em hộp khẩu trang lên đơn, gửi cho em hộp khẩu trang lên đơn nha mấy chị nha. Hồng đậm lên em ạ. Đặt nãy giờ không biết đặt cái gì luôn chị, cứ lên đây mình ân cái nào mình đặt luôn, ân cái nào đặt luôn nha mấy chị nha. Khỏi sợ là nó ấy, trong cái kiểu hồng xe. Well. À nó có màu đen nữa mấy chị, nó ân màu đen thì nhớ nói em lấy màu đen nha. Mấy chị ơi coi giùm cho em nè, mấy chị ơi coi giùm em nè. Cái này là kẹo ngậm C của Thái Lan, loại 1.000 viên. Mấy chị nghĩ đi, 1.000 viên nó nhiều như thế nào. Em nói thiệt phải kêu cả dòng cả họ ngậm luôn mấy chị. Chắc đi 1.000 viên một lần ngậm có 5 viên rồi mấy chị ơi, hoặc là 3 viên thôi, con nít thì ngậm một lần 2-3 viên. Nhưng mà con em có bao giờ nó ngậm đâu, nó bỏ vô nó nhai nuốt, nó nhai cũng y chang như là nó ngậm thôi nha mấy chị nha. Bỏ vô nhai nuốt cũng vậy mà bỏ ngậm vô cũng vậy, nó cũng y chang nhau à. Mà mấy chị nghĩ đi, 1.000 viên có phải là kêu cả dòng cả họ vô ngậm không? Nhưng mấy chị nha, trời nó nhiều lắm mấy chị. Một hũ 1.000 viên đặc biệt dành cho những ai mà ít uống nước cam, ít uống nước chanh, chồng lấy cho chồng về màu xe nữa, xe cam nữa. Ít uống nước cam, ít uống nước chanh mới chế ngậm cho em. Một hũ 1.000 viên kẹo ngậm C cam và kẹo ngậm C nho nha mấy chị nha. Ân C nho lấy C nho, ân C cam lấy C cam, 250.000 một khổ. Bữa nay chơi lớn bán lấy tương tác 135.000. Ân lên đơn, ân lên đơn, ân lên đơn, gửi cho em nha. Này mấy chị, nó có C cam và C nho. Ân C nho lấy C nho, ân C cam lấy C cam, 135.000, nhanh gọn lẹ gom về cho mấy chị. 1.000 viên ngậm hoài ngậm hoài. Ít uống nước cam ngậm cái này bổ sung vitamin C, ít uống ít kẹo ngậm C ngậm cái này bổ sung vitamin C nha mấy chị nha. Đặc biệt ai mà có con mà đã bị thiếu hụt vitamin C, mà bác sĩ đi khám mà kêu thiếu hụt vitamin C, làm ơn mua cái kẹo này cho con ngậm đi, nó nhanh hồi phục lại cái vitamin C cho con lắm. Nó bổ sung cái thành phần bị thiếu cho con á, cam kết mấy chị luôn, bao ghiền luôn. Mà thêm nữa cho mấy chị ngậm lần 5 viên, ngậm vô thử đi mà không ngon cho trả hàng, trả nguyên hũ em trả tiền lại cho mấy chị. Cam kết luôn không ngon cho trả hàng, bởi vì cái dòng này nó rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Em còn nhớ cái lần đầu tiên mà em đi Thái 8 năm về trước là người ta bán với chị là 250.000 hũ này, 250.000 một hũ chứ không ít đâu với chị, 250.000 một hũ, 500.000 một hũ. Hồi lúc đó em bán với chị là 250, người ta bán là 500.000 đó mấy chị. Rồi chị nó ân xê nho lấy xê nho, ân xê cam lấy xê cam, có 100 nha mấy chị nha. Thở mà thôi em không gom nữa đâu chị ơi, em gom sực nho sơ cam mà tại ít mất công á, em sợ em quên á nha mấy chị nha. Mất công chị đợi nữa ha. Em gom sơ nho với sơ cam thôi nha chị nha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Nha mấy chị ân sơ nho lấy sơ nho, chị nào ân sơ cam lên cho em sơ cam ha. À, không có viên sủi, xuyên sủi xe hả? Ở phía trong này có nè, trong nhà, trong tiệm thuốc tây nè, trong cái siêu thị này nó có một cái quầy thuốc ở bên trong, nó có mà lười lai lắm mấy chị. Ôi qua lộn, tiệm thuốc tây người ta đi về rồi nha mấy chị nha. À, bên tiệm thuốc tây nó làm giờ hành chính phải không chồng? Nó làm giờ hành chính, nó không có làm ban đêm nha mấy chị nha. Còn ban đêm này là nó đột xuất nha mấy chị nha, chứ nó không có làm ban đêm đâu mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. À, cái chai đó hình như họ bật mình gom là mấy chục nghìn, không biết gom mấy chục nữa, không nhớ nữa nha mấy chị, mà ok lắm mọi người. Rồi nha mấy chị nào ân ghi cho em sơ cam hoặc sơ nho lên đơn. Ân sơ cam lấy sơ cam, ân sơ nho lên cho em sơ nho. Nha mấy chị ân sơ cam lấy sơ cam, ân sơ nho lấy. À quên, mấy chị kêu Thủy ơi có cái hũ sáp đuổi mũi không? Có chị nào mà đang xài cái này rồi mấy chị ân gom thêm thì nói em nha. Cái này là cái hũ sáp đuổi mũi của Thái Lan. Nó vừa giúp mấy chị đuổi mũi nè, nó vừa giúp mấy chị thơm phòng nè, nó vừa giúp cho mấy chị khử mùi hôi nè. Em nói ví dụ nha. Mấy chị trong phòng ngủ hay có mũi, sợ có mùi hôi, xài cho em mở cái nắp này ra, mà hàng chính hãng mấy chị, hàng Âu á, người ta hay gọi là hàng Âu này, gỡ cái nắp này ra. Hàng chính hãng mấy chị xài từ 3 tháng cho tới 6 tháng tùy không gian. Mấy chị để toilet á là để càng lâu á, nó lâu hết đó mấy chị, nó lâu tan á. Nha mấy chị,
ân lên dùm cho em là sáp đuổi mũi 125 gom cho mấy chị 79.000, lên cho em sáp đuổi mũi 79.000, sáp đuổi mũi 79.000, sáp đuổi mũi 79.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy sáp đuổi mũi lên cho em sáp đuổi mũi. Chị không có bán dầu cánh buồm, em ơi dầu cánh buồm ở trên này nè. Ủa dầu cánh buồm có nhiều người hỏi lắm, chồng coi thử, chồng lên lấy coi thử dầu cánh buồm đi. À, dầu cù là cánh mưa mà chồng coi thử giá bao nhiêu tiền luôn. Rồi cho mấy chị nha, chị nào ân gây dùm cho em mà sáp đuổi mũi, sáp đuổi mũi, chị nào lấy lên đơn dùm cho em sáp đuổi mũi, sáp đuổi mũi nha mấy chị nha. Em gom mấy chị có giá là 79.000 à, rẻ lắm nha mấy chị nha. Chị nào ân lên dùm cho em 79.000 lên đơn, 79.000 lên đơn nha mấy chị nha, 79.000 thôi nha mọi người, có 79.000 à mà xài ngon lắm mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị tiếp bịch thun cột tóc này mấy chị, bịch thun cột tóc này, một bịch thun cột tóc như thế này em đang cột này, em đang cột nha mấy chị nha. Em đang cột này, xài nha mấy chị, không bị xiết vô đầu, không bị cắn tóc và không có bị làm cho mấy chị đau đầu. Một sợi bình thường á mấy chị, ô lộ 10 sợi nó bán nhà set 10 sợi bình thường á là 30.000. Bây giờ em gom mấy chị giá sỉ luôn. 15.000 một set 10 sợi thun cột tóc, chị nào ân ghi cho em set thun cột tóc 15k 10 sợi. Set thun cột tóc 15k 10 sợi. Set thun cột tóc 15k 10 sợi, rẻ không? Quá trời rẻ luôn mấy chị. 15.000 10 sợi. Xong rồi hả cô gái? Chưa hả? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha. Gửi cho em là bịch thun cột tóc nha mấy chị nha, bịch thun cột tóc lên giùm cho em nha mấy chị nha. Bịch thun cột tóc giùm cho em. Đó, nó đó. Trên lầu. Rồi mấy chị nha. Cái gì? Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Rồi hả? Hả? Đâu nó đó. Nó tôi quá bự vậy không ơi. À, nha mấy chị nha, chị nào ân ghi chị em à, set thun cột tóc 15k, set thun cột tóc 15k nha. 15k 10 sợi, 15.000 10 sợi, 15.000 10 sợi nha mấy chị nha, 15.000 10 sợi. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em à, cột ngon lắm mấy bà, cột đã lắm. 15.000 10 sợi nha, 15.000 10 sợi. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Rẻ mình mua gì à, để làm gì, mất mình lấy ra mình xài tiếp, mình chả có tiếc nha mọi người. Mất mình xài tiếp cái khác, mình không có tiếc nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy em dạ ok mấy chị, cứ việc bây giờ xét thun cột tóc 15k 10 sợi là được nha mấy chị. Rồi nha mấy chị nha. Ờ cái tẩy này, cái tẩy đô này chính gốc chính hãng tại Thái Lan dùm cho em nha mấy chị nha, hàng giả đầy luôn mấy chị. Cái tẩy người ta tẩy á là nó hôi đúng không, riêng tẩy chính hãng của Thái Lan tẩy là thơm. Cái chai thôi bữa nay gom xem mấy chị đi, cái chai tẩy màu to, chai tẩy màu to, chai này bình thường bán với chị là người ta bán với chị 120 á, thường bán là 120-195 ngàn. Bây giờ em gom với chị này, chai chai to nha, chồng lấy cho giờ chai tẩy trắng với chồng. Chai tẩy quần áo màu 500ml 69 ngàn, chai tẩy quần áo trắng 600ml 65 ngàn nha mấy chị, 65 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lại lên giùm em à, không biết giống nào, màu đen rồi. Rồi mấy chị nha, không biết màu nào. Rồi mấy chị nha. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lại. Ồ thơm ghê. Rồi cho mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em à. Rồi, để em lên dầu cánh mưa cho mấy chị luôn, thơm ghê hết trời. Ồ thơm ghê. Tẩy trắng hay tẩy màu? Tẩy trắng không giờ có tẩy màu rồi. Chai tẩy quần áo màu bữa nay chơi luôn 69, chai tẩy quần áo trắng nha mấy chị nha. Đúng rồi, chị đang ở bên Thái mà. Chai tẩy quần áo trắng 65 luôn nha mấy chị, đây đang ở Thái Lan. Welcome, đang ở siêu thị Thái nha mấy chị nha. Bây giờ người ta đóng cửa rồi, người ta nghỉ hàng rồi mấy chị, cho nên là ít người, không có người nữa nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Chai tẩy quần áo màu, chai tẩy quần áo màu 69, chai tẩy quần áo trắng 65 nha mấy chị nha. Mà cái chai tẩy quần áo trắng á là 600ml, nhưng mà áo màu tại vì lúc này nó cũng đắt hơn. Áo màu là 500ml nha mấy chị, áo màu 500, áo trắng 600 nha mấy chị nha. Ân màu lấy màu, ân trắng lấy trắng giùm chị em. Mà tẩy á mấy chị, mấy bà đợi đi, có nhiều loại tẩy mấy chị, tẩy là nó hôi cả nhà luôn. Nhưng mà riêng cái này nha, chô cái chai trắng bự chưa, chai tẩy màu trắng, chai tẩy trắng 65, chai tẩy màu 69 nha. Ân tẩy trắng lấy tẩy trắng, ân tẩy màu lấy tẩy màu, tẩy trắng chai to siêu bự khổng lồ 600ml 65 ngàn, chai tẩy màu 500ml 69 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào ân lên giùm em ạ. À, vòng đá chị đang đeo hả, em gửi giùm chị là thỉnh, gửi giùm chị là một vòng đá ngũ sắc để chị lên chùa chị thỉnh nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. À, chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm chị em ạ. À, dầu cù là cánh mườm lên đơn, dầu cù là cánh mườm trời ơi nó thơm cơ. Cái này là dầu cù là cánh mườm để dùng để xoa đau nhất như mấy chị nha, dùng để xoa đau mức dầu cù là xanh này. Ví dụ như mấy chị đau đầu xoa được, đau bụng xoa được, đau cơ xoa được, đau lưng xoa được, đau tay xoa được, đau chân xoa được, nói chung là xoa bóp đau đầu đau bụng xoa được hết, xoa thoa lòng ngực, thoa sâu ngực, thoa lòng bàn chân đều được hết.
nha mấy chị, dầu dầu cù là cánh bướm. Chị nào lấy hôm nay em gom cho mấy chị đi, nhanh gọn lẹ luôn nha. Dầu cù là cánh bướm hũ to giùm cho em, gom cho mấy chị 37 nha. 37 ngàn một hũ dầu cù là cánh bướm nha mấy chị. 37 ngàn hũ dầu cù là cánh bướm. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ạ. Này mấy chị nè, lưng nè, vai nè, gáy nè, tay nè, đầu gối, khớp gối nè mấy chị nè. Đau đầu mấy chị xoa cũng được luôn nha. Đau đầu mấy chị xoa cũng được luôn. Này mấy chị coi giùm em nè, cổ nè, gáy nè, cổ nè, lưng nè, lưng nè nha mấy chị nha, đầu gối, khớp gối nè mấy chị, cơ nè. Đưa chị em dầu cù là cánh bướm. Em gom mấy chị tại hàng siêu thị này, không chơi hàng cửa khẩu. Hàng cửa khẩu mấy chị ơi nó rẻ lắm. Hàng cửa khẩu mười mấy ngàn, hai mấy ngàn chai à. Nhưng mấy chị nha, em gom mấy chị mà thơm thiệt. Nhưng mấy chị nha, em gom mấy chị dầu cù là cánh bướm 37 ngàn một hũ. Dầu cù là bánh cánh bướm 37 ngàn một hũ. Chị nào lấy lên đơn cho em dầu cù là cánh bướm 37 ngàn. Dầu cù là cánh bướm. Gửi chị em là dầu cù là cánh bướm. Nhưng mấy chị không có gửi gì khác. Dầu cù là cánh bướm 37 ngàn một hũ chai bự. Không, nói em nói mấy chị nghe nè, never hàng Campuchia và hàng cửa khẩu giùm em cái. Tại vì mấy chị biết vì sao, hàng cửa khẩu với hàng Campuchia á, là hàng nó rẻ tiền. Nhưng mấy chị nha, hàng nó không có phải chất lượng hàng của nó, cho nên là mấy chị lưu ý giùm em ha. Ghi rõ giùm em dầu cù là cánh bướm 37 ngàn, dầu cù là cánh bướm 37 ngàn, không chơi hàng trộn giùm em nhé. Dầu cù là cánh bướm 37 ngàn, dầu cù là cánh bướm 37 ngàn. Nhặt linh lên số điện thoại giùm em. Nhưng mấy chị ghi chị em dầu cù là cánh bướm 37 ngàn, mấy chị đặt hàng lên cho em số điện thoại nhé. 37 ngàn một hũ to, nhưng mấy chị hũ to, hũ size đại nha. Sai đại nha. Đau đau cổ, đau vai, đau lưng, đau bắp tay, đau bắp chân, đau cơ, đau đầu gối, đau khớp gối, đau nhức đầu mấy chị sức cũng được luôn. Nhưng mấy chị, rồi gửi chị em dầu cù là cánh bướm, dầu cù là cánh bướm giùm cho em ha. Rồi nhưng mấy chị nha. Áo em mặc là 180 chị. Áo em mặc là 180 nha mấy chị nha. Áo em mặc là 180 ha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị nha. Rồi cái này là viên uống trắng da collagen của Thái Lan. Viên uống trắng da collagen của Thái Lan. Viên uống trắng da collagen của Thái Lan. Nhưng mấy chị nha, cái này là nó giúp cho mấy chị trắng da, đẹp da, đặc biệt là ai bị nám. Cái dòng này nè mấy chị, bị nám mà mấy chị uống cái này tốt lắm. Một gói như, đặc biệt là bị nám nha. Tại vì bị nám là cứ là bị sạm da là nó nhanh hồi phục da lắm. Mấy chị mình uống mình điều trị từ bên trong ra tới bên ngoài. Và bên ngoài mình xài kem nữa là nó sẽ kết hợp cả hai cái là nó sẽ càng tuyệt vời hơn. Một gói mấy chị uống được một tháng, em gom mấy chị chỉ có giá là 145.000 gói collagen hồng. 145.000 gói collagen hồng lên đơn. 145.000 gói collagen hồng lên đơn. 145.000 gói collagen hồng lên đơn. Nhưng mấy chị nha, chị nào uống collagen để giúp trắng da lên đơn, gói collagen trắng da lên đơn nha mấy chị nha, có 145.000 à. Chị nào lấy gửi giùm cho em nha mấy chị nha. Gửi giúp em là gói collagen hồng 145.000, 145.000 nha mấy chị nha. Bỏ thêm 3 hộp thải độc chân hả? 3 gói đúng không chị Ngọc Nga? 3 gói đúng không? 3 gói đúng không chị? Rồi mấy chị nha, 3 gói đúng không chị ơi? 2 hũ ủ môi hả? 2 hũ ủ môi hay ủ mũi? Ủ môi chứ. Ủ môi chứ đâu phải ủ mũi chị hả? Ủ môi đúng không chị? Viên uống trắng da collagen hồng. Thiệt, chị nào mà đang bị nám, tới dụ mấy chị da mấy chị đẹp rồi thì thôi cũng được. Nhưng mà ai đang bị nám á, hoặc là bị sạm da mấy chị, hoặc bị tàn nhang là mấy chị nên uống nha. Bị nám, bị sạm, bị tàn nhang, em khuyên mấy chị nên uống à. Nó giúp cho mấy chị là mờ nám, mờ sạm, mờ tàn nhang rất là nhanh luôn. Và đặc biệt nha mấy chị nha, nó từ bên trong rồi mấy chị bên ngoài mấy chị xài kem nữa là sẽ ok lắm. Nhưng mấy chị nó sẽ ok hơn nhiều ha. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Cái này là vòng đá ngũ sắc. Cái ý nghĩa của nó này, nó giúp cho mấy chị nè, ý nghĩa của nó nha, nó giúp cho mấy chị chuyển vận khí xấu sang vận khí tốt. Nó giúp cho mấy chị nè, nó giúp cho mấy chị là may mắn trong cái công việc của mình, suôn sẻ trong công việc của mình, hanh thông trong công việc của mình. Và đặc biệt nha mấy chị nha, nói chung là cuộc sống của mình mà ai cũng muốn cho nó được suôn sẻ, nó được may mắn hết á. Thì cái vòng này á, thì em thỉnh ở trên chùa á, em lên chùa được thầy chủ trì trong chùa, thầy xin cho mình cái lọc cầu sức khỏe, cầu may mắn và cầu bình an. Nói chung á là chị nào mà muốn thỉnh á thì em thỉnh ra. Nói chung là em đeo hồi giờ mấy chị, đi đâu làm gì cũng vậy, trừ trường hợp là em đi chơi, em đi tiệc đồ dễ, em ngựa, em đeo vòng, đeo lắc, đeo ơ rồi thôi. Chứ còn về tới nhà là mấy chị thấy không, em lột hết là em đeo cái này lại, em đi bơm bán hàng là lúc nào cũng vậy. Chỉ cần em đi buôn là em sẽ đeo nó, em đi buôn em sẽ đeo nó để cái kiểu như là cho mình nó được suôn sẻ mấy chị. Nói chung là từ Việt Nam qua tới Thái là em, nói chung là em đeo cái dây này là lâu rồi. Nhưng mấy chị nha, đó, cứ đi buôn là em lấy vô em đeo, đi buôn cái em lấy vô em đeo để nó giúp cho em nó là suôn sẻ mấy chị, cho nó công việc đồ cho nó được suôn sẻ, nó được hanh thông mấy chị, cho nó được tốt á. Nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm chị mà. Rồi cái này là hũ ủ môi của Thái, lộn, cái này là hũ sức mũi cắn của Thái nè. Con kiến cắn, con trùng cắn, con mũi cắn, con nói chung là con trùng cắn, con mũi, con kiến, con đồ cắn á mấy chị. Nó làm sưng lên, nó làm ngứa.
mấy chị chấm một phát cho em, nó sẽ giúp cho mấy chị cắt giảm cơn ngứa. Nhưng mấy chị nha, nó cắt giảm cơn ngứa, nó ngăn ngừa thâm và ngăn ngừa thẹo luôn. Tại vì có nhiều khi con của mấy chị gãi á, nó ngứa điên cuồng luôn, chỗ nó gãi mà nó chảy máu chảy mơ luôn mấy chị, chảy máu luôn á. Nhưng mấy chị nha, thì mấy chị sức cho em, sức cho em vậy á mà nó hết mấy chị, vậy á mà nó hết. Nhưng mấy chị nha, và nó cắt giảm cơn ngứa hay á, và nó làm cho mấy chị là không có bị thâm bị thẹo cái vùng mà bị gãi bị ngứa đó. Một hũ sức mũi cắn của Thái em gom cho mấy chị chỉ có giá là 45.000, lên đơn ghi cho em hũ sức mũi cắn 45.000, hũ sức mũi cắn 45.000, lên đơn hũ sức mũi cắn 45.000, lên đơn. Có chị nào lấy xét son nữa không biết mà em chùi mấy chị, em sợ nó in vô áo nè, em sợ nó in vô áo mà nãy giờ cứ ní ní hoài à. Một xét son lì 3 cây tới mạnh ngàn, chị nó ân lên cho em xét son lì 3 cây tới mạnh ngàn, đẹp lắm. Nhưng mấy chị nha, xét son lì 3 cây tới 7.000, chị nó ân lên giùm chị em ha. Xét son lì 3 cây tới 7.000, xét son lì 3 cây tới 7.000, chị nó ân nói em nha. Giờ em tẩy ra nha mấy chị nha, em tẩy ra. Cho cái gì, cái gói tẩy trang nha chồng, cái gói tẩy trang á. Cái gói tẩy trang mà nó có cái nước tẩy trang ở trong đó luôn á. Rồi mấy chị nha, xét son lì tới 7.000 3 cây 3 màu. Đấy hồi trưa đó, hồi trưa con vợ. Đây 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 cái gói kia, cái bịch đó, cái bịch đó. Rồi mấy chị nha, cho chị nào lấy giùm em một hũ sức mũi cắn có 45.000 thôi mấy chị. Mình có con nhỏ mình mua gì mình đỡ dành. Này mấy chị, cái gói này xài ngon thiệt nhưng mà nó hết hàng rồi chứ không, em gom cho mấy chị. Cái gói này mấy chị là cái gói tẩy trang, có nghĩa là thay vì mình phải nhúng nước tẩy trang rồi mình chùi, nhưng mà cái gói này là đã có thấm ở trong tẩy trang đó rồi, mình chùi là nó ra nha mấy chị nha. Đó mấy chị thấy không, gói tẩy trang rất là ok luôn, tẩy trang thần kỳ luôn mấy chị, rất là tiện luôn. Hồi trước giờ không có biết chùi, nó đâu có đi, để tới mấy ngày luôn nó đâu có đi đâu mấy chị, phải dùng tẩy trang nó mới ra nha mấy chị nha. Chua hồi trước hả, đâu quên nghĩ tới cái gói này đi nha mấy chị nha. Đó mấy chị thấy không, tẩy trang là sạch sỉ luôn mấy chị thấy chưa, sợ nó dính vô trong cái người nè, cho nên là phải tẩy. Rồi ghi nhiều em nha mấy chị nha, ghi giùm cho em là set son 87.000 một set 3 cây đó, 87.000 một set 3 cây xài ngon lắm. Set son lì Thái Lan, set son lì Thái Lan, set son lì Thái Lan nha mấy chị nha, 87.000 3 cây. Hũ sức mũi dạ ok mấy chị nào lấy lên đơn giùm cho em. Hũ sức mũi lên đơn, hũ sức mũi lên đơn giùm cho em. Nha mấy chị, ủ môi đây nè chị. Nha mấy chị nha, tao mới chùi xong bây giờ nó hỏi màu gì. Đó cái màu mà chị ấy, nói chung là cam đất, cam cháy rồi gì đó, nói chung là đỏ cam, cam đỏ luôn đó. Một set trong này nó có 3 màu như thế này nè em, đó, một set 3 màu, 87.000. Nha mấy chị, có nước hoa ngựa em. Nước hoa ngựa này, thơm lắm nha. Nước hoa ngựa hàng nội địa Thái Lan 39.000 chai. Nam xài được, nữ xài được, cái mùi rất là thích luôn. Tươi mát nha mấy chị nha, và nó lưu hương cho mấy chị ok lắm. Với lại mấy chị nhỏ gọn nữa, mình đi đâu mình mang theo cũng được. Ghi cho em là nước hoa ngựa 39.000 ha, nước hoa ngựa 39.000. Rồi nè mấy chị, đây là cái hũ ủ môi của Thái nè. Mấy chị, môi khô, môi nứt nẻ, nứt mà che hẻ che hả luôn, nứt mà chảy máu luôn á. Sức đi ngày hôm nay qua ngày hôm sau đỡ liền. Cái thứ hai, chị nào đang bị thâm môi, sức vô cho em, xài cái này trị thâm môi. Cái thứ ba này mấy chị, môi mấy chị không căng không mềm không mịn không có mướt được, sức vô cho em đi để nó ủ môi mấy chị hồng hà mềm mịn hơn, không bao giờ bị khô môi. Và thêm nữa, những ai mà môi phun thì mấy chị sử dụng ủ cái này giúp cho môi lúc nào cũng hồng hết nha mấy chị nha, sử dụng được cái màu ủ môi mấy chị được lâu. Vitamin E của Thái gửi cho em là ủ môi 19.000, cái này bình thường là 35.000 á. Em gom với chị 19.000, gửi cho em ủ môi 19.000, ủ môi 19.000, ủ môi 19.000, rồi lên đơn. Kệ nó, tối trước đi ngủ, tối mới chế xài kem rồi đúng không? Ủ thêm miếng môi vô cho em rồi mấy bà mới đi ngủ. Em nói thiệt, sáng ngủ dậy hả, cái môi mấy chị mềm mịn sờ vô thích lắm mấy chị, có 19.000 à. Rồi, chị nào ưng ghi giùm cho em ủ môi 19.000, ủ môi 19.000 lên đơn. Ủ môi 19.000, ủ môi 19.000 lên đơn. Nhưng mấy chị nha, có 19.000 thôi. Chị nào lấy lên đơn giùm cho em ha. Nước hoa ngựa rồi ok mấy chị. Ủ môi 19.000, ủ môi 19.000. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em ạ. Nhưng mấy chị nha, ủ môi 19.000, ủ môi 19.000 lên đơn. Rồi chị nào lấy lên giùm cho em ha. Rồi cái này nha mấy chị nha, cái này là cái chai xịt đuổi mũi nha mấy chị, xịt đuổi mũi dùng cho em nè mấy chị. Xung quanh nhà có mũi xịt cho em, ở lộn có chuột chứ, xung quanh nhà thử vô chuột quá trời, chuột mẹ chuột con chuột cống chuột cha chuột chú chuột chù dòng họ chuột mà nó kéo tới đó mấy chị, xịt vô cho em mày ha xịt là nó đi hết nha mấy chị nha. Xịt đuổi chuột của Thái hay lắm, đuổi chuột nó là chuyên vào đuổi chuột. Nhưng mấy chị, đặc biệt là em hay bán cho quán ăn, quán nhậu, quán phở rồi mấy chị, quán cơm đồ đó. Tại vì những cái chỗ đó là chuột nó tới nhiều lắm. Mà họ em nói thiệt mấy chị, cái chị kia xài được cái chỉ cho chị nọ chỉ mà em bán nguyên cả cái khu chợ đó luôn á. Nhưng mấy chị nha, do mấy bà xài hay á, thấy mấy bà kêu ừ xuống cái shop Thị Lê nó mua. Vậy á mà em bán được nhiều lắm mấy chị. Xịt đuổi chuột rất hiệu quả. Nhưng mấy chị, xịt đuổi chuột rất hiệu quả. Một cái chai xịt chuột như thế này, giá của nó 125 gom 87.000. Gửi cho em xịt đuổi chuột 87.000, xịt đuổi chuột 87.000, xịt
đuổi chuột tẩy mạng ngàn lên đơn, xịt đuổi chuột tẩy mạng ngàn lên đơn, có tẩy mạng ngàn thôi nhưng mà đuổi chuột tốt lắm nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm cho em, xịt đuổi chuột tẩy mạng ngàn, xịt đuổi chuột tẩy mạng ngàn nha mấy chị nha, đuổi mũi giờ đuổi chuột nha mấy chị nha. À quên, có mấy chị có hỏi em là son xài được không thủy, sao rẻ vậy? Ôi dù tôi quá mệt mỏi không mơ thiệt luôn á. Hỏi son xài được không thủy, mấy bà phải tắt dùm cho em cái coi. Ê sao hỏi cái câu gì mà nó thiệt, nó chán đời ghê á. Ê sao kỳ vậy trời. Thôi em bán chị 220 được không, bằng giá người ta đang xách tay gì đó chị. Dễ được không? Dễ được không? Dễ được không? Được thì chị cứ trả em 220 đi nha. Người ta bán 220 đó, hoặc là 150 đó. Còn thôi chị trả như người ta đi 150 cũng được. Trời ơi thiệt luôn á, gom rẻ thì nói sao gom rẻ mà gom đắt, cái con này bán đắt dữ. Bây giờ em nói thẳng chị một câu này, đắt bán đắt, rẻ bán rẻ, ân thì mua, thẳng một câu như vậy đi. Mấy bà phép bắt giùm cho tôi cái set son, mấy bà đã xài rồi, mấy bà phép bắt giùm cho tôi một cái đi. Mấy bà phép bắt giùm cho tôi một cái set son giùm tôi một cái đi. Trời ơi, tôi nói thiệt luôn, cái set son này là cái set son huyền thoại của Thái đó trời. Hàng nội địa của nó, không cái con nào mà đi Thái mà nó không order cái dòng này hết trơn á. Tùy người hả em, có người thì nói thẳng ra, có người thì có bán chín mấy cũng có người bán mấy chị 220 cũng có người bán 180 ngàn có người bán 150 ngàn cũng có, nói điêu mất lọc, nói chung là vậy đó mấy chị. Ân thì gom đúng không, rồi sao người ta bán đồ thiệt luôn á mấy chị nhá. Ủa mà bà hỏi cái câu đó tôi thiệt luôn á, không có ai mà nói ê cái xách son nó không xài được đâu đừng mua chị. Ủa người ta trả lời vậy nè, ê cái xách son nó không xài được đâu đừng trả lời. Hello bóp à bóp ơi bóp à bóp ơi bóp à bóp ơi, bữa đây mới nhìn tóc à, mới nhìn đây à, cái này niu à, niu à ồ trong mà những màu này. À, trời ơi cái xách son của người ta mà tao nói thiệt, cô gái hot của Thái Lan nha mấy chị nha, cô gái hot của Thái Lan. Hồi trước có hỏi là coi như là trong cái dòng game 4K nào mà cũng có cô gái này hết trơn á nha mấy chị. Xin chào, biết xin chào luôn ạ. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị ơi, lên chị em ha. Nói chung là sản phẩm ok lắm, son ok lắm, trời ơi thiệt luôn á, chán đời luôn á. Chị son thành phần tự nhiên chứ chưa chắc gì son xịn mà xài hiệu quả. Trời ơi nói thiệt, mấy bà xài thử đi, cái màu son nó rất là mềm, nó rất là mịn, mà hỏi một câu là tôi chỉ biết câm nín thôi nha, tôi chỉ biết câm nín thôi. Hỏi ngủ à, chị sơ clip à, nằm đi ngủ à, nằm đi ngủ được ạ. À. Rồi mấy chị nha, à, có nhiều chị hỏi em là có nhiều chị hỏi em là năng pha 79 ngàn, rồi chị nó ân lên cho em năng pha 79 ngàn, năng pha 79 ngàn nha mấy chị, năng pha 79 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên nhìn chị em ạ, năng pha 79 ngàn, năng pha 79 ngàn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy ghi chị em năng pha dùm cho em. Rồi em lên cho mấy chị son này mềm mịn thử đi rồi biết, đúng rồi chán ghê luôn á. Rồi nha mấy chị nha, đây là cái dầu lan vàng dùm cho em nha mấy chị, dầu lan vàng này, dầu lan vàng của Thái này mấy chị xài tốt lắm nha mọi người. Cái dầu này mà mấy chế nào chưa từng xài á, mấy chế xài thử đi, dầu này tốt lắm nha mấy chị nha. Đây cái chai này em đang xài này, em đang sử dụng này mấy chị. Xịt chuột ok mấy chị, 87 ngàn một chai nha mọi người, xịt chuột 87 ngàn một chai ha, xịt chuột 87 ngàn một chai nha mấy chị nha, xịt chuột 87 ngàn một chai nè mấy chị. Dầu lan vàng này, những chị nào mà khó tính, khó chịu mà coi như là khó khăn khó đỡ rồi đó mấy chị, khó chịu rồi đó mấy chị, dùng cái này dùm cho em nha mấy chị, dùng cái này dùm cho em nè, hít mũi à quên, dầu lan vàng dùm cho em nè mấy chị, dầu lan vàng. Chị nào nhức đầu lăn cho em, đau bụng lăn cho em, đặc biệt nhà ai có con nít mấy chị nên mua đi, mà nó dùm nó, cái dầu lăn này mấy chị nó dùng họ nó đỡ đau đầu và nó xả stress cho mình nha mấy chị. Còn cái này hít được luôn, một cái dầu lăn vàng của Thái như thế này em gom mấy chị từ 75 ngàn còn 49 ngàn. Chị nào lấy ghi cho em dầu lăn vàng 49k, dầu lăn vàng 49k, dầu lăn vàng 49 ngàn dùm cho em ạ. Nhức đầu lăn nha mấy chị, đau đầu lăn nha mấy chị nha, lăn cái này mấy chị, mình lăn vòng vòng này mấy chị, nó giúp cho mình xả stress mà nó đỡ đau lắm. Đau bụng lăn, đau đầu lăn, có con nít ở nhà mẹ ơi con đau đầu, ôi mẹ ơi con đau bụng lắm, lăn cho con đi mấy chị, nó trị đau bụng rất là hay. Đặc biệt nha, những ai khó tính, Thủy ơi cả đời chị xài dầu rồi, chị biết dầu nào ok, dầu nào không ok, em bao cho mấy chị sử dụng luôn á. Thủy ơi công nhận dầu này ok, dầu này tốt, mình xài mình cảm nhận được mà. 49 ngàn, chị nó ân ghi chị em dầu lăn vàng 49 ngàn, dầu lăn vàng 49 ngàn lên đơn nha mấy chị nha. Chồng sĩ lấy bao nhiêu vậy, cái dầu lăn vàng này sĩ lấy bao nhiêu với ngọ gom này, ghi chị em dầu lăn vàng 49 ngàn, dầu lăn vàng 49 ngàn nha mấy chị nha, dầu lăn vàng 49 ngàn. Thật ra chị nó có cái hít mũi thở, nhưng mà hít mũi thở nó nằm ở tiệm thuốc tây rồi, hít mũi thở tiệm thuốc tây rồi chị, cái dầu đó là cực kỳ tốt dành cho có con nít á. Không chị ghi chị em là dầu thở đi, chai to là hình như 125 ngàn chai á, cây to hơn 125 ngàn á. Chị quẹt xung quanh này ha, con chị nghẹt mũi cách mấy họ hết, không không có kiểu như là nghẹt mà nó thở không được, cứ thở bằng đường thở thôi á, chị để cái đó
nó ngủ tự động là nó hít cái hơi nó lên là tự động nó thông mũi liền là hay lắm. Nhưng mà mới nãy ở tiệm thuốc tây quên like cho mấy chị rồi, quên like rồi. Giờ về đây đâu có đâu, trong siêu thị này có tiệm thuốc tây hồi trưa á, hồi sáng em đi á mấy chị. Đó, hồi sáng em đi mà nhớ là đã like cho mấy chị rồi. Nhớ là đã like rồi, quên nha mấy chị nha, quên. À, rồi nha mấy chị nha, ghi cho em dầu lăng vàng, dầu thở hà, nhớ ghi dầu thở 120.000 nha. Dầu thở chai to á hà. Còn mấy chị nào ưng chai nhỏ thì có 65.000 à, chai to thì 120.000. Nha mấy chị. Ê, không phải. Dầu nhỏ chai nhỏ là 65.000 nhưng mà chai to là chỉ có 95 mà chị à. Quên, dầu thở chai to 95 hà, mà chị ghi á, cái chai to nó gấp đôi, hơn gấp đôi, gấp 3 lần so với chai nhỏ. Nó sẽ lợi hơn. Đó, đáng lý là hai chai dầu nhỏ là 130 rồi đúng không? Thì chị lấy mua một chai to thôi, cái 95.000 à. Hà nhớ ghi dầu thở chai to đi cho chị đi. Tại cái chai to chị mua nó lợi hơn. Con em không bao giờ thiếu. Con em không bao giờ thiếu, thề luôn á, không bao giờ thiếu để cho con em mà nó bị trường hợp đó mấy chị. Nó bị có cái em cho con xài, tại vì bản thân con của em mấy chị nó bị mùi, ở quên nó bị nghẹt mũi rất là nhiều luôn. Em thề luôn á, em nói điêu mấy chị em mất lọc nha. Con em bị nghẹt mũi nó thở tại vì em cho ngủ máy lạnh không mấy chị. Mà tối nó ngủ máy lạnh mấy chị biết sao không? Nó ngủ máy lạnh nó là nó dễ bị nghẹt mũi lắm, nó dễ bị khó thở. Cái xong có hở mấy chị, em quẹt xung quanh cái này này, em quẹt hai cái dòng này, em quẹt xung quanh cái này, em quẹt cái này. Nếu trường hợp nó bị nặng mùi quá, nó bị nặng quá, em phải ẩm nó lên đúng không? Em xức vô cái cánh tay này, em để ngay lỗ mũi này, để cái này không được xức trực tiếp vô lỗ mũi cho con nha. Để sơ này thôi, con tự động nó hít vô. Nó đang ngủ liêm diêm mà, nó hít vô tự động là nó thông lên rồi. Cái mấy chị xức qua hai cái gai này, xức lên cái này, xức lên cái này. Nó thấm cái dầu nó lên cái vải nè. Bắt đầu con nó ngủ với chị cái đường thở của nó nè. Ví dụ như giờ nó con nó hay nó nằm ngủ vậy đúng không? Hoặc là mấy chị xức lên cái gấu. Đó, cái gối con đang ngủ nè. Ví dụ như em nói ví dụ đi. Cái gối này. Nè mấy chị đây cái gối đây. Con nó ngủ nè. Mấy chị xức vô. Để cái sức lên cái chỗ này này, con hít lên là nó tự động nó thông cái lỗ mũi nó. Nghẹt cách mấy, nghẹt cứng ngắc luôn, nghẹt mà em nói thiệt mấy chị luôn, nghẹt mà thấy con thở mà mấy chị xót ơi là xót luôn. Mấy chị giác lên vai nó cũng không hết, mấy chị ẩm nó đứng nó cũng không hết, ẩm nó ngồi nó cũng không hết mà nó khóc miết luôn. Thử đi, mấy chị thử cách đó cho em đi, em bảo đảm mấy chị thông mũi cho con liền luôn. Em không bao giờ để con em thiếu, hồi đợt em mua một lần 50 chai em không dám bán chai nào mấy chị. Em cứ để dành đó cho con em nó xài. Nhưng mấy chị nha, nói chung là nó không có to, nó không có nhiều lắm mấy chị. Nhưng mà được một cái là cái loại đó nó phải nó là siêu tốt luôn. Dùng được từ sơ sinh trở lên. Dùng được từ sơ sinh trở lên. Nhưng mấy chị nha, cho nên nó tốt lắm. Mà quên, hồi trưa ở trong nhà tiệm thuốc tây mà quên ra. Nhưng mấy chị đó em mua trong tiệm thuốc tây không à. Ở đây nó không có đâu mấy chị, ở tiệm thuốc tây nó mới có ha. Rồi nhưng mấy chị nha, chị nào lấy ghi dùm cho em à. Ghi cho em dầu thở nha mấy chị nha. Chai to 95.000, chai nhỏ 65.000 tùy mấy chị. À, mấy hôm mới thì gom được chai to, còn có mấy hôm thì gom được chai nhỏ. Nói chung là gom đợt nào thì hay được nó, nói chung là có đợt nào thì hay được đó nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nhân viên kiểm tra đi, nếu mà không có được chốt đơn gửi hàng cho chị trong khi còn đặt hàng trên bên là. Chị nhân viên bên em kêu chị kiểm tra hàng mà không nói chốt đơn mà gửi hàng cho chị trong khi chị còn đang hàng. Ủa Hà, mày coi thử cái đứa nào chốt đơn chị Ly Hiền. Ủa chị ơi, tụi nó không dám làm liều vậy đâu. Tụi nó không dám làm điều đâu chị. Ví dụ như chị ok á thì nó mới chốt chứ, nó mới đi đơn chứ. Còn mà chị chưa ok nó không đi đơn đâu. Tại vì nhân viên của em là hồi giờ nó là như vậy á. Chị coi thử chị có ok cái gì không, hay chị có cái kiểu như là chị nói cái gì là ừ chốt chỉ là nó sẽ đi đơn cho chị à. Ví dụ như chị nói ok chốt, hoặc là chị nói ừ chốt, hay là nó ừ đúng rồi là nó sẽ đi đơn rồi chị. Có nghĩa là nó hỏi với chị là ok cái đơn này đúng hàng chưa là nó sẽ đi đơn đó chị ha, nha chị nha. Cho nên là cái nào chứ cái đó là chị coi lại thử chứ, tại vì nhân viên của em biết mà, nhân viên của em biết, tại vì nó không bao giờ nó dám cho đi đơn liều đâu. Phải có nói đơn chị Ly Hiền gửi qua chị ok mình đi đơn à. Đó, chị coi giùm em thử chị có ok trong cái đơn hàng đó không. Nó hỏi là chị ơi đơn của chị ok không ạ? Đúng hết đơn hàng em đi đơn cho chị nha. Cái chị ok là nó nói là chị đã chốt cái đó rồi là nó sẽ cho đi đơn á chị. Thôi kệ, chị ủng hộ em lên đơn mới giùm em nha chị nha. Thôi kệ, ủng hộ chị em lên đơn mới giùm em nha chị Ly Hiền ha. Ủng hộ giùm em lên đơn mới giùm em nha chị nha. Tại vì hàng vừa đủ á, thì hàng nó đã cho đi thường xuyên, đi hoài luôn á mấy chị. Nó sẽ không có ngưng đơn ấy ha. Rồi nha mấy chị nha, cái này nè mấy chị, cái này là mặt nạ vàng của Thái Lan. Mặt nạ vàng này mấy chị ok ok nên đi đơn rồi ạ. Hàng tới chị không chịu, chết đi chị tạo im giữ chị. Em làm chủ em cần em cần khách, còn mấy đứa này không cần khách. Ô chị ơi, nhân viên em nó không có cái ý đó đâu. Em thề chị luôn, nhân viên em nó không bao giờ nó có cái ý đó đâu chị. Mình nói chung là không phải vậy đâu chị. Ủa vậy chị không có nhận đơn à? Vậy giờ chị không chịu nhận đơn à? Em hiểu, chị phải coi lại đi. Nhân viên của em này nó nói chị là chị ơi cái đơn hàng của chị coi thử cái đơn hàng của chị ok chưa. Cái cách chốt đơn của em hồi giờ là như vậy mà.
chị cho cái đơn hàng của chị ok chưa, đúng hết chưa, và bên em sẽ đi đơn cho chị, là chị ok là nó sẽ đi đơn chứ còn gì nữa, do chị ok rồi. Cái khi chị ok chị đi đơn rồi á, rồi cái đơn hàng của chị đặt tiếp nữa thì làm sao nó dồn được nha chị. Không phải đâu chị ơi, chị nói vậy là nhân viên em nó không phải đâu, tại vì em hiểu mà, không phải gì hết á. Nói chung mình đã sử dụng người ta, mình đã, người ta đã làm cho mình phải tin tưởng người ta chứ không phải gì đâu. Em nói thiệt, nhân viên em nó không có tính nó đâu, em nói thiệt sự luôn. Nói chung là mình không hiểu nó, hoặc là mấy đứa mới thì em hiểu, nhưng mà nhân viên của em là nó không bao giờ nó dám làm vậy đâu chị. Tại vì mấy cái đó là những cái trường hợp đó là em đều loại ra hết. Em nói thiệt chị luôn, nhân viên của em mà những cái trường hợp đó là em không bao giờ em chấp nhận được. Tại vì em nói chị còn cái đơn hàng của chị đó còn ở trong shop, mà chị có mua thêm là phải bắt buộc là phải thêm cho chị đó. Nhưng mấy chị nha, rồi mấy chị nha, nhân viên chị kêu kiểm tra viên thì chị ok thì đúng rồi, nó kêu chị kiểm tra ok để nó đi đơn đó, thì chị ok thì nó đi đơn là đúng mà. Ở đây chốt hàng ai cũng vậy mà chị. Ủa ở đây hồi giờ chốt hàng là vậy mà, nó hỏi chị là chị ơi kiểm tra bill thử ok chưa, đúng không, để nó đi đơn mà, thì chị ok nó đi đơn. Nhưng mấy chị nha, rồi mấy chị nha, chị nào lấy đó giùm em ạ. Nếu mấy chị nha, Hà chụp cái bill chị Yvonne đổ gửi qua tin nhắn ngày mai, nhưng vì em đã kiểm cho chị, bây giờ nó hết giờ làm rồi chị ơi. Thì đúng rồi chị, ở giờ chị không nhận hàng giùm em, tạo nghiệp em chứ. Đơn hàng của chị hả, ship đi ship về của em hả, một đống tiền cước, tạo nghiệp em chứ chị. Nhận giúp em đi chị, nhận giúp giùm em đi chị ơi. Bây giờ chị không nhận đơn nữa, còn tạo nghiệp em chứ. Nói chung là tụi nó không có bao giờ mà nó hỏi chị rất là rõ, xong rồi chị ok nó đi đơn thì cái đó là chuyện tất nhiên mà, chứ giờ làm sao giờ. Nhiều khi á chị không ok rồi chị nói ủa này kia làm sao, còn nếu mà chị ok chị nói là ừ ok em, nhưng mà để chị mua thêm hàng là nó sẽ đỡ đơn lại cho chị, nó sẽ không bao giờ nó dám cho đi đơn chị đâu. Chị nói ừ đúng rồi, nhưng mà chị muốn mua thêm, đúng không, với chị muốn mua thêm thì để đơn em đỡ đơn lại cho chị muốn mua thêm thì nó sẽ không bao giờ nó dám cho đơn chị đi. Đó là cái cách em làm việc, nó chỉ cần mấy chị kêu là Thủy ơi đưa đơn, Thủy ơi nói chung là mấy chị mua thêm hàng là em không bao giờ em nói ok thì người ta đi đơn, thì người ta mới đi đơn thì đúng rồi. Thì nói chung là khách quen của em là ai cũng vậy trơn á. Cái đó là mấy chị thấy làm ok lắm, khi khách ok chốt thì mới gửi, mà còn đóng gói chụp hình gửi cho chị nữa này, kỹ lắm luôn đó, cái kiểu như vậy mấy chị. Mà chị đang đặt nữa, tại vì chị tưởng đặt thế nào hỏi chốt ok thì mới đi, không phải chứ ơi. Thôi kệ chứ, thông cảm giùm em đi nha, chứ thông cảm giùm em ha, chứ thông cảm giùm em đi. Rồi còn cái đơn hàng nó còn lại shop của em nè, em phi ship cho chế, coi như là chế chịu một lần tiền ship thôi. Hà nói cái đơn của chị đó, thôi lỡ rồi cái đơn hàng của chị là chị còn đặt hàng bên mình nè, thôi chị nhận giùm em cái cục đó đi, chứ mà chuyển đi chuyển dìa là tội em lắm luôn ấy. Là bởi vì chị biết sao, nó tốn tiền cước em, chuyển đi chuyển dìa là hết gần cả 100,000 tiền cước á, mà em thu ship với chị có 29,000 à. Chuyến này quên cái đơn mà chị còn đặt hàng bên em nè, em free ship cho chị cái đó nha. Thôi thông cảm giùm em nha chị, tại vì chị không hiểu ý á, chứ còn á nhân viên của em nó không có bao giờ nó dám làm vậy đâu chị, tại vì em rất là kỵ những cái việc đó, em nói thẳng luôn. Nói chung là không có được làm cái kiểu như là không có được để làm khách mất quyền lợi của khách, mà giải quyết hết tất cả những cái vấn đề của khách. Khách thiệt thòi là không để khách thiệt thòi, nó là như vậy đó mấy chị nha, mấy chị nha. Gì nó hủ đơn rồi, ủa là sao, nó hủy đơn rồi hả? Chết đi tàu em giữ trời, chết đi tàu em giữ chị. Ô thâu á bà, ô tôi thiệt luôn, bán cái đơn hàng cực khổ thấy mẹ luôn, từ bên Thái xách đơn gì à? Thiệt luôn á bà, nói tôi muốn khóc luôn á trời. Chút vậy chị cũng không nhận giùm em, trời ơi chị cũng nói trời ơi thôi luôn á, thôi luôn á trời, mệt ghê. Bán cái đơn hàng lời có mấy đồng tiền cước của em đi, tiền cước về của em hết mười mấy ngàn, còn cả 100,000 tiền cước của em, tạo nghiệp em chớ. Ô thâu luôn á. Nhưng mấy chị nha, em chưa chốt đâu chị ơi, đơn hàng hôm qua là chưa chốt đâu chị. Nói chung là mấy chị ơi, em đi á, em nói thiệt, em bán em lời ít lắm. Cái thứ hai nha mấy chị nha, là họ cái hàng của em á mấy chị, cái hàng của em á, ô thôi mệt quá mấy chị ơi, hơi lờn quá rồi nha mấy chị nha, chán quá rồi nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, sát ông đào chứ giờ chị không chịu nhận mà biểu gì, chị đâu có chịu nhận hàng biểu gì, nó không hủy đơn nha mấy chị nha. Nhiều rồi, thấy shop em và cách xử lý ok luôn. Dạ thì em nói với chị thiệt, cái cách đi bán hàng như này, ví dụ mình gửi lộn hàng cho khách, đó là cái lỗi 100% của mình chứ không phải là lỗi của khách. Cái thứ hai, hàng bị lỗi đổi 100% cho khách, nếu như mà chị đó xử lý được, ừ chị đó, chị ơi cái đó bị lỗi, thôi chị sử dụng giùm em giảm giá tiền cho chị, vừa mua thường bán, ơ thí dụ em giảm cái giá đó, ô chị đó, ừ thôi được rồi để chị lấy giùm em, thì em rất là biết ơn luôn, và em sẽ sẵn sàng giảm cái giá đó, và em xử lý với chị. Có nhiều chị nó, Thủy ơi gửi hàng chị thiếu, có rất là nhiều chị thiếu nhưng vẫn nhận hàng giúp em. Thủy ơi gửi hàng chị thiếu á Thủy,
gửi hàng chị thiếu á, thiếu gần cả trăm mấy 200 ngàn luôn nha mấy chị nha, có khi thiếu gần cả triệu. Em nói thiếu cái gì mà thiếu dữ, thiếu dằn gì, thiếu gì của tài tới 1 triệu hàng nữa, tại cái đơn hàng của chị 5-6 triệu mà nó cái mặt sau nó quên lấy hàng đi, nó thiếu nguyên cả cái mặt sau luôn, đơn hàng nó thiếu gần cả triệu, chị vẫn lấy hàng giùm cho em, nó thôi để bữa sau đi chị lấy thêm đi rồi bù cho đủ hàng cho chị. Thực sự rất là biết ơn luôn, em rất là biết ơn luôn. Nhưng mấy chị nha, nhưng mà để được như vậy mấy chị, để được như vậy đó là cái cách hàng bên em bán hàng và xử lý đơn hàng để mấy chị có niềm tin, đúng không mấy chị? Để mấy chị có niềm tin, ừ cái con này xử lý được, cái con này nó uy tín nè, cho dù nó thiếu hàng của mình nhưng mà nó xử lý ổn thỏa. Thì đó là cái cách em xử lý. Nói chung là lỡ em nói thiệt mà đơn hàng nhiều mấy chị, 100 đơn là nó sẽ quản lý khác, 1.000 đơn quản lý khác, 1.000 đơn, 2-3.000 đơn, 5-7.000 đơn, 10.000 đơn nó khác nữa, tại vì nó quá nhiều. Đôi khi có phải sai sót chắc chắn. Mấy chị biết em qua bao khâu không? Khâu chốt đơn riêng, khâu lấy hàng riêng, khâu kiểm tra hàng riêng, khâu đóng hàng riêng. Có nghĩa là nó sẽ qua tới mấy giai đoạn để nó mới tới được cái khách hàng mấy chị. Nhưng mà đôi khi nó cũng phải có sai, có nghĩa là nó nhầm lẫn cái món. Thì nó những cái trường hợp đó là em bắt buộc nhân viên em phải xử lý ổn thỏa cho mấy chị hết. Không được để khách bị thiệt. Nhưng mấy chị, nhưng mà cũng không để mình bị thiệt. Ví dụ như là ví dụ như ở cái nhiều khi á mình bị thiệt, ví dụ như thiệt chút ít thì được rồi. Nhưng mà ví dụ như là không có được khách, cái kiểu như là bắt chẹt em một lần, hai lần em còn chấp nhận được. Nhưng mà 3-4 lần là em sẵn sàng em không bán cho người đó nữa. Nhưng mấy chị nha. Đúng rồi, bên em chốt đơn hàng rõ ràng lắm. Đó là cái cách em xử lý. Tại vì em nói với nhân viên em rồi, không được dối lừa khách, không có được, ví dụ như là mình không có được cái kiểu như là sao ta, cái cách xử lý của em là như vậy mấy chị, cho nên là ấy nha mấy chị nha. Nhưng mấy chị nha, thì do chị không có nhận đơn cho nên tụi nó mới hủy á chị, cho chị không nhận đơn nữa rồi giờ làm sao giờ, nếu mà chị không nói thì em cũng đâu có biết đâu đó. Nhưng mấy chị nha, rồi mấy chị nha, thôi mấy chị nha, rồi giờ thôi em bán hàng rồi. Nhưng mấy chị nói chung là vậy mấy chị ơi, em nói để mấy chị hiểu em hơn. Nói chung mới là mấy chị có vấn đề gì thì mấy chị có thể nói với em, nhưng mà mấy chị cứ nhân viên của em cũng vậy, nói chung là em kêu hết hàng bị lỗi bắt buộc phải xin lỗi khách và xử lý liền cho chị. Hàng không đúng cái sản phẩm mấy chị đặt là phải đổi cho khách liền, nếu mà chị không xài được cái sản phẩm đó mình đổi qua cái khác liền cho mấy chị. Nói chung là vậy đó mấy chị, nói chung là cái cách em bán hàng là vậy nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, mấy xin thưa mấy chị ơi, ngày mai nha chị, chứ bây giờ nhân viên em đã nghỉ hết rồi, 9 giờ là nó đi về hết rồi chị. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị cái cục sáp âm đạo mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào này mấy chị sáp âm đạo nè. Rồi nha mấy chị sáp âm đạo đây ạ, sáp âm đạo nha mấy chị nha. Hà mày coi thử cái đơn của chị Ly Hiền á. Lỡ cái đơn đó hủy về rồi mày gộp đơn. Chị Ly Hiền ơi, tao bây giờ như vậy đi. Cũng hơn 1 triệu vậy hả? Em cảm ơn chị nhiều. Cái đơn của chị Ly Hiền á, thôi chị Ly Hiền ơi, thôi bây giờ hả? Để em kêu nó gộp cái đơn rồi chị gom đủ đi rồi bữa sau nó ship lại cho chị được không? Em kêu tụi nó gộp đơn lại rồi ship lại cho chị một lần cái đơn mà bị hủy gửi về rồi á. Rồi em kêu nó là cộng vô cái đơn mà còn lại ở shop em ấy, rồi gộp chung vô rồi đi đơn cho chị luôn được không? Nha chị nhé, đi đơn rồi gặp chung cho em rồi đi đơn lại lần nữa nha chị ha. Thôi cái đơn đó giờ nó cũng hủy, nó cũng quay về rồi nha chị Ly Hiền ha. Thôi kệ, ủng hộ em đi, bà cũng mua hàng của em, cũng nói chung là cũng không phải lâu gì lắm, nhưng mà em nhớ là cũng mấy đợt rồi. Nhưng mấy chị nha, cũng nhớ mấy đợt rồi, thôi ủng hộ em ha. Thì bây giờ như vậy đó chị ha, em xử vậy được không? Ví dụ bây giờ này đơn hàng nó quay về rồi, bây giờ cái đơn hàng đó bây giờ nó gộp cả cái đơn trước và đơn này nó đi luôn cho chị một lần nữa nha. Thôi giờ vậy nha chị nha, thôi kệ đi ha. Rồi mấy chị nha, em biết rồi, không hả đâu, là do chị không chịu nhận hàng nó mới hủy đơn á chị, chứ còn mà bình thường á thì nó đâu có hủy đơn. Rồi nha mấy chị nha, cục sáp âm đạo. Sao bây giờ em lên cục sáp âm đạo nè. Này mấy chị, sáp âm đạo này, thứ nhất này mấy chị, đây nó có cái gì ta, cái bịch bóng ở đây, mấy chị lấy cái cục này mấy chị nhét vô trong cái này giùm cho em đó nha. Là mấy chị rút cái dây lại, thứ nhất nó đặc trị cho mấy chị nè. Chị nào bị hôi cô bé nha mấy chị, bị hôi cô bé, Thủy ơi bị mùi hôi cô bé rất là nặng luôn, bị mùi hôi cô bé rất là nặng luôn, mấy chị sử dụng cái này cho em đi nha mấy chị. Mấy chị sử dụng cái này cho em, bị mùi hôi nặng ơi là nặng, xài cho em trị mồ hôi, trị mùi hôi cô bé. Cái thứ hai là dịch dơ, dịch nhờn, bị huyết trắng, bị dịch dơ, bị dịch nhờn, bị thâm cô bé, mấy chị xài cho em nhé. Cái thứ ba, chị nào mà cái kiểu như là bị gì ta, mụn mông đồ đó mấy chị, mình sử dụng này luôn, chà cô bé, chà trực tiếp hai cái bệm, chà luôn cả sau mông cho em, nó sẽ giúp cho mấy chị là trị thâm cô bé, trị thâm bệm, trị thâm mông, và đặc biệt nha mấy chị, trị mồ hôi rất là tốt. Một cục như thế này 95.000 em gom sale cho mấy chị chỉ có 62.000 thôi. Chị nào lấy ghi dùm cho em là sáp âm đạo 62.000, sáp âm đạo 62.000, sáp âm đạo 62.000 nha mấy chị nha. Em không cho hàng về sớm, nhân viên sẽ từ từ đợi em. Trời ơi, ngày nào em cũng cho đó chị đâu phải là ngày nào em đi bằng đường bay luôn, chứ không có đi bằng đường bộ luôn á. Cứ mỗi tối em đều cho hàng về, nhưng mà chị phải nghe nè, nó bay về tới Sài Gòn xong rồi nó còn gửi về nhà em hết 10 tiếng nữa.
Thì đương nhiên của chị nè, bây giờ là gửi hàng ra sân bay, rồi sân bay là bắt đầu là nó đưa vô sân bay, rồi bắt đầu nó đóng hàng, rồi bắt đầu là nó đưa lên, rồi bắt đầu là nó về tới Sài Gòn, rồi Sài Gòn nó chuyển như em hết 10 tiếng nữa. Nó có nghĩa là nó hết một ngày 10 tiếng là gần 2 ngày đó. Với lại thứ hai nữa là do đơn hàng quá tải, chị ơi, nó nhiều quá, nó rep không có kịp, nó chốt không có kịp. Chứ không phải là em không phải cho đi dạ, thiệt mười mấy đứa nhưng mà vẫn chốt hàng không kịp là do đơn hàng nó quá nhiều á, cho nên là nó không kịp với chị, chứ không phải là ngày nào cũng cho đi hàng gì mà. Rồi gửi cho em sáp âm đạo số 2000, sáp âm đạo số 2000 rất là tốt luôn. Gửi cho em là sáp âm đạo số 2000, sáp âm đạo số 2000, sáp âm đạo số 2000 lên đơn. Mấy chị ơi, bây giờ em lên sớm mấy chị nha, em vừa khách sạn cái ạ. Nha mấy chị nha, người ta chở hàng tới khách sạn nhiều rồi, bây giờ em về em ship lại hàng cho đỡ sợ nó, do mấy chị khách sạn nó nhiều hàng quá. Nhưng mấy chị do khách sạn nó nhiều hàng quá cho nên là em phải đi dìa cái này nha mấy chị nha. Rồi dìa xong rồi em like nữa. Nhưng mấy chị để em dìa cái nha mấy chị, em dìa xong rồi em like nữa nha mấy chị nha. Bây giờ hàng nó nằm ở dưới khách sạn nhiều lắm. Cái quầy cái chỗ lễ tân á, em sợ người ta lấy lộn hàng của em. Chứ bây giờ họ người ta mới chở hàng tới luôn á. Nhưng mấy chị nha. Rồi gửi cho em sáp âm đạo số 2000, sáp âm đạo số 2000 lên đâu. Nhưng mấy chị, sáp âm đạo số 2000, sáp âm đạo số 2000 chuyên đặc trị mồ hôi cô bé, chuyên đặc trị thâm cô bé, giúp cho mấy chị cân bằng đồ bát âm đạo cho mấy chị, giúp cho mấy chị trị mồ hôi cô bé với chị cực kỳ tốt. Lên đơn cho em 62.000, đừng có tiếc mấy chị, ăn phát hết 62.000 à. Nhưng mà hỏi cái cục này mấy chị xài được cả tháng luôn. Rồi, lên đơn dùm cho em. Nhưng mấy chị, thôi bây giờ em xuống em đặt hàng đó cho mấy chị nha. Chị nào lấy gửi cho em sáp âm đạo nha mấy chị, 62.000. Bây giờ em đi về khách sạn đó nha mấy chị nha, em dọn lại hàng á, có nghĩa là em dọn cho nó gọn lại chứ không là người ta lấy lộn hàng của em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy gửi cho em sáp âm đạo số 2.000, sáp âm đạo số 2.000 lên đơn. Sáp âm đạo số 2.000 nha mấy chị nha, sáp âm đạo số 2.000 lên đơn, sáp âm đạo số 2.000 lên đơn giùm chị em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy gì nữa không? Em lên đơn, em xuống like nha mấy chị nha. Rồi, em về khách sạn á, em like cho mấy chị giày dép áo quần rồi tùm lum tà la bánh kẹo rồi gì đó mấy chị, chút xíu nữa em về khách sạn em like tiếp nha. Ờ bây giờ em đặt hàng cái ở rồi em về khách sạn cái nha mấy chị. Em đặt hàng em về khách sạn cái nha mấy chị nha. Mặt nạ hả chị? Mặt nạ 97.000 nha chị ơi, mặt nạ 97.000 ạ. Này chị, mặt nạ 97.000, mặt nạ 97.000. Này chị, mặt nạ 97.000, mặt nạ 97.000. Lên đơn giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chồng mua mấy cái món ấy ra bắt đầu là đặt hàng này. Rồi nha mấy chị nha, mặt nạ 97.000. Thôi bây giờ em xuống live, quên cây nặng mụn có bà nào ưng ông lên cho em. Nặng mụn có 6.000 cây thôi mấy chị. Nặng mụn có 6.000 một cây thôi. Nè mấy chị coi giùm em cây nặng mụn này, đã 6.000 cây chị nào ưng gửi cho em cây nặng mụn nha. Nặng mụn 6.000. Nặng mụn 6.000, nặng mụn 6.000, cây nặng mụn 6.000, cây nặng mụn 6.000. Nha mấy chị, cây nặng mụn 6.000. Nha mấy chị nha. Rồi bây giờ em xuống live nha mấy chị nha, em xuống live. Em vừa khách sạn cái mấy chị ơi. Trời ơi, em định live tối nay em live 10 giờ rưỡi 11 giờ mà em vừa khách sạn cái em live nữa nha. Em vừa khách sạn cái nha mấy chị nha, em ship lại mấy cái thùng hàng á. Người ta mới nhắn em chở tới mấy chục thùng hàng, bây giờ phải về liền để dọn lại chứ để mất công là người ta lấy nhầm hàng của em là xuyên. Nhưng mấy chị nha, có bán túi sáp đựng sáp không, cái đó không có bán chị, cái đó là nó tặng kèm theo ở trong cái cục sáp này thôi chứ nó không có bán. Nhưng mấy chị nha, nó tặng kèm thôi mấy chị, và nó tặng kèm cứ mỗi cục như vậy, nó đều có mỗi cục nó đều có cái túi cho nên là không có được tặng nữa nha mấy chị nha. Mấy chị xài bao nhiêu là lên giùm em. Thôi bye bye mấy chị nha, bye bye, cảm ơn mọi người nhiều nha, cảm ơn mấy chị nhiều nè. Ngày mai em quên rồi, chút xíu nữa mấy chị đợi em cờ tâm 10 giờ đi rồi em về tới khách sạn mấy chị, rồi bắt đầu em dọn cái hàng đó lên xong là em lên khách sạn em la liền luôn. Bye bye mấy chị nha, ghi giùm cho em. Alo, bye bye mấy chị nha, bye bye mấy chị ha, bye bye mọi người nha, bye bye mọi người.